tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 856, người cứ coi ta như kẻ ngốc lắm tiền đi. Bên trong ma hầu phong ngọn núi thứ 69 của vô cực ma tông. Công tử hải nhíu mày, toàn thân hắn bất giác đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đã kích tinh thần lực từ con rối hình nhện lúc trước như khiến đầu của hắn phải gánh một đòn nghiêm trọng. Lúc ấy hắn đang đả tọa tu luyện, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. May mà ý chí của hắn đủ mạnh, trên người lại mang theo một món bí bảo hệ tinh thần vốn được chuẩn bị để ứng phó tâm ma, tuy rằng trọng thương nhưng Trung Quy vẫn may mắn chống lại được cú đả kích tinh thần lực này. Nhưng mà hắn thật sự không thể ngờ rằng lần đả kích tinh thần lực từ xa kia không phải chỉ một, mà là hai đợt. Khi hắn đang nhanh chóng dùng đan dược chữa trị tinh thần lực, làm dịu đi đau đớn về mặt tinh thần, cắn răng tiếp tục tu luyện, nhưng đột nhiên ý thức nhoáng lên. Ngay sau đó, linh hồn hắn bị kéo vào trong không gian một cơn ác mộng, bị áp bách một cách tàn nhẫn. Trong cơn ác mộng này, tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể biến thành kẻ địch, dù là tảng đá, mặt nước, cây cối, nhà cửa, động vật, thậm chí là xương mù. Phàm là tất cả những thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy thì đều sẽ hóa thành bàn tay ma quái vây quét hắn, quấn lấy hắn, muốn chiếm đoạt thân thể của hắn. Xương của ngươi, máu của ngươi, thịt của ngươi, mọi thứ của ngươi đều là của bọn ta. Dù ngươi trốn tới đâu thì bọn ta đều sẽ tìm được ngươi chiếm được ngươi. Ngươi vĩnh viễn là của bọn ta, vĩnh viễn. Những lời thoại mập mờ này được thốt lên bằng giọng điệu vô cùng kinh khủng trong không gian của cơn ác mộng, khiến toàn thân công tử hải nổi đầy da gà. Cuối cùng, hắn dựa vào sự trợ giúp của món bí bảo hệ tinh thần trên người mới gắng gượng bứt mình ra khỏi thế giới ác mộng được. Công tử hải có trực giác rằng không gian ác mộng quỷ tha ma bắt này tuyệt đối không phải chỉ đến một lần duy nhất. Thứ này hẳn là một loại nguyền rủa bám vào trên thân thể hắn, Thừa dịp lúc hắn chưa chuẩn bị thì sẽ kéo hắn vào không gian ác mộng lần nữa. Bí bảo trên người hắn có thể cứu hắn một lần, nhưng không phải lần nào cũng đều có thể bảo vệ hắn bình an. Nếu như không cách nào giải quyết ngọn nguồn của cơn ác mộng này thì cuối cùng sẽ có một lần hắn bị thế giới ác mộng nuốt chừng. Audio điện tử võ tấn bền. Công tử hải kiểm tra khắp nơi trên cơ thể mình thật kỹ, nhưng lại không hề phát hiện ra nguyền rủa ác mộng ở đâu cả. Lẽ nào cảm giác của mình sai sao, không gian ác mộng này cũng không phải vĩnh viễn mà chỉ là một lần duy nhất ư Công tử hải âm thầm thở phào một hơi Thư sơn áp lực đại, kẻ này thật sự là khắc tinh của hắn sao Lúc này, ở bên khác, tấm ngân phiếu ngựa kiếm phi hành kia đang dùng ý niệm sách theo con chuột bị ma hóa bay về phía bầu trời Nó càng bay càng cao, xuyên qua tầng mây, lên như diều gặp gió cứ tiếp tục bay như vậy thì có khi nó sẽ bay thẳng vào vũ trụ luôn. Nhưng mà lúc tấm ngân phiếu xuyên qua tầng khí quyển tiếp theo thì đột nhiên, thân hình của nó biến mất không thấy. Một lát sau, tấm ngân phiếu ngựa kiếm phi hành xuất hiện bên trong một tòa thành trì bằng đá. Trên thành trì có vô số đường ánh sáng đầy màu sắc đan dệt vào nhau khiến toàn bộ thành trì được bao bọc trong một vòng hào quang cực kỳ mộng ảo. Ngân phiếu dùng ý niệm sách theo con chuột bị ma hóa kia quen việc dễ làm mà tiến vào trong thành trì này ta tới rồi ngân phiếu la to lên trên quảng trường nhỏ trong thành chỉ có một bóng người đang ngồi trồm hổm trên mặt đất đếm kiến hai trăm linh ba con hai trăm linh bốn con bóng người đang đếm kiến này là một vị nữ tu cô có một mái tóc dài màu lam chói mắt vừa dài vừa dày khi cô ngồi xổm trên mặt đất mái tóc dài màu lam tựa như một chiếc áo choàng phủ sau lưng cô sau khi nghe thấy giọng của ngân phiếu thì cô ngừng hành vi đếm kiến rồi xoay đầu lại. Da thịt trắng nõn như tuyết, nhìn qua trông như con lai, ngũ quan vừa có sự tinh xảo của người phương Đông, lại có cảm giác rắn giỏi của người phương Tây, đặc biệt là lông mi thật dài cùng màu với mái tóc làm cô thoạt nhìn có phần không giống người thật. Ái trà, phiếu cưng, người tới rồi đấy à? Nữ tu với mái tóc dài màu lam cười nói. Theo ước định, ta mang loại vật này tới cho cô đây. Nói thật nhé, thế mà cô lại trả năm viên linh thạch thất phẩm cho loại quái vật bị ma hóa với cấp bậc chỉ trừng nhị phẩm này, còn đặc biệt bảo ta đi chém giết nó rồi mang tới cho cô, ta thật sự không hiểu được cô nghĩ gì nữa. Ngân phiếu giao con chuột bị ma hóa, đưa cho nữ tu tóc lam đang ngồi xổm trên mặt đất kia. Bởi vì ta có tiền nên nổi hứng ấy mà, còn ngươi chỉ cần có đủ linh thạch thì sẽ có thể giúp ta làm việc. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, chẳng phải rất tốt à. Nữ tu tóc lam cười nói. Cô có tiền, còn tấm ngân phiếu này yêu tiền, hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ. Về phần giá cả, bảo tấm ngân phiếu này hành động một lần là 5 viên linh thạch thất phẩm. Không đúng, giá tiền này có hơi lỗ vốn thật. Giá tiền này đúng là lỗ thật. Nữ tu tóc lam nói, cô nghĩ cái gì thì sẽ nói cái đó. Ngân phiếu? Hở? Dù ngươi là một tấm ngân phiếu nhưng dùng 5 viên linh thạch thất phẩm mời ngươi ra mặt một lần đi làm thịt một con chuột nhị phẩm bị ma hóa thì đúng là đắt thật. Nữ tu tóc lam nghiêm túc nói. Hơ! Sau khi ngân phiếu ngẩn tò te ra một lúc thì tức giận gào to. Giá tiền này rõ ràng là chính cô đưa ra mà. Hơn nữa không phải cô có tiền nên thích thì chơi à. Bây giờ định quyệt nợ phỏng. Ừ, ta có tiền. Nữ tu tóc lam gật đầu, cuối cùng cô vươn tay bắn ra một cái, 5 viên linh thạch thất phẩm hạ xuống trên người ngân phiếu. Vì vậy dù là có lỗ vốn nhưng ta vẫn sẽ trả tiền. Người cứ coi ta như kẻ ngốc lắm tiền đi. Hân hạnh được phục vụ, 5 viên linh thạch thất phẩm. Ngân phiếu cuộn mình một cái thu linh thạch vào. Nếu thật sự xem cô là kẻ ngốc nhiều tiền thì chỉ chớp mắt một cái là cô sẽ lập tức bán ta đi, ta còn giúp cô đếm linh thạch nữa chứ. Xế, cũng không biết ngân phiếu cất linh thạch vào đâu, sau khi cất tiền xong, ngân phiếu uống cong lại dùng tư thế, người, ngồi xuống rồi nói. Quả nhiên con chuột bị ma hóa này là thủ đoạn của thế giới cửu U, lúc ta gặp phải thứ này thì ngửi được khí tức dơ bẩn nồng nặc của thế giới cửu U, làm ta mắc ói muốn chết. Người đoán không sai, xem ra thế giới cửu U cũng sắp náo nhiệt nữa rồi. Nữ tu tóc lam đứng lên, vươn tay điểm nhẹ lên con chuột bị ma hóa kia. Ngay sau đó, có một luồng năng lượng cửu U nồng nặc được kéo ra khỏi đầu con chuột, luồng năng lượng thế giới cửu u này không chỉ nồng nặc mà còn dẫn theo một loại uy nghiêm vô thượng. Khi ngân phiếu cảm ứng được loại uy áp này thì thân hình ngã về phía sau, sau đó lại không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, đương nhiên nó không có chân, chỉ là một tờ tiền giấy đang không ngừng bay về sau. Đây là làm sao vậy? Loại uy áp cấp bậc này, cho dù ta đã từng gặp qua rất nhiều trường sinh giả trong thiên đình viễn cổ thì cũng hiếm có loại uy áp trình độ này đối phương là người nổi bật trong số những trường sinh giả của thế giới cửu u sao ngân phiếu hoảng sợ nói nguy rồi cô kích hoạt loại lực lượng kia thế này đối phương sẽ không phát hiện ra nơi này đó chứ cường giả đạt đến loại trình độ đó thì lực lượng tàn dư của họ cũng giống như phân thân vậy nếu bị kích hoạt khẳng định nơi này cũng bị phát hiện rồi đúng không nếu dưới tình huống bình thường thì nhất định sẽ bị phát hiện có điều trạng thái của đối phương hơi lạ bị hạn chế giữa thế giới cửu u và thế giới thực nên không cách nào cảm ứng tới đây dù ta kích hoạt lực lượng của nó ở đây thì cũng không cần lo sẽ bị nó phát hiện đâu bởi vì nơi này không phải thế giới cửu u a ha 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 nữ tu tóc làm cười nói một cách hả hê đắc ý ngân phiếu nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm khó khăn lắm nó mới sinh ra thần trí trải qua trăm cây ngàn đắng mới đạt được cơ hội tu luyện vì vậy nó cũng không muốn lại bị trường sinh giả mạnh mẽ nhìn chằm chằm rồi u u cà cạc, cạc mà thân tử đạo tiêu đâu như vậy kế tiếp để ta xem xem rốt cuộc kẻ chủ mưu đứng sau màn đang không ngừng chế tạo người và sinh vật bị ma hóa này muốn làm gì nữ tu tóc lam nói rồi đeo vào một đôi găng tay trắng tinh sau đó cô vươn tay bóp lấy luồng lực lượng ma hóa nồng nặc của thế giới cửu u kia để ta phân tích kế hoạch của ngươi xem nào này không phải cô định thâm nhập vào trong luồng lực lượng thế giới cửu u này rồi nắm lấy tin tức ẩn chứa bên trong đó chứ? Đừng mà, làm vậy sẽ chết đó. Ngân phiếu hoảng sợ nói. Dù đối phương bị sự hạn chế mạnh mẽ giữa thế giới cửu u và thế giới hiện thực nên không cách nào truyền sự cảm ứng đến đây. Thế nhưng tìm đường chết giống như nữ tu tóc làm vậy thì quả thực là đâm đầu vào họng súng mà. Ngân phiếu có thể khẳng định chủ nhân của luồng năng lượng cửu u này ít nhất là người nổi bật trong số những trường sinh giả, tương tự với các tồn tại như thánh nhân nho gia và thiên đế năm đó vậy hơn nữa kẻ đó còn đang sống muốn thâm nhập vào trong lực lượng của loại tồn tại này để nắm lấy tin tức ẩn chứa bên trong đó thì đúng là chán sống mà cô tiếp tục tìm đường chết đi ta sẽ không chết cùng cô đâu ngân phiếu dứt lời rồi nhanh chóng ngự kiếm chuẩn bị rời khỏi nơi này để tránh tai bay vạ gió nữ tu tóc lam quay đầu lại khẽ liếc ngân phiếu người gấp cái gì Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta sẽ làm ra chuyện gây nguy hại cho bằng hữu sao?" Ngân Phiếu lập tức lâm vào trầm tư, hình như từ khi quen biết vị nữ tu tóc lam thần bí này cho đến bây giờ, đối phương chưa từng làm ra chuyện gì gây hại cho bằng hữu, hơn nữa đối phương cũng không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Mặc dù có hơi tăng động nhưng cô thật sự là một người bạn đáng tin. Nghĩ tới đây, Ngân Phiếu cũng vững tâm hơn. Hơn nữa nếu trong quá trình ta phân tích luồng năng lượng thế giới cửu u này mà bất cẩn chúng chiêu, dẫn dắt thần niệm của chủ nhân luồng năng lượng này tới. Ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy, ta sẽ giữ kín như bưng, không khai ngươi ra sao. Đây là chuyện không thể nào, con chuột bị ma hóa là do ngươi giết, cho nên đến lúc đó ta sẽ lập tức khai ra tờ ngân phiếu của thiên đình viễn cổ là ngươi trước tiên. Nữ tu tóc lam nghiêm túc nói, đậu xanh nhà cô, ngân phiếu phẫn nộ nói, ta vừa mới cảm động đó mệt cho cô còn có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc mà nói ra chuyện vô sỉ thế này. Dẫn chút thôi, người đúng là không có tế bào hài hước mà. Nữ tu tóc làm đột nhiên mỉm cười. Ta làm việc thì người cứ yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc cả. Hài hước cái con khỉ. Ngân phiếu bùng cháy, nếu không phải đánh không lại nữ tu tóc lam thì hôm nay ngân phiếu đại gia nhất định sẽ châm lửa đốt quách chỗ này lúc trước nó còn cảm thấy nữ tu tóc lam rất đáng tin, khi đó nó đuôi mù cỡ nào mới có thể cảm thấy cô ta đáng tin chứ? Ơ, ờ, lúc này, nữ tu tóc lam đột nhiên trước mắt. Ôi trao chết rồi, chơi quá trớn rồi. Ngân phiếu đại gia, gạch nối. mươi 857, có lẽ ta đã hiểu được vì sao ngươi lại nhìn chúng tam lãng rồi. Chơi quá trớn rồi là có ý gì hả? Đừng bảo với ta là chủ nhân luồng năng lượng cửu u này đã thuận chiều mà tìm tới cửa rồi nhé." Ngân Phiếu vừa nghĩ như vậy thì nó lập tức phát hiện, có một luồng tà năng dơ bẩn kia đang ngưng tụ thành hình một quả cầu lơ lửng trên đỉnh đầu của nữ tu tóc lam và nó. Loại uy nghiêm vô thượng kia càng nặng nề hơn, lần này Ngân Phiếu thậm chí còn không lùi lại được, nó đặc biệt không có cốt khí mà gấp lại, đây là do nó mềm nhũn cả chân rồi. Đành thôi, ai kêu nó chỉ là một tấm ngân phiếu làm chi? Người còn mong một tấm ngân phiếu có cốt khí sao? Đây không phải là làm khó ngân phiếu à, ngay cả xương cốt ngân phiếu còn không có nữa là. Chẳng lẽ trong lúc chế tạo mấy người còn nhét xương vào trong ngân phiếu nhà mình sao? Quả cầu tròn vo tà ác có khả năng lơ lửng trong hư không, nó mang uy nghiêm vô thượng khiến người ta hận không thể cúi đầu bái lại. Nếu loại khí thế này xuất hiện trên người một nhân loại thì hoàn toàn biểu hiện đủ khí chất của nhân vật chính. Đừng nói ngân phiếu mềm chân, khi tiếp xúc với luồng uy nghiêm vô thượng này thì 70 đến 80% linh hoàng ngũ phẩm đều phải quỳ. Tiêu rồi tiêu rồi, hôm nay cuối cùng cũng sắp tèo rồi, thương thay cho ta chỉ vì năm viên linh thạch thất phẩm mà phải toi mạng. Ngân Phiếu hồi tưởng lại, đặc biệt không cam lòng. Yên tâm đi, không chết được. Nữ tu tóc làm cười nói, đối mặt với luồng uy nghiêm vô thượng này, dáng vẻ của cô lại như không cảm giác được chút áp lực nào, cũng không biết là cô đang gắng gượng chống đỡ hay là thật sự không hề có áp lực. Bởi vì nơi này không phải thế giới cửu u. Nữ tu tóc lam nói rõ lần nữa, nơi này là thế giới thực, không phải cửu u, chỉ cần đối phương còn bị thế giới cửu u hạn chế thì không cách nào vượt qua ranh giới tới đánh giết bọn họ. Không chết được." Ngân Phiếu mừng rỡ hỏi, "Chẳng lẽ đối phương không cảm ứng được chúng ta sao?" "Không, e rằng chúng ta đã bị đối phương ghi nhớ." nếu thế giới cửu u có bảng truy nã thì có thể hai chúng ta đã lên bảng nằm rồi. Nữ tu tóc làm cười ha ha nói. Đậu ngóa, lỗ nặng rồi. Ngân phiếu cắn răng nói. Không sao đâu, chỉ cần ngươi không tìm chết mà chạy đến thế giới cửu u du lịch thì sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần ở thế giới thực ngươi cẩn thận một chút, dù thế giới cửu u có phát lệnh truy nã ngươi khắp nơi thì chúng nó cũng không làm gì được ngươi đâu. Nữ tu tóc làm cười ha ha nói. Sứt lời, cô lại lấy làm tiếc. Nhưng mà sau khi chơi hư mất rồi, thì không cách nào phân tích ra nhiều tình báo hữu dụng hơn từ trên người nó nữa. Cô vừa dứt lời, đám khí tức tà ma cửu u tròn vào trước mắt này lập tức nổ ầm ầm. Nữ tu tóc làm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt có hơn một ngàn đại trận phòng hộ được mở ra, ngăn chặn ở phía trước vụ nổ. Mặc dù vậy thì sau vụ nổ, tòa thành vẫn bị biến thành một mớ đổ nát. Sau khi luồng uy áp vô thượng kia biến mất, Ngân Phiếu lập tức lăn một vòng từ dưới đất lên rồi hỏi. "Vậy cô có phân tích ra tình báo hữu dụng gì không?" "Ừ, tạm thời chỉ có thể biết đối phương đang làm một thí nghiệm. Thí nghiệm dung hợp tà ma cửu u và nhân loại hoặc động vật." Nữ tu tóc lam hồi đáp. "Dung hợp tà ma cửu u và nhân loại ư? Chuyện này cũng có thể làm được à?" Ngân Phiếu kinh hãi hỏi. "Dù dùng năng lượng cửu u cải tạo nhân loại thì cũng chỉ có thể khiến nhân loại sa ngã." Bị ô nhiễm thành tà ma cửu U, loại chuyện dung hợp này cũng có thể làm được sao? Quan trọng nhất là dung hợp tà ma cửu U và nhân loại để làm gì? Chẳng lẽ muốn biến tà ma cửu U và nhân loại thành một chủng tộc, sau đó chung sống hòa bình với nhau à Đùa kiểu gì vậy? Ta không biết, có lẽ lần này kẻ kia nhất thời nổi hứng nên muốn hợp thể với người hoặc vật gì đó trong thế giới thực trăng. Nữ tu tóc lam cười nói, nhưng dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì ta nghĩ cách báo tin cho các đại môn phái để họ chú ý một chút vậy. ta sẽ không dính vào việc này đâu. ta không chơi với mấy người nữa. đi trước đây. ngân phiếu nói, nó chỉ có cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, nếu bị cuốn vào sự kiện cấp bậc trường sinh giả thì không phải là tìm chết sao? sứt lời, ngân phiếu ngửa kiếm lần nữa rồi, vèo, một phát đã bay khuất bóng trời mây. thật là một tên nóng tính mà, có điều đi cũng đúng lúc lắm. nữ tu tóc làm cười xinh đẹp nói sau đó cô móc di động của mình ra rồi bấm vào nhóm chat. Nhóm Cửu Châu số 1 Huyền nữ môn vân tước tử A à, còng Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn đạo hiếu, người bắt đầu nghiên cứu hai người bị ma hóa kia chưa? Hoàng Sơn chân quân À, vẫn chưa, ta còn đang đi bắt vân vụ đạo nhân, sắp bắt được ngay rồi. Vân tước tử đạo hiếu, xảy ra chuyện gì sao? Cô cũng cảm thấy có hứng thú với việc này à? Huyền nữ môn vân tước tử Ừ, mới nãy ta nhất thời nổi hứng nên tính ra vị trí của một con chuột bị ma hóa. Sau đó ta mời một vị đạo hữu đi bắt con chuột đó đến cho ta nghiên cứu kỹ càng xem sao. Kết quả ta chơi hư mất rồi. Hoàng Sơn chân Quân. Hơ, chơi hư mất rồi là có ý gì? Cô không sao chứ? Xảy ra chuyện lớn, ta bị năng lượng của thế giới cửu U làm ô nhiễm. Hơn nữa đó không phải là tà năng thế giới cửu U bình thường, năng lượng làm ô nhiễm ta thuộc cấp bậc trường sinh giả. Hiện tại thân thể của ta đang bị xâm nhập và thôn vệ với tốc độ cực nhanh, đoán chừng khoảng 3-4 ngày nữa ta sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm và trở thành tà ma cửu u. Huyền nữ môn vân tước tử trả lời. Xuất lời, cô còn gửi ảnh chụp cánh tay phải của mình, vị trí cánh tay của cô đã bị tà năng quấn quanh, cánh tay vốn trắng noãn đã biến thành màu tím nhạt. Ta là con bạch hạc nhỏ nơi chân trời. Vân tước tử tiền bối, trạng thái của cô không ổn chút nào mau nghĩ cách loại trừ tàn năng thế giới cửu u ra ngoài đi. Thật ra ta cảm thấy da màu tím trông đẹp lắm, nếu như toàn thân ta biến thành màu tím thì hẳn sẽ rất đẹp. Huyền nữ môn vân tước tử bình tĩnh nói. Ta là con bạch hạc nhỏ nơi chân trời. Tiền bối đừng nên bỏ thuốc hàng ngày nhé, bị điên. Bị thế giới cửu u ô nhiễm triệt để thì cô cũng xong đời luôn ấy, mau tự cứu mình đi. Ây, thực ra, ta không có cách nào tự cứu cả, Thực lực của đối phương cao hơn ta cả một đại cảnh giới, ta căn bản không có sức phản kháng. Vì vậy ta mới bảo lần này chơi lớn rồi." Huyền nữ Môn Vân Tước Tử bình tĩnh nói. "Cuồng đao tam lãng. Vậy Vân Tước Tử tiền bối, cô mau chém đứt cánh tay đi. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, mất một cánh tay cũng có vô số cách phục hồi lại lần nữa. Thừa dịp tà năng vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập cắn nuốt thân thể cô thì mau chém đứt cánh tay này đi." Bây giờ cuồng đao tam lãng rốt cuộc cũng ra khỏi bí cảnh chậm chạp. Có điều lúc này hắn vẫn còn ở trên phi kiếm dùng một lần, đang trên đường bị đưa đến linh điệp đảo. Lúc hắn rảnh rỗi nhàm chán login in vào tài khoản chat trong nhóm Cửu Châu số 1 thì thấy được việc này. Đã muộn rồi, trên thực tế ở ngay lúc ta chơi hư nó, tà năng thế giới cửu u lập tức xâm chiếm cánh tay và hơn nửa người phía bên phải của ta, dù sao ta cũng không thể chém nứt cả nửa người mình đúng không? Hiện tại dù ta tập trung toàn lực cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ xâm nhập cắn nuốt của tà năng chút ít thôi. Huyền nữ môn vân tước tử bổ sung. Sở dĩ chỉ gửi ảnh chụp cánh tay cũng là chuyện không còn cách nào. Tuy tính tình ta cởi mở nhưng dù sao ta cũng là nữ tu, đâu thể nào cởi quần áo ra chụp thân thể mình gửi vào nhóm chat chứ. Có điều tam lãng muốn xem à, ta có thể gửi riêng cho ngươi xem. Cuồng đao tam lãng, gạch nối, hoàng sơn chân quân. Vân Tước Tử đạo hữu cần giúp gì không? Ừm, cần chứ, rất cần đấy. Huyền nữ môn Vân Tước Tử nói. Ta à, còng tuyết lang động chủ, tiểu tuyết lang, ta cần ngươi giúp đỡ, chờ sau khi cơ thể ta bị tà năng thế giới cửu u xâm nhập cắn nuốt triệt để, ngươi lập tức đóng băng ta lại nhé. Sau đó ta muốn nghiên cứu thân thể mình thật kỹ càng. Chủ yếu là ngay từ đầu ta đã bố trí một trận pháp đóng băng xong xuôi nhưng lại bị vụ nổ phá hư mất rồi. Vốn còn cái dự phòng, thế nhưng trận pháp dự phòng cũng bị vụ nổ ảnh hưởng đến, tà năng thế giới cửu U đã xâm nhập vào trong trận pháp. Ta không dám dùng trận pháp đóng băng dự phòng để đóng băng bản thân, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngài còn biết cái từ, ngoài ý muốn, này à. Trong lòng cuồng đao tam lãng thầm đậu xanh rau má. Vân tước tử đạo hiếu, không phải cô cố ý dùng thân thể mình để thử nghiệm sự cải tạo của tà năng thế giới cửu U đối với cơ thể đó chứ thất tu tôn giả đã lâu không xuất hiện chợt lên tiếng hỏi. Ha 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 ha, vân tước tử gửi một chuỗi tiếng cười. Thật ra nó là ngoài ý muốn thôi, thật sự chơi hư mà. Trước đó theo dự tính của ta thì nhiều nhất là một bộ phận thân thể của ta sẽ bị nhiễm tà năng thế giới cửu u, bản thân có thể tự thể nghiệm loại ô nhiễm và cải tạo đặc thù này. Nhưng không ngờ tới, mức độ ô nhiễm của tà năng còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ta. Có điều không sao cả, cơ thể của ta sẽ không xảy ra vấn đề, các ngươi cũng biết đặc thù thân thể ta mà. Dù bị tà năng thế giới cửu u làm ô nhiễm triệt để thì cũng chả sao. Cho nên, mọi người cứ bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Thất tu tôn giả, có lẽ ta đã hiểu được vì sao cô lại nhìn chúng tam lãng rồi. Cuồng đao tam lãng, gạch nối, huyền nữ môn vân tước tử. Ai cần cười to, cuối cùng, vân tử tước bổ sung thêm kết quả mình vừa phân tích được ta hoài nghi sinh vật bị ma hóa là một thí nghiệm. Đây là một thí nghiệm dung hợp tà ma cửu u với con người hoặc động vật. Bên kia, sau khi sắc trời dần tối, sô xếp chờ mọi người chạy ra khỏi cao tốc để tìm nơi nghỉ lại một đêm. Tống Thư Hàng ngửa đầu nhìn trời, khổ hết chỗ nói, nếu như ngồi pháp bảo phi hành của Diệp Tư thì giờ đã đến khu Giang Nam từ đời nào rồi. Nơi dừng chân chỉ còn phòng hai người và phòng ba người. Đến cuối cùng, Tống thư Hàng và Joseph được phân ngủ cùng một phòng. Tống thư Hàng gạch nối, hắn hoài nghi đây có phải là Joseph cố ý hay không. Đương nhiên là Joseph cố ý rồi, hắn đúng là đang chờ đêm nay đấy. Sau khi trời vừa tối, hai mắt Joseph lập tức sáng lên, vui vẻ nói. "Sư phụ, người có muốn kiểm tra tiến triển tu luyện gần đây của đệ tử không?" Joseph cảm thấy gần đây công phu của mình tiến triển rất tốt. Thể chất Sức chịu đựng đều mạnh hơn không ít khiến hắn có loại ảo giác như tuổi trẻ được khôi phục lại. Cho nên hắn không kịp chờ đợi mà muốn biểu hiện một chút trước mặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vẫn chưa trả lời thì Joseph đã không đợi kịp mà múa bộ thời đại vẫy gọi ngay trong phòng ngủ. Tống Thư Hàng gạch nối. Giữa đêm giữa hôm, người khác hoặc là ngủ, hoặc là làm chuyện ABC chi Z đáng xấu hổ gì đó với bạn gái. Còn hắn lại phải nhìn một ông chú ngoại quốc tập thể dục theo đài. Hơn nữa còn là bản tăng tốc nữa. Mù con mợ nó rồi. Thế nhưng, đây đều là hắn tự gây ra cả. Chương 858, Thánh quang, kẻ tà ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận. Sau khi đánh xong một lần, Joseph nhìn Tống thư hàng với vẻ chờ mong, khao khát có được lời bình từ sư phụ. Rất tốt, khá lắm." Tống thư hàng cười nói, hắn cảm giác hiện tại nụ cười của mình nhất định trông rất miễn cưỡng không thể để Joseph luyện, thời đại vẫy gọi, nữa, nhìn mà vừa xấu hổ vừa muốn đuôi luôn. Cho nên, dạy hắn chút gì đó nhỉ? Muốn dạy Joseph tu luyện thì kim cương cơ sở quyền pháp khẳng định không thể dạy, đây là công pháp của thông huyền đại sư, muốn dạy cũng phải được thông huyền đại sư đồng ý cái đã. Trừ kim cương cơ sở quyền pháp ra, bây giờ Tống Thư Hàng tùy tiện tìm một bộ công pháp luyện thể thông thường cũng rất đơn giản. Các loại phiên bản bình thường của hỏa diễm đao, thổ linh côn, ngự hỏa quyết, kiếm thuật cơ sở trúc cơ. Chỉ cần tốn một hai khối linh thạch tam phẩm thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà Joseph, tuy rằng trẻ hơn ba tống, mẹ tống mấy tuổi nhưng tuổi tác vẫn hơi lớn, đã sớm qua tuổi trúc cơ tu chân. Dù là thối thể dịch phiên bản đơn giản hóa trong tay tống thư hàng, Joseph cũng không thể chịu đựng nổi. Cho hắn công pháp tu chân nhưng không có thối thể dịch phối hợp thì hắn cũng rất khó luyện ra được thành tựu gì, có lẽ luyện 10 năm, 20 năm thì có thể mở được một hai khiếu trăng. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư. Nói thật, nghị lực của Joseph thật sự rất đáng được điểm 10. Vốn Tống Thư Hàng cho rằng Joseph chỉ nhất thời nổi hứng mới có thể kiên trì tu luyện thời đại vẫy gọi. Chờ hứng thú của hắn qua đi thì hẳn là không kiên trì được bao lâu. Nhưng sau khi người ta học được bài tập thể dục theo đài này thì vẫn luôn kiên trì tu luyện đến nay, mỗi ngày đều luyện hơn mấy chục lần. Hơn nữa nhìn thái độ này của hắn, tuyệt đối sẽ luyện đến hết đời luôn cho mà xem trước đó Tống Thư Hàng còn cân nhắc, nếu sau này, chờ khi hắn tìm được thế ngoại đào nguyên mà vẫn có duyên với Joseph thì không ngại dẫn dắt hắn một đoạn đường. Kết quả Joseph trực tiếp chuyển đến làm hàng xóm của hắn. Duyên này xem như cưỡng ép mà kết đi. Cho nên, dạy hắn chút gì đó vậy. Joseph thấy Tống Thư Hàng mang vẻ mặt trầm tư thì cũng không quấy dày, chỉ lặng lặng chờ Tống Thư Hàng bình phẩm, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Chỗ này của ta có một bộ kiếm pháp lúc này tống thư hàng lên tiếng nói hắn cân nhắc rất lâu mới nghĩ tới một bộ kiếm pháp trong tay mình cũng là bộ kiếm thuật duy nhất hắn học được thánh quang kiếm thuật nghe nói bộ kiếm thuật này là bộ kiếm thuật được sửa đổi mà thành sau khi đã kết hợp với phương pháp tu luyện phương tây của một vị tiền bối rảnh rỗi đến đau bi trong giới tu sĩ joseph cũng là người phương tây nói không chừng joseph càng thích hợp với bộ kiếm thuật này hơn chăng có điều sau khi bộ kiếm thuật này bị cải tạo thì đã là bộ kiếm thuật của tu sĩ dù truyền thụ cho Joseph, nhưng đối phương không mở ra được lực lượng khí huyết thì tối đa cũng chỉ có thể chơi chiêu cho đẹp mà thôi. Cũng không biết trong giới tu chân có cách khiến người hơi lớn tuổi mở ra tâm khiếu, tiến hành tu luyện không nhỉ. Tỷ như thối thể dịch bản cải tiến, hay là pháp môn mở ra tâm khiếu đặc thù, thời gian lâu chút cũng không sao cả, chỉ cần có thể mở tâm khiếu là được rồi. Không chỉ vì Joseph mà còn là vì nghĩ cho người nhà của mình nữa. Ba mẹ mình cũng đã lỡ mất độ tuổi tu luyện rồi. Mặc dù trong tay mình có thứ giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng tương lai sau khi tiến vào động Thiên Phúc địa, nếu có thể giúp ba mẹ mở tâm khiếu, tu luyện được lực lượng khí huyết thì cũng là chuyện tốt. Lúc Joseph nghe được lời này của Tống thư hàng thì lập tức trở nên khẩn trương, những lời này có phải đại biểu cho việc sư phụ Tống thư hàng muốn chính thức dạy mình môn võ học cao cấp hơn không? Bộ kiếm pháp này có tên là Thánh Quang kiếm thuật lúc thi triển ra thì có uy năng phá tà. Nhưng mà, bây giờ thực lực của ngươi quá thấp, căn bản không cách nào phát huy ra uy năng của bộ kiếm thuật này. Tống Thư Hàng nói, lòng Joseph trở nên nặng trĩu. Có điều, trước tiên ta có thể dạy ngươi các chiêu kiếm thức. Dù tạm thời ngươi không phát huy được uy năng phá tan tà ma của bộ kiếm pháp này thì kiếm chiêu của thánh quang kiếm thuật cũng là diệu chiêu hiếm có. Tống Thư Hàng cười nói, trước hết để Joseph luyện chiêu thức trước cái đã sau này nếu có thể tìm được cách giúp người hơi lớn tuổi mở ra tâm khiếu thì sẽ dạy hắn phối hợp kiếm thuật với khẩu quyết, phát huy uy lực chân chính của bộ kiếm thuật này. Quan trọng nhất là tư thế của thánh quang kiếm thuật khá đẹp, chỉ ít nó có, phong phạm cao thủ, hơn thời đại vẫy gọi rất nhiều. Sư phụ định dạy kiếm thuật cho ta ở ngay đây sao? Joseph tò mò hỏi. Điều kiện có hạn, trước tiên ta dạy người thức thứ nhất của thánh quang kiếm thuật, thánh quang chảm ác kiếm. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đẩy hai cái giường sang một bên để lộ ra một khoảng trống nhỏ. Sau đó, hắn vươn tay mở túi hành lý của mình, lấy bảo đao bá toái ra. Kỳ thật Thánh Quang kiếm thuật cần phải dùng thanh kiếm lớn để thi triển, nhưng kiếm lớn dự phòng của Tống Thư Hàng bị ném vào trong túi thu nhỏ một tấc nên không tiện lấy ra. Vì vậy bèn dùng bảo đao bá toái xài đỡ trước vậy. Ta làm mẫu một lần trước, ngươi nhìn cho kỹ nhé." Tống Thư Hàng nói. Joseph chừng to hai mắt nhìn Tống Thư Hàng chầm chầm, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thánh quang kiếm thuật, thánh quang chảm ác kiếm. Tống Thư Hàng quát lên một tiếng, sau đó kiên trì đến cùng mà bổ sung câu kiếm quyết đáng xấu hổ kia. Thánh quang, kẻ ta ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận. Vì dùng đao thi triển ra chiêu thức của thanh kiếm lớn, cho nên trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Có điều thức thứ nhất của thánh quang kiếm thuật thật sự rất tinh diệu, dù sao người cải tiến kiếm thuật này là một vị tiền bối cao nhân có tu vị ít nhất là từ lục phẩm trở lên thánh quang kiếm thuật sau khi được cải tiến là loại kiếm thuật có thể dùng từ nhị phẩm cho đến lúc lên tới lục phẩm lúc tống thư hàng chém ra một kiếm cuối cùng ánh sáng thánh khiết xuất hiện trên thân kiếm kiếm quang phát ra tiếng ong ong ngưng tụ mà không tan bám vào phía trên bảo đao bá toái nhưng không tiết ra ngoài một phần nào rõ ràng là kiếm quang nhưng lúc nhìn thấy ánh sáng thánh khiết này lại khiến người ta cảm thấy tâm thần trở nên bình lặng, có loại cảm giác ấm áp. Joseph nhìn đến ngây người, cái màu trắng toát đó là kiếm khí sao? Thánh quang kiếm thuật này mạnh thật. Tuy rằng tên bộ kiếm thuật này nghe có hơi lạ, nhưng cái tên kỳ cục kia hoàn toàn không thể che hết huy lực của bộ kiếm thuật này. Kiếm khí đó, đây chính là kiếm khí đó. Trong phim võ thuật Trung Quốc, thông thường chỉ có cao thủ hàng đầu mới có thể thi triển kiếm khí lúc trước hắn cảm thấy sư phụ dùng một quyền đánh nổ không khí đã ngầu đến không thể ngầu hơn không ngờ ngay cả kiếm khí mà sư phụ cũng làm được tống thư hàng điểm đến thì ngưng cổ tay run một cái tán đi kiếm khí trên bảo đao bá toái đã thấy rõ ràng chưa tống thư hàng quay đầu hỏi chỉ nhớ được sáu phần joseph thành thật trả lời hắn đã cố gắng ghi nhớ từng chi tiết lắm rồi nhưng trí nhớ trong nháy mắt của con người là có hạn hơn nữa hắn đã không còn trẻ trung gì không tệ, ít nhất cũng đạt yêu cầu rồi. Kế tiếp ta sẽ tách một thức này ra để dạy ngươi từng bước. Chờ khi nào ngươi luyện dành một thức này, có cơ hội sẽ dạy ngươi thức tiếp theo. Tống Thư Hàng nói. Joseph chờ mong hỏi. Sư phụ, vậy xem như ta nhập môn rồi đúng không? Chuyện nhập môn cứ từ từ đã. Sau khi Tống Thư Hàng trầm tư một lát thì nói. Chờ đến lúc ta cho là có thể thì tự nhiên sẽ thu nhận ngươi. Ngươi không cần nóng vội, hơn nữa chuyện thu đồ đệ rất phức tạp. Một khi nhập môn thì đó chính là danh phận thầy trò. Chỉ ít cũng phải để Joseph mở được tâm khiếu, chính thức bắt đầu tu hành rồi hãng bàn lại cái danh phận thầy trò này. Ngoài ra, khác với bộ công pháp luyện thể cơ sở lúc trước, không có sự đồng ý của ta thì tuyệt đối không được phép truyền bộ thánh quang kiếm thuật này ra ngoài. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ đấy. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Nếu đã cảm thấy giữa mình và Joseph nhất định có duyên phận, như vậy ít nhất phải khiến Joseph hiểu rõ điều tối kỵ của tu sĩ. Ta đã biết, sư phụ." Joseph trả lời. "Vậy chúng ta bắt đầu đi, ngoài ra, khi thi triển kiếm thuật này thì tốt nhất là nên đọc ra kiếm quyết Thánh Quang, kẻ tà ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận nhé." Tống thư Hằng nói. "Joseph, nhất định phải đọc thành tiếng sao?" Khi đọc ra thì uy lực sẽ càng lớn không đọc thì uy lực sẽ giảm đi nhiều, lúc người tu luyện, chỉ cần đọc thầm thôi là được. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Joseph, ta đọc, ta đọc. Một giờ sau, Joseph mượn bảo đao bá toái của Tống Thư Hàng, nỗ lực tu luyện thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất, trong miệng quát khẽ thánh quang, kẻ tà ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận. Có điều bảo đao bá toái có hơi quá nặng đối với hắn, sau khi tu luyện vài lần, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi, nhưng tinh thần của hắn lại tăng lên gấp trăm lần. Mặc dù chỉ là động tác xuôn, nhưng quả nhiên khi luyện lại thấy tốt hơn thời đại vẫy gọi nhiều, ít nhất cũng không làm mù mắt người nhìn. Nhìn Joseph đắm mình tu luyện, Tống thư hàng lấy di động mở nhóm Cửu Châu số 1 ra. Hắn muốn hỏi các tiền bối xem giới tu sĩ có cách nào có thể khiến người hơi lớn tuổi mở ra khiếu huyệt trong cơ thể hay không. Vừa online thì lập tức phát hiện hôm nay trong nhóm đặc biệt náo nhiệt. Tiền bối huyền nữ môn vân tước tử rất ít khi login lại đang online, cũng kể rõ quá trình công nghiên cứu con chuột bị ma hóa và lấy thân tìm đường chết như thế nào. Tống thư hàng thiếu chút nữa thì phọt ra, thì ra lúc đó là vân tước tử tiền bối bảo tấm ngân phiếu kia mang con chuột bị ma hóa đó đi. Kéo xuống một hơi, tiếp đó, hắn nhìn thấy tin nhắn của Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả, A à, còng bá đao tống nhất, tống thư hàng tiểu hiếu, người còn chưa tới khu giang nam sao có điều đây là tin nhắn từ mấy tiếng trước, trừ bạch tôn giả ra, thông huyền đại sư vậy mà cũng a còng hắn một lần, không biết thông huyền đại sư tìm hắn có chuyện gì đây. Sau đó lại là tin nhắn của bạch tôn giả, a còng huyền nữ môn vân tước tử, vân tước tử đạo hiếu, nếu muốn loại trừ tà năng thế giới cửu u thì có thể suy xét đến việc tìm tống thư hàng tiểu hiếu, trên người hắn có một vật có hiệu quả loại bỏ tà năng thế giới cửu u không tệ thứ bạch tôn giả nói đến chính là hạch tâm bên trong tâm khiếu của tống thư hàng nó quả thực là khắc tinh của tà năng và tà ma thế giới cửu u huyền nữ môn vân tước tử cảm ơn bạch đạo hiếu ta phong ấn thân thể mình trước đã nghiên cứu nó xong rồi hãy nói chờ sau khi ta nghiên cứu xong lại mời bá đao đạo hiếu giúp một tay mình tự nghiên cứu mình sao đây là muốn nghiên cứu thế nào hở trời kéo xuống chút nữa là diệt phượng công tử và mấy vị đạo hữu đang trao đổi tâm đắc trong tu luyện gần đây. Những tâm đắc trong tu luyện này đều là kinh nghiệm từ ngũ phẩm trở lên. Tống thư hàng xem một mạch, tuy rằng vẫn còn như ngắm hoa trong xương, nhưng trong lúc mơ hồ lại cảm thấy đã thu hoạch không ít. chương 859, thấy đạo hiệu hạch bạo tôn giả này thế nào? Lịch sử trò chuyện của nhóm cửu châu số 1 là cả một kho báu. Chờ đến lúc Tống Thư Hàng tấn thăng ngũ phẩm, những tâm đắc tu luyện mà các tiền bối đã thảo luận trong nhóm đều sẽ trở thành tài sản quý báu của hắn. Sau khi xem tin nhắn trong nhóm Cửu Châu số 1 xong, Tống thư hàng bắt đầu trả lời. A à Còng Bạch Tôn giả, Bạch tiền bối, bọn ta đang trên đường đi đến khu Giang Nam thì nửa đường xảy ra chút chuyện. Hiện tại vẫn còn đang trên đường đi khu Giang Nam, phỏng chừng chưa mai mới có thể đến. A à Còng Vân Du Tăng Thông Huyền, Thông Huyền đại sư, tìm ta có chuyện gì không? đúng lúc Bạch Tôn Giả đang online, cho nên chẳng mấy chốc đã trả lời tin nhắn của Tống Thư Hàng. Chưa mai mới đến hả? Đã vậy thì giờ ta sẽ đi mượn một cái lò, luyện chút đồ thú vị. Luyện chút đồ, Bạch Tiền Bối muốn luyện chế cái gì thế? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Chờ luyện thành rồi nói sau, bây giờ giữ bí mật trước. Như vậy ta cũng không ở khu giang nam chờ ngươi nữa, chừng nào ta luyện chế bảo vật xong lại tới tìm ngươi. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng, không thành vấn đề. Đến lúc đó gặp nhau, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu này, người biết phần mềm chat mà chúng ta đang dùng có chức năng hội viên chưa? Bạch Tôn Giả đột nhiên nói. Bạch Tiền Bối nhảy qua đề tài có liên quan dễ sợ. Ta biết chứ, hơn nữa phần mềm chat này hút máu ghê quá, hội viên còn chia thành nhiều loại nữa chứ, mỗi loại đều thu một khoản tiền. Hồi trước khi chỉ là một học sinh bình thường thì ta chỉ có thể giữ hai ba loại chức năng hội viên thôi à. Tống Thư Hàng trả lời: Bạch Tôn giả, ai cần mỉm cười, sau khi đăng ký tài khoản này, ta đã mở hết tất cả chức năng hội viên của tài khoản này đấy. Tống Thư Hàng ai cần cười toét miệng, ha ha. Chẳng lẽ bây giờ Bạch Tôn giả đang rất nhàm chán à? Chứ không thì sao tự dưng lại nói chuyện phần mềm chat, khoe khoang tất cả chức năng hội viên với hắn làm chi? Bạch Tôn giả, gần đây ta phát hiện trong phần mềm chat này, hội viên có một chức năng rất hay đó chính là chức năng auto xếp tin nhắn nhóm. Ngày hôm qua lúc ta dọn dẹp bộ nhớ điện thoại, bất cần xóa sạch tất cả lịch sử chat. Vì vậy ta vào lịch sử lưu tin nhắn nhóm xem lại lịch sử chat mấy ngày nay của nhóm Cửu Châu số 1, sau đó người đoán xem ta nhìn thấy gì nào. Ta bất ngờ phát hiện có một phần lịch sử chat rất thú vị. Là lịch sử tin nhắn lúc chúng ta ở thiên giới giao trì, nội dung trong đó còn nhiều hơn cả lịch sử chat trong điện thoại lúc chưa xóa nữa. Tống Thư Hàng, Sigma đậu xanh, vậy mà cũng được à, khó tin thế. Bạch tiền bối, nếu ta nói đó là một bi kịch ngoài ý muôn thôi thì ngài có tin không? Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bạch tôn giả, yên tâm đi, ta biết đó là ngoài ý muốn mà, cho nên, ta sẽ không so đo với người đâu. Gần đây bạch tôn giả dễ tính đến bất ngờ luôn, cực kỳ có phong phạm của tiền bối, đại nhân tất có đại lượng. Cảm ơn bạch tiền bối đã thông cảm. Tống Thư Hàng kích động đến mức lệ rơi đầy mặt. Chuyện nhỏ, đừng khách khí, vậy gặp lại người sau. À, chắc ta luyện khí sẽ tốn chút thời gian, nhưng mà ta nhất định sẽ chạy về trước trận đại chiến của Bắc Hà và Đồng Quái. Bạch Tôn Giả bổ sung nói. Sau khi nói xong, Bạch Tôn Giả lập tức offline. Tống Thư Hàng vỗ ngực mấy cái, lại tránh thoát được một kiếp rồi. Đúng lúc này, Thông Huyền Đại Sư Online. Vân Du Tăng Thông Huyền. Ta à, còng bá đao tống nhất, thư hàng sư đệ còn đó không? Ta là Tam Nhật, điện thoại ta mới mua bị nổ rồi, cho nên chỉ có thể mượn điện thoại của phương trưởng online tìm ngươi. Ôi trời ạ, à, vốn thấy hiệu điện thoại mới này có kiểu dáng rất đẹp mắt nên ta muốn mua về cải tạo lại một chút. Nhưng chưa kịp cầm nóng tay thì thứ này đã nổ rồi. Sau đó ta đi tới nhà sản xuất hiệu điện thoại di động này quậy cho một trận, đúng là xem mạng người như cỏ rác, mang thứ này lên máy bay cũng làm nổ máy bay luôn ấy chứ tống thư hàng vân du tăng thông huyền ta mới vừa nhìn lịch sử chat vốn dĩ hôm nay ta cũng đến khu giang nam muốn tìm ngươi để mang ba đứa nhóc về nhưng ngươi còn chưa tới mà bên ta lại đột nhiên có chút việc gấp nên đành phải đi về trước cho nên bây giờ ta muốn nhờ ngươi chăm sóc ba đứa quả quả giúp ta nhiều nhất là hai ba ngày sau ta sẽ dẫn ba đứa nhóc về tống thư hàng không thành vấn đề tam nhật sư huynh nếu như ba đứa giặc con đó không nghe lời thì ngươi cứ đánh thẳng tay đừng khách khí trẻ hư là phải dạy dỗ hơn nữa tụi nó khỏe lắm đánh mấy cái không chết được đâu vân du tăng thông huyền tiếp tục nói tống thư hàng ta sẽ làm hết sức thật ra thì ba nhóc quả quả vẫn nghe lời lắm ngươi đối xử với mấy đứa giặc con quá tốt cho nên sau khi về chùa suốt ngày quả quả cứ lẩm bẩm muốn đến chỗ ngươi chơi vân du tăng thông huyền cười hắc hắc cứ quyết định vậy nhé, chờ hai ba ngày nữa gặp nhau, sư huynh ta sẽ mang cho người một thứ rất thú vị. Vậy nhé, bye bye. Tống Thư Hàng, bye bye. Sau khi tam nhật sư huynh ao, dược sư mới chậm rãi ló đầu lên, dùng chat phoi nói. Cha mẹ ơi, đột nhiên thấy thông huyền đại sư nói chuyện, ta còn tưởng thế giới tận thế đến nơi rồi đấy. Diệt phượng công tử, ta cũng bị dọa hết hồn, tưởng đâu thông huyền đại sư sắp phá công chứ, phá dương kích quách đại. Ai cần đầu chó dễ thương, cuồng đao tam lãng. Ai cần tức giận vò đầu chó lầu trên, cuồng đao tam lãng. Ngoa ha ha, lâu rồi mới thấy đầu chó của quách đại đạo hiếu, không cướp một lần cũng thấy có lỗi với cái tay của lãng mỗ. Diệt phượng công tử, ai cần tức giận vò đầu chó lầu trên. Sược sư, ai cần tức giận vò đầu chó lầu trên. Diệt phượng công tử, sược sư đạo hiếu, ta vò tam lãng, người vò ta làm gì? Sược sư, mạng chậm quá bây giờ ta và Tử Yên đang hưởng tuần trăng mật tại một nơi vô cùng hoang vu hẻo lánh, tín hiệu không tốt lắm. Hơn nữa điện thoại di động của ta cũng lỗi thời rồi, định đổi cái mới, sau đó lại tìm đạo hiếu cải tạo một chút. Diệt phượng công tử. Sược sư đạo hiếu sợ ân ái sẽ chết nhanh lắm, người không hiểu đạo lý này à? Tống thư hàng. Sược sư tiền bối, Đừng mua hiệu điện thoại mà Tam Nhật sư huynh mới vừa nói nhé, sẽ nổ đó. Sược sư, Tam Nhật mua hiệu gì? Tống thư hàng. Ặc, à, mới vừa rồi sư huynh chưa nói hiệu gì sao? Vậy thì hỏi lại đi. Sược sư, đến lúc đó lại nói, PS, thấy đánh chữ nhanh như vậy là biết ta đánh hộ rồi nhỉ. Sang Tử Yên, sâu ân ái trá hình. Phá Dương kích quách đại. Tam lãng ngu xuẩn à. Hình đầu chó dễ thương lúc nãy là ảnh lúc nhỏ của Đậu Đậu đấy. Ta thả đầu chó ra, nhưng cũng không có ý muốn vỏ nó đâu. Ngoài ra, Đậu Đậu sắp gả cho người ta rồi, gần đây điểm tức giận của nó cao lắm. A à, Còng TA là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Không cần cảm ơn ta, ta tên là Quách Lôi Phong. Cuồng Đao Tam Lãng. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn đại nhân. Khó chịu, muốn khóc, cả ngày hôm nay bà xã trong game không online, đừng đụng tới ta phá dương kích quách đại. Đang nói chuyện, hiến công cư sĩ online, hắn vừa online đã lập tức kêu gọi tống thư hàng. Ta à, còng bá đao tống nhất, thư hàng tiểu hữu còn đó không? Tống thư hàng, còn đây, hiến công tiền bối hấp thu long ma dược tề xong rồi sao? Hấp thu thành công rồi, tiếp theo ta muốn tìm chỗ bế quan để trùng kích cảnh giới tôn giả thất phẩm. Trước khi bế quan, ngươi cho ta tọa độ đi, ta có thứ này muốn dùng phi kiếm truyền thư gửi qua cho ngươi. Hiến Công cư sĩ cười nói, tai họa ngầm nhiều năm đã được giải trừ, hiện tại tâm tình của cư sĩ rất tốt. Hai mắt Tống thư hàng sáng rực lên. Chẳng lẽ là thứ đó? Chính là thứ đó. Hiến Công cư sĩ cười nói. Hồi trước, sau khi lấy được thi thể long ma từ chỗ Bạch Tôn giả, Hiến Công cư sĩ và Tống thư hàng đã âm thầm chuẩn bị luyện chế một món pháp khí có tên là Long Vĩ Độn Ảnh để cảm ơn Bạch Tôn giả loại pháp bảo này có thể cố định bắp thêm chút tốc độ phi hành cho phi kiếm, từ đó đột phá tốc độ cực hạn tự thân, Bạch Tôn giả thích đua phi kiếm như vậy chắc chắc sẽ rất thích món đồ này. Mà bây giờ, hiến công cư sĩ đã luyện thành món pháp bảo này rồi. Đối với Tống Thư Hàng, bảo bối này tới rất đúng lúc. Về mặt nào đó, có thể nói là mưa rơi đúng lúc. Mặc dù lúc nãy Bạch Tôn giả có nói không so đo chuyện xảy ra trong thiên giới giao trì, nhưng nếu có long vĩ độn ảnh làm lễ vật thì bạch tôn giả nhất định sẽ vui vẻ, sau đó sẽ càng không so đo sự kiện tấm ảnh phượng quan, phượng bào ngoài ý muốn trong thiên giới giao trì nữa. Đây chính là lợi khí có thể khiến tâm tình của bạch tiền bối cực tốt. Hiến công tiền bối, ngày mai ta đến khu Giang Nam, đến lúc đó ta gửi tọa độ qua cho ngài, ngài cứ gửi phi kiếm truyền thư qua cho ta là được. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Hiến công cư sĩ trả lời. Không thành vấn đề vừa hay ta cũng phải tranh thủ thời gian làm công tác chuẩn bị để bế quan trùng kích cảnh giới. Tống Thư Hàng, chúc tiền bối lên cấp thuận lợi. Diệt Phượng Công Tử, chúc tiền bối lên cấp thuận lợi, đến lúc đó phải gọi tiền bối là hiến công tôn giả rồi. Sau đó, đạo hữu nào trong nhóm cửu châu số 1 đang online cũng đều dâng lên lời chúc phúc chân thành của mình. Lúc này, cuồng đao tam lãng lại lên tiếng. Nghe nói sau khi tấn thăng tôn giả, có thể đổi một cái đạo hiệu khác nghe kêu hơn. Tam Lãng còn chưa nói tiếp câu sau, thánh đấu sĩ online 24 phần 24 của nhóm cửu châu số 1 Bắc Hà Tán Nhân đã lâu không xuất hiện đột nhiên hiện thân. Tam Lãng đạo hiếu, đừng nói phần sau nữa, tháng này không thích hợp cho người đi tìm chết đâu. Nhưng tiếc là rốt cuộc Bắc Hà Tán Nhân vẫn chậm một bước. Câu tiếp theo của cuồng đao Tam Lãng gần như phát ra cùng lúc với Bắc Hà Tán Nhân. Ví dụ như đạo hiệu hạch bạo tôn giả chẳng hạn, nghe rất kêu rất châu bò. Hiến công tiền bối người thấy thế nào? Nổ hạt nhân. Hiến công cư sĩ. a a a a a a Mỗ chuỗi a à, a à, à, thật dài này đã đủ để biểu đạt tâm tình lúc này của hiến công cư sĩ. Bác Hà Tán Nhân thở dài, cho dù là hắn cũng không thể cứu mạng cuồng đao tam lãng rồi. Cuồng đao tam lãng. Mới vừa rồi hắn lại nóng đầu, đi kể một câu chuyện cười kinh dị không nên kể, chơi dại rồi trong nhóm cửu châu số một nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều biết, hạch bạo là vết sẹo lâu năm trong lòng hiến công cư sĩ, nếu bị vạch ra chính là máu chảy đầm đìa. Trước đây, ai dám nhắc tới chuyện này trước mặt hiến công cư sĩ thì cư sĩ lập tức liều mạng với người đó ngay. Sau đó, theo thân thể và thực lực dần khôi phục, hiến công cư sĩ cũng không quá cấm kỵ chuyện hạch bạo như trước nữa, vết sẹo năm xưa cũng đang dần khép lại. Nhưng mà bây giờ, hành động của tam lãng đạo hữu chẳng khác gì thọc một đao vào ngay vết sẹo năm xưa trong buồng tim của hiến công cư sĩ. Sau một lúc lâu, hiến công cư sĩ trả lời. Nhận lời chúc lành của tam lãng đạo hữu đợi sau khi bổn tỏa tấn thăng tôn giả, sẽ tặng tam lãng đạo hữu vài quả bom nguyên tử để làm quà cảm ơn. Đến lúc đó, hắn nhất định phải cột 10 quả bom nguyên tử lên trên người cuồng đao tam lãng, bắn hắn vào trong vũ trụ luôn cho rồi đi. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, là một công dân rất tốt bụng, vị tha, khiêm tốn, hết lòng hiến dân cho đất nước. Có thể nói Lôi Phong là một biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. chương 860, ngày hôm đó, mọi người đều gào thét, cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Đêm dần khuya, lúc này, ở tử cấm thành đã không còn bóng dáng du khách nào nữa. Bắc Hà Tán Nhân thở dài, yên lặng đóng màn hình điện thoại lại hắn đã nhanh tay nhắc nhở cuồng đao tam lãng rồi nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. tên tam lãng này hết thuốc chữa luôn rồi. tên này chẳng thèm nhớ kết cục của mấy lần tự tìm chết trước, đúng là não cá vàng mà vết sẹo còn chưa lành đã quên đau rồi. hơn nữa gần đây hắn càng ngày càng biết tìm đường chết. chẳng lẽ đây chính là đạo của tam lãng đạo hữu sao? một lát sau, bắc hà tán nhân nhìn từ cấm thành cao lớn trước mắt, trong mắt lộ ra ý cười vào ngày đầu tháng 9 hôm đó, nhất định sẽ tặng cho tên thầy bói dởm kia một kinh hỉ. Bác Hà Tán Nhân nhếch miệng nói, hắn rất nôn nóng chờ ngày đại chiến một trận với thầy bói dởm. Đến lúc đó, hắn nhất định phải cho tên thầy bói dởm kia biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đáng tiếc, nếu như đại chiến vào đêm trăng tròn nhất định có không khí hơn nhiều. Cũng không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đạo hữu tới xem chiến nhỉ. Bác Hà Tán Nhân nói thầm trong lòng đương nhiên là đạo hữu đến xem chiến càng nhiều càng tốt. treo thầy bói dởm lên đánh trước mặt mọi người càng có cảm giác thành tựu. chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. nhưng nếu người xem chiến quá nhiều, bắc hà tán nhân lại sợ thầy bói dởm sẽ không dám đi ra. tay nghề dịch dung của tên kia thiên hạ vô song, thường xuyên dịch dung thành hình dáng đạo hữu khác đi bói toàn lừa người ta, đắc tội không ít người. nếu người xem chiến quá nhiều, lỡ may hắn tưởng đây là đang bày trận bắt hắn, không chịu hiện thân thì phiền toái. Phu, sau khi phun ra một hơi khí đục thật dài, khí thế trên người Bắc Hà Tán Nhân bỗng tăng vọt lên, nhưng khi tăng lên tới trình độ nhất định thì lại bị chính hắn áp chế xuống. Vẫn chưa tới lúc, còn phải nhẫn nại thêm mấy ngày nữa. Nhẫn nại là khổ sở, nhưng quả kết ra lại thật ngọt lành. Sứt lời, bác Hà Tán Nhân sái bước đi về phía trước. Sau mấy bước, thân hình hắn bỗng biến mất ngay tại chỗ. Hắn ẩn giấu bản thân, ngồi tĩnh và tu luyện. Yên lặng chờ đợi đến ngày đại chiến ở đỉnh Tử Cấm. Trước lúc hái trái ngọt, hết thảy nhẫn nại đều đáng giá. Cùng lúc đó, ở một nơi cách Tử Cấm thành 10 dặm, có một cậu thanh niên sinh trai đang ngồi xếp bằng ở ven đường. Ở trước người hắn có đặt một cái chén nhỏ, nhìn qua hình như là đang ăn xin. Nhưng cậu trai ăn mặc rất đàng hoàng sạch sẽ, trông không giống như đang xin sỏ, cũng không giống như ăn mày. Những người đi ngang qua đều tò mò nhìn cậu, thanh niên chỉ mỉm cười đáp trả nụ cười rất tinh khiết không ít cô gái trẻ thấy nụ cười của cậu thanh niên này lại mơ hồ có chút động lòng tiểu khiết cậu có thấy tiểu soái ca này nhìn rất quen mắt không lúc này có một cô gái nói với cô bạn của mình nghe a à, mẫn nói như vậy mình cũng cảm thấy cậu này thật quen mắt một cậu trai thuộc loại ấm nam có nụ cười thuần khiết thế này chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao cô bạn trả lời đang nói chuyện có một bà mẹ trẻ dắt theo cô con gái nhỏ nhà mình đi ngang qua cậu thanh niên. Khi thấy anh trai ngồi ở ven đường, cô bé con suy nghĩ một chút, sau đó móc từ trong túi mình ra một đồng tiền rồi ném vào trong chén của anh trai nọ. Cậu thanh niên sinh trai kia ngẩng đầu lên nhìn cô bé con trước mắt, lần nữa khẽ mỉm cười. Nụ cười lần này nụ cười vô cùng có mị lực làm ấm lòng người. "Anh ơi, anh cười thật là đẹp." Cô bé chớp mắt một cái nói bà mẹ trẻ tuổi lặng lẽ kéo tay con gái muốn dắt con gái rời đi lúc này cậu thanh niên sinh trai đưa tay bắt lấy đồng tiền trong chén hắn hài lòng gật đầu nói cô bé tiền quẻ đã nhận bần đạo sẽ tính một quẻ cho cô bé nhé dạ cô bé chớp mắt nghi hoặc cậu thanh niên sinh trai mỉm cười nói cô bé muốn xem về cái gì xem cái gì cũng được ạ à? cô bé hỏi bé có xem qua tivi Phim ảnh nên cũng không xa lạ gì với chuyện xem quẻ thế này. Bà mẹ trẻ thấy con gái mình có vẻ rất hứng thú nên chỉ đành chiều theo ý bé. Nhưng cô vẫn cảnh giác nhìn về cậu thanh niên đẹp trai trước mắt, nếu như đối phương dám lấy xem quẻ làm cái cớ để hỏi tình huống gia đình của cô thì đừng trách cô không khách khí. Năm gần đây, mấy tên lừa gạt có quá nhiều chiêu trò, khiến người ta rất khó lòng phòng bị cho nên làm việc gì cũng phải đề cao cảnh giác. Cái gì cũng được Cậu thanh niên sinh trai gật đầu đáp. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó mới nghiêm túc nói. Vậy anh giúp em xem thử năm nay ba em có về nhà ăn Tết không? Năm ngoái ba chỉ gọi một cú điện thoại chứ không về, nhưng em khóc muốn ba trở về, ba chỉ nói ba sẽ cố gắng hết sức xin điều về trong năm nay. Không thành vấn đề. Cậu thanh niên sinh trai móc ra một cái mai rùa. Cái mai rùa này cho người ta một thấy giác rất xưa cũ. Bà mẹ trẻ bất giác nhìn về phía hoa văn trên mai rùa, đột nhiên cảm thấy bản thân nhìn thấy vô số tia sáng. Những tia sáng này dựa theo quỹ tích nhất định tạo thành rất nhiều hình vẽ khiến người ta choáng váng hoa mắt. Cũng may cô kịp thời thu hồi tầm mắt mới không thấy choáng váng nữa. Mai rùa này thật cổ quái. Trong lúc đang suy tư, cậu thanh niên sinh trai bắt đầu lắt mai rùa một cách có nhịp điệu. Sau đó nhẹ nhàng hất một cái, bốn đồng tiền từ trong mai rùa rơi ngay trước mặt cậu thanh niên sau đó cậu thanh niên xoa cầm nhìn chằm chằm vào quẻ tượng trên đất cô bé trông mong hỏi anh ơi thế nào ạ năm nay ba em có về không ạ cậu thanh niên sinh trai ngẩng đầu lộ ra nụ cười ấm áp kết quả của quẻ tượng là cát quẻ này là để xem cho vấn đề mà bé gái hỏi quẻ các đại biểu năm nay cha cô bé sẽ bình an về nhà thế nhưng quẻ của hắn khác với quẻ của người khác bởi vì hắn là đồng quái tiên sư mà mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng quẻ của hắn phải xem ngược lại. Cho nên quẻ cát này đại biểu năm nay cha cô bé vẫn sẽ không về nhà. Hai năm không trở về nhà ăn Tết, người này là đại vũ sao. Nếu là ta của trước kia, ta nhất định sẽ nói với cô bé rằng đây là một quẻ cát, mong muốn trong lòng nhất định sẽ thành hiện thực. Nhưng mà đó là ta của trước kia rồi. Nhưng ta của bây giờ lại có chút lý giải mới về đạo dịch dung. Bây giờ ta đang dịch dung thành bá đao tống nhất tiểu hữu ta biến thành bộ dạng của hắn, ngụy trang khí tức của hắn. Nhưng nhiều đây vẫn chưa đủ, ta muốn biến thành bá đao tống nhất tiểu hữu chân chính. Nếu như tống thư hàng tiểu hữu đối mặt với tình huống này, hắn sẽ làm gì? Không sai, nhân vật mà bây giờ hắn dịch dung thành chính là tống thư hàng tiểu hữu, người đang ở thành phố Văn Châu xa xôi, đang trên đường đi khu Giang Nam. Đồng quái tiên sư xoa cầm, suy tư chốc lát. Sau đó hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cô bé, có thể cho anh một sợi tóc của em được không? Dạ. Cô bé suy nghĩ một chút, sau đó vẫn bắt lấy đuôi sam nhỏ của mình, chẳng mấy chốc đã lấy từ trên đó xuống một sợi tóc mỏng rồi đưa cho anh trai cười rất đẹp mắt trước mặt. Tống Thư Hàng do đồng quái tiên sư dịch dung thành nhận lấy tóc, tiếp đó hắn móc từ trong ngực ra một tờ giấy trắng rồi gói sợi tóc mỏng này lại. Sau đó gấp đôi lại mấy lần, giấy trắng bị hắn xếp thành hình trái tim. Cuối cùng Đồng Quái tiên sư đưa tay vỗ nhẹ lên trái tim bằng giấy trắng, âm thầm để lại một tiểu pháp thuật. Tối nay lúc ngủ, em nhớ đặt nó dưới gối, sau đó em sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Đồng Quái tiên sư mỉm cười nói. Cô bé nghi hoặc nhận lấy trái tim bằng giấy, sau đó bé lại nghiêm túc hỏi. Nhưng anh vẫn chưa nói cho em biết năm nay ba em có về hay không mà. Mặc dù sẽ không trở về nhưng em vẫn có thể gặp được ba mình đấy. Đồng quái tiên sư khẽ cười. Thật à? Cô bé hỏi. Thật. Đồng quái tiên sư duy trì nụ cười chiêu bài của mình. Dường như nụ cười này đã tiếp lòng tin cho cô bé. Cô bé vui vẻ cẩn thận cất trái tim bằng giấy vào trong ngực. Bà mẹ trẻ dùng ánh mắt cổ quái nhìn đồng quái tiên sư. Nhưng không biết có phải do bị mai rùa kia ảnh hưởng hay không, cô cũng không ngăn cản con gái nhận lấy trái tim bằng giấy kia. Dõi mắt nhìn hai mẹ con trẻ tuổi rời đi, Đồng Quái Tiên sư thỏa mãn gật đầu một cái, hắn cảm giác đại đạo dịch dung của mình lại tiến thêm một bước. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy chưa đủ, bởi vì hắn của hôm nay, thành tích về phương diện thuật dịch dung gần đạt tròn điểm, nhưng thành tích về xem quẻ lại gần như là không điểm. Hôm nay hắn không thành thật nói cho khách nghe về quẻ tượng mà mình tính ra, mà lại nói kết quả ngược lại của quẻ tương mình tính ra, cho nên hôm nay coi như hắn làm thầy bói không hợp cách. Quả nhiên Nhân vật tống thư hàng tiểu hữu này không thích hợp để ta dùng tiếp, hay là đổi người khác đi, nhân vật lệ chi tiên tử gần đây cũng không thể dùng, theo như lời của tam lãng chính là quá tam ba bận. Ưm, ừ, hiến công tiền bối thì sắp bế quan lần nữa. Tin tức này rất tốt, vậy lần sau sẽ dùng hình dáng của hiến công tiền bối. Đồng quái tiên sư thầm nói trong lòng. Ngay lúc hắn đang suy tư, đột nhiên nghe được bên cạnh có người kêu lớn. Cao Thăng sư huynh, ta gặp được cao thăng sư huynh thật ngay ngoài đời này. Là cao thăng sư huynh trong trận chiến mặt Pháp, mọi người mau tới đây, đừng để hắn chạy mất, cao thăng sư huynh nhất định phải chết hay hay hay. Sau đó vô số người dường như bừng tỉnh. Tiếp đó, mọi người cùng kêu lên, cao thăng sư huynh nhất định phải chết, cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Mọi người một bên hô gào, một bên chạy tới bao vây vị trí của đồng quái tiên sư. Thật ra mọi người cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn nhìn thử rốt cuộc cao thăng sư huynh ở ngoài đời có dáng dấp thế nào thôi. Đồng quái tiên sư, không đến mức như vậy chứ, chỉ là một bộ phim thôi mà, hơn nữa chỉ mới ra dạp thôi. Tại sao lại gây ra náo động thế này? Thấy đám người không ngừng áp sát tới, đồng quái tiên sư nhanh tay cầm lấy tiền đồng trên đất, bay ra ngoài chạy thoát thân. Cao thăng sư huynh chạy rồi. Đuổi theo. Đừng có ngừng hô khẩu hiệu, cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Lăng giả dạ gả cho ta, lăng dạ gả cho ta, cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Vậy nên đám người bất giác tụ thành hàng dài, liều mạng đuổi theo sau đồng quái tiên sư. Khi thấy càng ngày càng nhiều người vừa chạy vừa kêu cao thăng sư huynh nhất định phải chết, mọi người cứ tưởng là hoạt động gì đó nên càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào hàng dài. Đồng quái tiên sư đang chạy như điên ở phía trước khóc không ra nước mắt. Đậu xanh rau má, tại sao mình lại dịch dung thành bộ dạng của tống thư hàng tiểu hữu cơ chứ? Đại Vũ, người trong truyền thuyết có công trị thủy đời vua Thuấn, Trung Quốc. Ông đã dành hầu hết thời gian cá nhân trong 13 năm để hoàn thành dự án nạo vét giải phù sa sông. Chương 861, nhất định là bát tự của ta và Tống thư hàng tiểu hữu không hợp. Đồng quái tiên sư đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hoàng Sơn chân quân. Dưới sự phổ biến rộng rãi của chân quân, trận chiến mạt pháp cũng đã nổi như cồn trước khi ra dạp rồi. Hôm nay sau một ngày ra dạp, Bộ điện ảnh cực kỳ chất lượng này đã chinh phục tất cả khán giả mê phim, một lần nữa lại làm khiến cả hoa hạ điên đảo chỉ trong thời gian ngắn. Mà nhân vật phản diện Cao Thăng Sư Huynh cũng càng đi sâu vào lòng người y như nhân vật chính lang dạ. Chỉ trong thời gian ngắn, câu thoại Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết, đã thành từ khóa hot nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm trong tuần này. Thậm chí có thể nói, Cao Thăng Sư Huynh chính là nhân vật duy nhất có thể cạnh tranh độ hot với nhân vật chính lang dạ. Trước đó, Tống thư hàng do đồng quái tiên sư Ngụy Trang thành vẫn luôn duy trì nụ cười thuần khiết cởi mở, vậy nên người đi đường nhất thời không nghĩ tới một chàng trai ấm áp như hắn lại là cao thăng sư huynh trong phim. Nhưng ánh mắt của quần chúng luôn sáng như đuốc, kiểu gì cũng sẽ có người mang theo hỏa nhãn kim tinh nhận ra Tống thư hàng. Vì vậy mới có một màn như đã kể. Ước chừng có đến mấy trăm người cuồng nhiệt đuổi theo cao thăng sư huynh đang chạy ở phía trước, hơn nữa đội ngũ này còn đang mở rộng không ngừng. Tất cả mọi người đồng loạt hét to. Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết. Cuối cùng trong số những người gia nhập đội ngũ, có rất nhiều người chỉ đơn thuần là thấy thú vị nên gia nhập mà thôi. Nhưng người càng ngày càng nhiều thế này sẽ khiến càng nhiều người tò mò hơn. Đây chính là tâm lý quần chúng, vì vậy một hoạt động toàn dân chạy cự ly ngắn đã được rầm rộ triển khai. Đồng Quái tiên sư khổ không nói nổi, mấy thủ đoạn như ẩn hình, bay lên trời hay chui xuống đất đều không thích hợp thi triển vào lúc này nếu hắn đột nhiên bay lên trời ngay trước mắt mọi người thì chắc chắn ngày mai sẽ thành đầu để đăng báo ngay càng giàu hơn nữa là hắn cũng không thể chạy hết tốc lực phải khống chế tốc độ chạy trốn ở mức nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi nếu không khống chế lỡ may sợ ý để tốc độ chạy vượt qua nhà vô địch thế giới mấy con phố thì cũng toi cũng may bản lĩnh tránh né của đồng quái tiên sư không phải hạng soàng sau khi dẫn đám quần chúng phía sau chạy hết hai con phố hắn ngoặt chỗ này rẽ chỗ kia mấy hồi đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chạy trốn ấy à, hắn là chuyên gia đấy nhé. Đám người phía sau chạy đến mức thở hồng hộc nhưng cuối cùng vẫn để cho cao thăng sư huynh trốn thoát. À à à, tiếc quá, chỉ thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp cao thăng sư huynh rồi. Người đàn ông chạy trước nhất thở hồn hển nói. Sức bền của cao sư huynh ghê thật đấy, càng chạy càng nhanh, anh ta luyện chạy đường dài à. Có người vịn tường nói. Có quay lại một màn vừa rồi không? Có quay có quay, tôi vừa lái xe vừa quay, nhưng mà hình ảnh hơi rung. Rung một chút mới giống thật, chủ yếu là bộ dạng của Cao Thăng sư huynh kia ấy, có quay được không thế? Nhất định phải quay được cái bản mặt của Cao Thăng sư huynh, nếu không người khác làm sao biết bọn họ đang đuổi theo ai chứ? Quay được, ngay lúc có người kêu lên phát hiện Cao Thăng sư huynh thì tôi lập tức nhanh tay mở máy quay. Tôi quay được cả khuôn mặt của Cao Thăng sư huynh cùng với hình ảnh cậu ta bắt đầu chạy, rõ lắm. Vậy mau tìm chỗ đăng lên đi, clip Cao Thăng sư huynh bị chụp bao bố ngày hôm qua cực hot, lần này clip mấy trăm người chúng ta đuổi theo Cao Thăng sư huynh mấy con phố nhất định cũng sẽ gây sốt. Người anh em mau đăng lên đi, tôi lập tức lên nhắn lại là chính tôi cũng tham dự hoạt động rượt đuổi Cao Thăng sư huynh lần này. Phải lưu lại làm kỷ niệm mới được. Chúng ta lập tức đi cày view, mà người anh em này cậu định đăng trên web nào thế? Trên nóc nhà gần đấy, đồng quái tiên sư âm thầm lau mồ hôi. Phen hâm mộ đáng sợ quá đi mất. Sao lần nào ta dịch dung thành thư hàng tiểu hữu cũng gặp phải chuyện suối quẩy thế nhỉ? Lần trước bị Lưu Huỳnh Tiên Tử đưa vào vũ trụ, còn bị kẻ thù của Tống thư hàng tiểu hữu tìm tới tính sổ nữa chứ, nếu không phải ta chạy nhanh thì phiền to rồi. Lần này lại bị phen hâm mộ rượt đuổi mấy con phố. Quả nhiên, sau này cứ liệt tống thư hàng tiểu hữu vào danh sách đen khỏi cần dịch dung đi ít nhất trong vòng mấy chục năm không nên dịch dung thành hắn nữa đồng quái tiên sư lẩm bẩm nói nhất định là bát tự của tống thư hàng tiểu hữu và hắn không hợp rồi mỗi lần dịch dung thành tống thư hàng tiểu hữu đều không chuyện không may thôi đột nhiên đồng quái tiên sư nhướng mày một cái nhìn về phía hai luồng kiếm quang đang từ trên không trung tức tốc lao vụt tới sao ta có dự cảm xấu thế này đồng quái tiên sư nói. 15 phút sau, một góc nào đó ở Bắc Kinh. Tống Thư Hàng khẽ lắc tay một cái, vẫy mất vết máu trên trường kiếm. Hừ, bần đạo trốn tránh các ngươi là bởi vì không muốn gánh tội thay người khác, không ngờ các ngươi vẫn cứ quấn giết lấy bần đạo không buông, tưởng rằng bần đạo sợ các ngươi thật sao. Đồng quái tiên sư cười lạnh nói. Trên mặt đất là hai đệ tử cảnh giới tứ phẩm của vô cực ma tông trọng thương, bị trói thành bánh trưng. Hai tên đệ tử vô cực Ma Tông này là thành viên phụ trách điều tra sự kiện tổ địa của vô cực Ma Tông bị tấn công trước đây không lâu. Vô cực Ma Tông đã xác định người tập kích chính là nhân vật chính Lăng Giả dạ trong trận chiến mặt Pháp. Lúc ấy, vi vị chân nhân phen cuồng của Lăng Giả dạ được một vị trưởng lão trong môn phái nhắc nhở, xác định Lăng Giả dạ chính là bạch tôn giả nổi danh trong tu chân giới. Lúc ấy vị trưởng lão kia có đưa ra một đề nghị cho vi vị chân nhân nếu muốn xác định vị trí của bạch tôn giả thì có thể ra tay từ tên bá đao diễn vai cao thăng sư huynh, cứ xác định vị trí của bá đao thì có thể gián tiếp tìm ra vị trí của bạch tôn giả. Hơn nữa, tên bá đao này cũng là đối tượng mà đường chủ nhị đường là cửu nhãn giả ma đường muốn tìm, chỉ có tu vi cảnh giới tam phẩm, đương nhiên dễ đối phó hơn bạch tôn giả nhiều. Hai tên đệ tử vô cực ma tông này là thành viên do vi vị chân nhân phái ra tìm tung tích của bá đao, trùng hợp là lúc ấy hai tên đệ tử này cũng ở gần từ cấm thành. Sau khi thấy đoạn video trên mạng, bọn họ lập tức chạy tới tìm tung tích của Cao Thăng sư huynh. Quả thật bọn họ cũng có chút thủ đoạn trên phương diện truy tung, cho nên chẳng mấy chốc, hai người đã tìm được Đồng Quái tiên sư còn chưa kịp dịch sung lại. Đồng Quái tiên sư lại gánh họa thay Tống thư hàng. Ban đầu, Đồng Quái tiên sư không muốn dây dưa với những người này, nên chuẩn bị tránh né bọn họ. Nhưng khi hai tên đệ tử thấy Đồng Quái tiên sư trốn tránh bọn họ như vậy, lại nghĩ tới bá đao chỉ có cảnh giới tam phẩm nên nhất thời nổi lên tham niệm. Thay vì tập trung vị trí của bá đao, chỉ bằng trực tiếp bắt hắn mang về vô cực ma tông cho rồi. Sau đó, hai bọn họ bị chém trọng thương, bị trói thành bánh trưng thế này đây. Sở tình báo là đống phân sao, cảnh giới tam phẩm cái rắm ấy, rõ ràng tên bá đao này có cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong mà. Tống thư hàng tiểu hữu lần này người thiếu ta một ân tình đấy nhé đồng quái tiên sư chụp lại hình hai tên đệ tử vô cực ma tông nằm trên đất, sau đó suy nghĩ nên xử lý hai tên này thế nào đây. Ngày hôm sau, thứ ba ngày 27, Joseph thức dậy vào lúc sáng sớm, tinh thần tươi tỉnh gấp trăm lần. Ngày hôm qua hắn dành thời gian khổ luyện thức thứ nhất của Thánh Quang Kiếm Thuật, Thánh Quang Trảm Ác Kiếm. Luyện mãi đến mức mệt mỏi không chịu nổi nữa mới vọt vào đi tắm, vừa đặt đầu xuống giường đã ngủ ngay. Nhưng hôm nay vừa mới thức dậy, Joseph phát hiện thể chất của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút, tinh thần càng thêm sung mãn. Đây nhất định là nhờ vào công hiệu của môn thần công Thánh Quang kiếm thuật mà sư phụ đã truyền thụ cho. Vì vậy Joseph quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải khổ luyện thức thứ nhất trong Thánh Quang kiếm thuật Thánh Quang Trảm Ác kiếm 100 lần. Đúng rồi, hôm qua sư phụ có nói với hắn, thật ra Thánh Quang kiếm thuật là một môn cự kiếm thuật, là loại kiếm một lưỡi hoặc là kiếm hai lưỡi kia. Sau này nếu có cơ hội Hắn còn phải tự đi đúc một thanh cự kiếm như vậy để phối hợp với môn kiếm thuật này. Joseph cảm thấy môn kiếm thuật này được sáng tạo ra là để dành riêng cho hắn, hơn nữa tên của môn kiếm thuật này cũng rất phong cách, hơi giống phương Tây. Có khi nào môn kiếm thuật này là kiếm thuật mà sư phụ đặc biệt sáng tạo ra cho riêng mình không nhỉ? Nghĩ đến khả năng này, Joseph lại cảm động không thôi. Mọi người thức dậy, sau khi ăn sáng xong lại lần nữa ngồi vào xe MPV lên đường đi đại học Giang Nam. Sau khi lên xe, Kỳ Song Tuyết đột nhiên vẫy tay chào Tống Thư Hàng. "Bạn học Thư Hàng, chào buổi sáng." Cô gái này vốn vẫn luôn dùng ánh mắt u oán nhìn Tống Thư Hàng, sao hôm nay tự dưng chủ động chào hỏi thế nhỉ? Tống Thư Hàng mỉm cười với cô. "Chào buổi sáng. Phải rồi, bạn học Thư Hàng này, cho cậu xem một video rất thú vị." Kỳ Song Tuyết mở kênh video trên điện thoại. Khóe mắt Tống Thư Hàng giật một cái, hắn đã mơ hồ đoán được là cái video nào rồi. Quả nhiên, video được mở ra là một video có tựa đề Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết, ta chụp bao bố Cao Thăng Sư Huynh rồi. Viện trưởng, sao ngươi vẫn chưa xóa video này hả? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nghiên răng nói với người bắt yêu trẻ tuổi. Ha 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 ha, người bắt yêu trẻ tuổi cười trừ mấy tiếng, bảo ta xóa video, không có cửa đâu, đây chính là video hot nhất trong đời ta đó nha hóa ra video này là do cậu ta phát lên à là bạn bè trâu nhau hả kỳ xong tuyết trước mắt sau đó nói nhưng video mà mình muốn cho cậu xem không phải là cái này là một cái khác tay cô lướt qua mở ra một cá video mới có tên là vạn người đuổi bắt cao thăng sư huynh cảnh tượng cực kỳ hoành tráng khóe mắt tống thư hàng lại giật một cái video này lạ lắm Thời gian quay là tối ngày hôm qua, còn địa điểm lại ở Bắc Kinh. Kỳ Song Tuyết nói xong, ấn nút play. Trong video, Tống Thư Hàng trẻ tuổi ngồi ven đường của một con phố ở Bắc Kinh, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết cởi mở. Tống Thư Hàng bất giác sờ mặt mình, giật mình nói. "Định Mệnh, người này là ai đây?" Kỳ Song Tuyết đáp, "Mình cũng rất tò mò, bởi vì tối hôm qua bạn học Thư Hàng vẫn luôn ở cùng mọi người bên này." không thể nào đột nhiên xuất hiện bắc kinh cách nơi đây hơn nửa hoa hạ được cho nên mình rất muốn biết bạn học thư hàng có em trai sinh đôi không mình là con một khéo miệng tống thư hàng co quắp đồng thời trong lòng hắn có một dự cảm lúc này chỉ thấy tống thư hàng trong video đưa tay nhặt mấy đồng tiền từ dưới đất lên rồi nhét vào mai rùa trong video vang lên tiếng hô cao thăng sư huynh nhất định phải chết sau đó tên tống thư hàng nọ nhanh chân chạy trốn đồng quái tiền bối Tống Thư Hàng giở khóc giở cười, không sai, Tống Thư Hàng trong video chính là đồng quái tiền bối. Chương 862, tìm đến trả thù sau 3 tháng. Trong video, mấy trăm người tụ tập thành một hàng dài thật dài đuổi bắt Cao Thăng sư huynh, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt giống như đang họp chợ vậy. Tống Thư Hàng. Thế này thì chẳng phải nói nếu như hắn bị những người xung quanh nhận ra, cũng sẽ bị người ta đuổi theo mấy con phố giống như đồng quái tiền bối sao? vừa nghĩ tới đã thấy lạnh người rồi. Kỳ song tuyết thấy vẻ mặt của Tống Thư Hàng hơi lạ bèn hỏi. Bạn học Thư Hàng, cậu đoán được người trong video là ai rồi à? Là một người bạn của mình. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ song tuyết, sao dáng dấp của người đó giống cậu quá vậy? À, là do hóa trang đấy. Cậu ta dùng một phương pháp hóa trang thần kỳ, có thể hóa trang thành dáng vẻ giống hệt như mình, nhưng bây giờ Tống Thư Hàng đang rất lo một chuyện, lúc đồng quái tiên sư dịch dung thành hắn, hình như hắn đã tính một quẻ cho người ta trước khi bị người đuổi bắt thì phải. Rốt cuộc vị đồng quái tiền bối mang tiếng thầy bói dởm này tính cái gì cho người ta thế không biết. Đừng nói là sau này bắt hắn gánh tội oan đấy nhé. Mong là không bị người ta ngàn dặm xa xôi tìm đến trả thù giống như lệ chi tiên tử hồi trước. 3 giờ chiều Cuối cùng thì một nhà Joseph và mấy người tống thư hàng cũng đã tới Đại học Giang Nam. Đại học Giang Nam báo danh từ ngày 1 đến ngày 3, còn mấy ngày nữa mới đến thời gian báo danh. Joseph mang theo người nhà lưu luyến chia tay tống thư hàng, nhân dịp mấy ngày nay, cả nhà bọn họ muốn đi thăm mấy thân thích ở khu Giang Nam. Tống thư hàng mang ba đứa nhóc cùng với người bắt yêu trẻ tuổi đi tới ngôi nhà mà dược sư tiền bối đã mua. Xung quanh nhà có trận pháp bảo vệ của hai vị tiền bối dược sư và bạch tôn giả, không lo mấy thằng trộm cắp vặt không có mắt đột nhập vào. Trong mỗi căn phòng đều có bố trí phù văn hoặc là trận pháp dạng trừ bụi, cho dù mấy tháng không người ở thì phòng ốc vẫn sạch sẽ như thường. Xét về phương diện nào đó thì tu chân tiện lợi hơn khoa học kỹ thuật nhiều. Phòng khách lầu 2. Tống thư hàng rót trà cho ba đứa nhóc và người bắt yêu trẻ tuổi. Sau đó, hắn quay qua nói với ba đứa bé. "Quả quả, thi, chúc, vốn dĩ hôm qua Tam Nhật sư huynh đã đến khu Giang Nam" chuẩn bị đón mấy đứa về. Nhưng do chúng ta đến trễ một chút, lúc đó Tam Nhật Sư Huynh lại có chuyện đột xuất cho nên hai ba ngày nữa mới có thể lại đây đón mấy đứa. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, ánh mắt của ba đứa nhóc lập tức sáng rực lên, là cái loại tỏa sáng lấp lánh ấy. Và đương nhiên là trong hai ba ngày này, ta sẽ trông coi mấy đứa thật kỹ. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của ba nhóc con lập tức sụ xuống. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười, lại nhìn qua người bắt yêu trẻ tuổi. "Viện trưởng, người tới khu Giang Nam làm gì thế?" "Chuyện là thế này, người bắt yêu bọn ta cảm giác được gần đây trong khu Giang Nam tụ tập lượng lớn tà khí, rất có thể có yêu vật hoặc tà ma xuất hiện. Vậy nên khi ta nghe nói ngươi là sinh viên của Đại học Giang Nam đang chuẩn bị chạy đến khu Giang Nam, ta định bảo vệ ngươi một đoạn đường." Người bắt yêu trẻ tuổi ngả lưng dựa vào ghế salon đáp. "Cảm ơn nhé." Tống thư hàng nói. Không có gì. Người bắt yêu trẻ tuổi nhớ mày. Cho nên mấy ngày tới, ta sẽ đi dạo quanh khu Giang Nam. Nếu như vị tiền bối kia muốn tới đón chúng ta đi đóng phim thì ngươi cứ liên lạc với ta, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Không thành vấn đề. Tống thư hàng gật đầu đáp. Giờ ta nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ xuất phát ngay, ta còn phải liên lạc với đồng bạn đã đến khu Giang Nam nữa. Người bắt yêu trẻ tuổi nói. Ba đứa nhóc nghe vậy lập tức dùng ánh mắt trông mong nhìn người bắt yêu trẻ tuổi. Sau khi suy nghĩ một chút, quả quả cắn răng nói với Tống Thư Hàng. Thư Hàng sư huynh, thật ra ba bọn ta cũng có chuyện cần làm nên mới tới khu Giang Nam. Nói nghe thử xem nào. Tống Thư Hàng bật cười nói. Bọn ta cũng tới hàng yêu. Bé Trúc có tuổi nhỏ hơn vỗ ngực nói. Tống Thư Hàng. Nghiêm túc đó, Bọn ta vất vả lắm mới chuồn ra khỏi Thiên Nhai Vân Du tự chính là vì tới khu Giang Nam Hàng Yêu, xin thư hàng sư huynh giúp ba người bọn ta một tay đi. Trúc nhảy khỏi ghế salon, quỳ bên cạnh Tống thư hàng bán manh cầu xin. Bằng thực lực của mấy đứa, đừng nói Hàng Yêu, không bị yêu ma bắt ăn mất là may lắm rồi. Tống thư hàng dở khóc dở cười. Ba đứa nhóc chỉ mới đạt cảnh giới nhất phẩm, gặp tà ma hay quỷ quái nhị phẩm cũng ăn không tiêu rồi nếu gặp tà ma tam phẩm chính là ném bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Bọn ta có bí pháp. Quả quả nói, nó vốn là đệ tử của thiên nhai vân du tự, nên cũng nắm giữ mấy loại pháp thuật hàng yêu phục ma. Chúng ta cũng vậy, hơn nữa bọn ta còn có phù bảo. Thi và Trúc trả lời. Cho dù có bí pháp cùng với phù bảo, nhưng với thực lực của các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó một ít tà ma quỷ quái nhất phẩm nho nhỏ mà thôi. Tống Thư Hàng đáp, Quả quả nói, vậy là đủ rồi. Thi, bọn ta chỉ cần hàng phục được một con quỷ quái cấp thấp là được rồi. Trúc, đúng vậy, cho dù là một con quỷ quái cũng được. Nếu không, bọn ta sẽ không cam lòng. Cho dù Tam Nhật Sư Huynh dẫn bọn ta trở về thì bọn ta vẫn sẽ trốn ra lần nữa cho coi. Tống Thư Hàng Cho nên, Thư Hàng Sư Huynh, không bằng người dẫn bọn ta đi hàng yêu đi. Quả quả đề nghị Xin lỗi, ta từ chối, các người có thể chờ Tam Nhật Sư Huynh tới đây rồi bảo Sư Huynh mang các người đi hàng yêu. Tống Thư Hàng dùng sức xoa đầu chúc lô ly. Quả quả, Tam Nhật Sư Huynh sẽ không dẫn bọn ta đi hàng yêu đâu, hắn chỉ biết bắt bọn ta về thiên nhai vân du tự thôi. Ta đã hứa với Tam Nhật Sư Huynh, phải trông coi các người thật nghiêm. Cho nên mấy nhóc con à, ta không mang các người đi hàng yêu được đâu. Để lần sau nhé, Tống Thư Hàng nói. Ba nhóc con nhìn nhau, sắc mặt ủ rũ nhưng chúng lại suy nghĩ một chút, tiếp theo còn có 2-3 ngày, cơ hội là do con người sáng tạo, chúng nhất định phải tìm được cơ hội. Tầm 3 giờ 30 người bắt yêu trẻ tuổi chào tạm biệt mấy người tống thư hàng, đi khu giang nam tìm đồng bạn của mình. Dù sao viện trưởng đã hứa với bạch tôn giả sẽ đóng phim cuộc đời phóng đáng của ta do tam lãng tiền bối thủ vai chính, tống thư hàng cũng không sợ viện trưởng sẽ chạy trốn. Nhìn thời gian, Tống Thư Hàng quay qua hỏi ba đứa nhóc. Này, buổi tối các người muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được, miễn là thức ăn là được. À, thư hàng sư huynh này, ta nghe nói trong khu Giang Nam có một tiệm chuyên về gà chay, thịt chay rất nổi tiếng. Mặc dù là món chay nhưng mùi vị lại giống hệt như đang ăn gà thật, có đúng thế không? Tiểu hòa thượng chảy nước miếng nói. Ừ, tiệm đó ta cũng biết, ngay tại phố ẩm thực La Tín. Tống thư hàng gật đầu nói. Phố La Tín chính là con phố mà hắn đã gặp Vũ Nhu Tử lần đầu tiên, có thể nói đó là một trong những bước ngoặt khiến hắn tiến vào giới tu sĩ. Vậy thư hàng sư huynh dẫn bọn ta đi nếm thử đi." Tiểu hòa thượng vui vẻ nói. Tống thư hàng cười đáp, "Ừ, nếu như ngươi muốn phá giới thì ta có thể mang ngươi đi ăn một lần." Tiểu hòa thượng, "Ngươi đoán xem tại sao gà chay lại có thể nếm ra vị gà thật hả? Ta biết gà chay của tiệm đó có cho thêm nước luộc gà vào đấy. Ngoài ra, nếu người đang ăn gà chay bất ngờ gặm chúng xương gà thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tống Thư Hàng nói, tiểu hòa thượng, o gạch dưới o. Thật ra thì bây giờ có đi tiệm nào cũng rất khó tìm ra món chay thật, hay là tự chúng ta mua thức ăn về nấu đi, thì biết làm cơm mà đúng không? Tống Thư Hàng nói tiếp, nếu không được nữa thì hắn còn có bí kỹ thiệt chán liên hoa và suối nguồn sự sống mà, thậm chí còn có ít cốc đan, cho nên không cần lo về vấn đề ăn cơm. Được ạ. À thì Loli gật đầu đáp. Tầm 3 giờ 40, Tống Thư Hàng mang ba nhóc đến gần phố ẩm thực La Tín để mua nguyên liệu nấu ăn, Diệp Tư Sư Tỷ ở lại trong nhà, gần đây cô đang cày một bộ phim truyền hình. Lúc Thư Hàng và ba đứa bé đi qua một con hẻm nhỏ thì gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn. Mấy người đàn ông mặt mũi dữ tợn đi ra chặn đường Tống Thư Hàng và ba đứa nhóc. Thật ra Tống Thư Hàng đã sớm cảm ứng được bọn họ rồi, là mấy người bình thường là đám lưu manh ở gần đây tống thư hàng thầm nói chị an ở phụ cận đại học giang nam kém vậy sao sao mấy chú cảnh sát không quản lý chuyện này nói thế nào thì đại học giang nam cũng là trường có tiếng ở hoa hạ chị an kém thế này sao được chứ thằng nhãi chết tiệt rốt cuộc cũng tìm được mày trong lúc thư hàng đang suy tư có một người cao gầy từ trong mấy người đàn ông bước ra căm tức nhìn tống thư hàng tìm được tôi ông là ai Tống Thư Hàng tò mò hỏi. a a à, a à, thằng nhãi mày quên tao rồi à, nhưng tao lại nhớ kỹ mày đấy. Ba tháng trước, ông đây thật vất vả tìm được một vụ làm ăn, tính ăn và kiếm một vố. Không ngờ thằng khốn mày lại móc sạch hơn hai ngàn tệ trên người ông đây, hại ông hai tuần nay chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Người đàn ông cao gầy nghiến răng nói. Tình tiết này nghe quen thế nhỉ, Tống Thư Hàng cố gắng nhớ lại. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra. A ha, à, à, là ông à." Tống Thư Hàng cười. Lúc ấy hắn vẫn chưa quen Tô Thị A thập lục, nhớ ngày đó Tô Thị A thập lục mới đi từ trong bệnh viện ra, cô thuận đường với Tống Thư Hàng, hai người cùng nhau trở về đại học Giang Nam. Sau đó, bọn họ gặp được một ông chú lái xe đang bị người ta ăn vạ. Tống Thư Hàng nhất thời nổi hứng, vừa làm bộ an ủi người người đàn ông ăn vạ vừa thò tay móc ví tiền trên người kẻ đó, sau đó xoay người chạy mất lúc ấy người đàn ông ăn vạ có theo đuổi tống thư hàng mấy con phố nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp hắn. tống thư hàng còn nhớ khi đó mình mới vừa luyện kim cương căn bản quyền pháp muốn tìm người luyện tay một chút cho nên hắn rất mong đợi người đàn ông ăn vạ này có thể dẫn một đoàn người tới xử hắn để hắn có thể cày điểm kinh nghiệm cho kim cương căn bản quyền pháp. tiếc là sau đó người đàn ông ăn vạ vẫn không xuất hiện. tống thư hàng còn tưởng rằng đối phương đã quên mất hắn rồi về sau kim cương căn bản quyền pháp của hắn cũng đại thành, những người bình thường này không cho hắn điểm kinh nghiệm được nữa. Nhưng mà không ngờ ba tháng sau, chính là hôm nay, rốt cuộc đối phương cũng đủng đỉnh đi tới trả thù. Tống Thư Hàng nói, lúc đó tôi còn tưởng ông sẽ đến tìm rồi rất nhanh, nhưng không ngờ bây giờ ông mới tìm tới cửa. Mẹ mày, lúc tao vất vả tìm được mày thì chúng mày lại được nghỉ, tao biết đi đâu tìm mày đây. Người đàn ông ăn và cả giận nói, cũng đúng, Tống Thư Hàng gật đầu. Bớt nói nhảm đi, nhãi con, lúc đó mày dùng cái tay tay nào móc ví tiền của tao. Hôm nay để cái tay đó lại đây cho tao. Người đàn ông ăn vạ nghiến răng nói. chương 863, muốn có được lực lượng không? Sư Huynh, là kẻ địch ư? Quả quả tò mò hỏi. Tống Thư Hàng cười nói. Không phải, cùng lắm thì xem như đã từng có gút mắc với ta. Vậy bọn họ sẽ giết Thư Hàng Sư Huynh sao? lô ly trúc hiếu kỳ hỏi làm sao có thể chứ nhiều nhất là dần ta một trận thôi khụ mấy đứa đang mong đợi cái gì đấy đang mong bọn họ đánh ta trọng thương sau đó mấy đứa trốn đi làm chuyện mình muốn chứ gì tống thư hàng hỏi quả quả nói sao lại vậy chứ bọn ta chỉ nghĩ có cần giúp thư hàng sư huynh một tay không thôi sư huynh cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lúc này gã ăn và kia hung tợn nhìn ba đứa nhóc chằm chằm tâm mồm ba đứa nhãi con chúng bay đừng léo nha léo nhéo mãi không ngừng nữa. Tiếp đó, hắn lại chuyển mắt sang Tống Thư Hàng. Là đàn ông thì dứt khoát chút, muốn bị tao chặt cánh tay nào hả? Ngoài ra, bảo đám nhóc con kia đi sang một bên, ông đây chưa bao giờ làm hại trẻ con. Gã ăn vạ này ấy vậy mà vẫn chưa đến nỗi nào. Được rồi, để tụi nhỏ nhìn thấy cảnh tượng bạo lực cũng không ổn, ba đứa chờ ở đây đi. Tống Thư Hàng nói với ba người quả quả. Nói xong, hắn cùng gã ăn vả và mấy gã có khuôn mặt dữ tợn khác quẹo vào trong một con hẻm nhỏ hơn ở bên cạnh. Một cảnh bi kịch nhân gian sắp diễn ra. Quả quả, thư hàng sư huynh có giết sạch bọn người kia không nhỉ? Thi, chắc chắn sẽ không, cũng chỉ là vài người thường, nhiều nhất là dạy dỗ bọn họ chút thôi ha. Chúc, thật hâm mộ, vì sao không có người tới tìm chúng ta gây sự như thư hàng sư huynh nhỉ? Ta còn chưa từng bị người khác bao vây bao giờ. Quả quả nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, cũng không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Trong hẻm nhỏ, bây giờ Tống Thư Hàng đã không còn hứng thú chơi đùa với đám Du Côn bình thường này từ lâu rồi. Dù sao hiện hắn đã là tu sĩ tam phẩm, lại nói, Du Côn bình thường cũng không cách nào cung cấp điểm kinh nghiệm cho hắn nữa, có chơi cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu đối phương vẫn cứ muốn đâm đầu vào họng súng thì chẳng trách Tống Thư Hàng được. Nhãi con, đã quyết định muốn giữ lại cánh tay nào rồi chưa? Gã ăn và gõ ôm tuyếp trong tay, những gã khác xung quanh thì bao vây Tống Thư Hàng lại. Ừm, tay trái và tay phải đều rất có ích, vì vậy cái nào cũng không thể đưa cho tụi mày. Sau đó Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Ngoài ra, tao nhắc nhở tụi mày trước, tao là người tập võ. Mấy thằng như tụi bây ấy, một mình tao đánh một trăm tên cũng được. Một trăm đã là cách nói khiêm tốn của Tống Thư Hàng. Con mẹ mày. Gã ăn vạ nổi giận. Hắn vùng ống tuyết đập tới tống thư hàng đang đứng trước mặt. Dù côn đánh lộn, ngoại trừ kinh nghiệm ra thì quan trọng nhất là khí thế. Áp đảo kẻ địch về mặt khí thế, tiếp đó là một gậy đánh ngã. Tống thư hàng vươn tay ra, nhẹ nhàng quét một cái đã dễ dàng lấy đi ống tuyết trong tay gã ăn vạ. Sau đó hắn khẽ nghiêng người, lại duỗi chân ra quét cái nữa, gã ăn vạ lập tức ngã nhào trên đất. Tống thư hàng mỉm cười, hai tay vặn chặt ống tuyết hơi dùng sức biểu diễn một màn kỹ xảo tay không vặn ống tuyết thành bánh quai trèo cho mấy tên du côn này xem. Gã ăn vạ mở to hai mắt nhìn ống tuyết là do chính hắn đem tới đương nhiên biết rõ đây là ống tuyết hàng xịn độ cứng không phải dạng vừa đâu. Thiếu niên này ấy thế mà lại vặn ống tuyết thành bánh quai trèo, lực cánh tay như này thì dù mình có bỏ ra 100 năm cũng không luyện được nhắc lại lần nữa tao là người tập võ đấy. Tống Thư Hàng ném ống tuyết bị vặn thành bánh quai trèo qua một bên, cân nhắc một hồi nên xuống tay nhẹ tí nhỉ. Hay là nặng hơn tí đây ta? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên thân hình Tống Thư Hàng hơi dừng lại một chút. Tiếp đó, Tống Thư Hàng không nói nhảm thêm nữa mà bước lên trước, như hổ vào bầy dê, mấy quyền mấy cước lập tức đánh ngã gã ăn vả và, và đồng bạn của gã xuống đất. Sau khi đánh bọn người kia xong xuôi, Tống Thư Hàng xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ, dẫn theo ba đứa nhóc đi về phía khu La Tín. Gã ăn và và đồng bọn của hắn nằm trên mặt đất kêu thảm liên tục. Khi ra tay, Tống Thư Hàng khống chế sức lực của mình ở trình độ khiến bọn họ bị đánh đau nhất, nhưng cũng sẽ không bị thương nặng. Có thể khiến bọn họ không xuống giường được vài ngày, nhưng cũng không lưu lại nội thương. Đáng chết, đáng chết. Gã ăn và cắn răng nói, hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lần này bọn họ đã phải tấm sắt rồi, đối phương thật sự là người tập võ, một mình đánh 100 người như bọn họ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hắn hận lắm, trong lòng cứ bị đè nén một ngạt. Ba tháng trước, hắn bị thiếu niên lấy mất 2.000 đồng cuối cùng trên người khiến hắn phải uống gió Tây Bắc rất lâu. Không dễ gì mới tìm được đối phương chuẩn bị trả mối huyết thù, nhưng lại bị đánh cho tan tác tơi bời. Nếu ta có lực lượng mạnh mẽ, nếu ta có thể quật ngã thằng nhãi con kia trên đất. Ý niệm này hiện lên trong đầu hắn. Đúng lúc này, có một giọng nói hư ảo vang lên bên tai gã ăn vạ. Người khao khát có được lực lượng ư. Giọng nói này hư vô mờ ảo, như gần lại như xa, như nam lại như nữ, nghe vô cùng kỳ dị. Hơn nữa trong giọng nói này dẫn theo mê hoặc, khiến người ta vừa nghe thấy thì lập tức động tâm. Trong đầu gã ăn và còn đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này, nhưng miệng hắn lại trả lời theo bản năng. No thanh, tôi khát vọng sữa thôi. Đây chính là kết quả sau khi thanh niên ngày nay bị các loại ngôn ngữ mạng lưu hành trên internet gây họa. Có đôi lúc, loại ngôn ngữ mạng đang được lưu hành và các kiểu như này trở thành bản năng trong cuộc sống của thanh niên. Lúc nghe được nửa câu trước, thân thể hắn sẽ dục dịch rồi dùng bản năng đáp lời theo mô típ đã có. Giọng nói hư vô mờ ảo kia im bặt. Trong khoảnh khắc, giọng nói hư vô mờ ảo kia thật sự muốn xoay người rời đi, không thèm quan tâm tới cái tên ngu mốc này nữa cũng may cuối cùng nó cũng nén được giận. Một lát sau, giọng nói hư vô mờ ảo kia tiếp tục vang lên bên tai gã ăn vạ. Người khát vọng đạt được lực lượng ư, người khát vọng trở thành nhân vật chính của thế giới ư. Người khát vọng trả thù kẻ địch của người ư, người khát vọng giẫm kẻ địch dưới lòng bàn chân rồi tàn nhẫn trả đạc hắn ư. Lần này giọng nói hư vô mờ ảo kia đã một hơi nói sạch ra toàn bộ những mê hoặc, tránh cho câu trả lời của cái tên ngu mốc này làm nó tức hộc máu trở thành nhân vật chính của thế giới này ư, lời thoại này đánh trúng phúc vào nội tâm của gã ăn vạ. Nhưng mà, hắn còn có chút nghi hoặc, lực lượng ư, có thể dùng tay không vận ống tuyết thành bánh quai trèo sao? Gã ăn vạ hỏi, dưới sự ảnh hưởng vừa rồi của Tống Thư Hàng, nên hiện giờ theo hắn thấy thì dùng tay không vận ống tuyết thành bánh quai trèo chính là lực lượng. Hơn hẳn như vậy nhiều lắm. Giọng nói hư vô mờ ảo kia nói một cách mê hoặc, đồng thời trong lòng thoáng an tâm, tên ngu ngốc này mắc câu rồi. Gã ăn vạ lại hỏi, có thể đánh ngã thằng nhãi vừa đánh tôi ban nãy sao? Chỉ cần ngươi có được lực lượng, một tay của ngươi thôi đã có thể đánh ngã người kẻ như hắn. Giọng nói hư vô mờ ảo lại dụ dỗ. Ánh mắt gã ăn vạ sáng lên, nhưng sau khi suy nghĩ một lát hắn lại hỏi. Vậy tôi phải trả cái giá gì? Cần tôi đi cứu vớt thế giới sao? Giọng nói hư vô mờ ảo lại im bặt chốc lát. Ngươi không cần trả giá gì cả, chỉ cần một ngày kia ngươi đi tìm về một món bảo vật cho ta là được. Giọng nói hư vô mờ ảo kia lại nói. Gã ăn vạ suy tư chốc lát. Làm sao tôi có thể tin tưởng mấy người đây? Mấy người định cho tôi lực lượng thế nào? Cúi đầu xuống, nhìn về phía trước xem, ngươi thấy cái gì? Giọng nói hư vô mờ ảo kia tiếp tục nói. Gã ăn vạ dựa theo lời đó mà cúi đầu xuống nhìn về phía trước mặt mình. Sau đó, hắn nhìn thấy dường như có một chấm đen nhỏ hiện lên trong hư không chấm đen nhỏ hấp thu lực lượng thiên địa vô số điểm sáng màu đen ngưng tụ quanh nó tựa như những hạt cát trồng chất lên nhau vậy cuối cùng đám chấm đen nhỏ kia ngưng tụ thành một chiếc nhẫn thủy tinh màu đen gã ăn vạ mở to hai mắt nhìn đây hoàn toàn không phải chuyện mà con người có thể làm được lẽ nào mình thật sự sắp trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết sao nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì giọng nói hư vô mở ảo kia tiếp tục hỏi. Ta nhìn thấy một chiếc nhẫn. Gã ăn và hồi đáp. Rất tốt, quả nhiên ngươi có được tiềm chất của kẻ làm vua, vì vậy ngươi mới có thể thấy được nó. Vậy, duỗi tay ngươi ra, cầm lấy chiếc nhẫn này. Đeo nó vào, ngươi sẽ trở thành vua của thế giới này. Giọng nói hư vô mở ảo kia cám dỗ nói. Đeo nó vào, trở thành vua của thế giới này ư. Ừ. Gã ăn và vươn tay ra nắm lấy chiếc nhẫn kia. Tình tiết này quen quá đi, chiếc nhẫn này sẽ không khống chế tâm linh của tôi đó chứ. Sẽ không. Giọng nói hư vô mờ ảo kia đáp. Vậy có phải khi tôi đeo nó vào là lập tức có thể đạt được các loại năng lực như áo giáp biến thân gì đó không? Gã ăn vạ lại hỏi. Lúc này đây, giọng nói hư vô mờ ảo không hề trả lời nữa. Thua rồi, nó và người trẻ tuổi bây giờ thật sự không có tiếng nói chung, nó cảm thấy mình phải bổ sung tri thức gần đây của người trẻ tuổi mới được. Gã ăn và cao mày đợi một lát, thấy giọng nói kia không trả lời mình nữa thì đành phải cẩn thận đeo chiếc nhẫn thủy tinh kia vào tay mình. Trở thành vua của thế giới gì đó, trở thành nhân vật chính gì đó, nghe rồi thì thôi. Nhưng nếu như có thể đạt được lực lượng đánh ngã tên nhãi kia cũng đã đủ rồi. Cùng lắm thì sau khi dạy dỗ tên nhãi kia một trận, lập tức niêm phong cất chiếc nhẫn này đi, hoặc là làm phép để hủy diệt chiếc nhẫn này giống như nhân vật trong bộ phim Chúa Tể Chiếc Nhẫn đã chiếu rất nhiều năm trước trong nháy mắt khi gã ăn và đeo nhẫn vào lập tức cảm giác được lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ trong chiếc nhẫn này rồi tiến vào thân thể hắn trong chớp mắt toàn bộ đau đớn lưu lại sau khi bị tống thư hàng đánh một trận đều không thuốc mà khỏi không chỉ thân thể hết đau mà thân thế vốn thiên gầy của hắn cũng vạm vỡ thêm một vòng lờ mờ hiện ra đường nét bắp thịt lực lượng lực lượng liên tục không ngừng tràn ra khắp thân thể loại cảm giác này thật quá tuyệt vời hắn cảm giác một mình mình bây giờ có thể đối phó với người mình của trước kia. Đồng bọn vốn còn nằm trên mặt đất quanh đó rên rỉ nhìn thấy gã ăn vạ đột nhiên đứng lên thì đều ngây ngẩn cả người. Ha 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 ha, gã ăn vạ cười quái dị, sau đó hắn ngồi xổm xuống nhặt một ống tuyết mà đồng bọn mang tới từ dưới đất lên. Ya yeah, ya yeah. gã ăn vạ dùng hết lực lượng toàn thân để vặn ống tuyết này. Đáng tiếc, ống tuyết cũng không bị vặn thành bánh qua treo, chỉ là bị vặn cong không ít. Thế nhưng gã ăn và cũng không thất vọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa thì tay không vặn ống tiếp hoàn toàn không thành vấn đề. chương 864, không gian tà liên có biến rồi. Chỉ cần chờ bản thân mạnh hơn chút nữa, có thể vặn ống thép thành bánh quẩy, ông đây sẽ trở lại trả mối hận xương máu này. Hắn ta âm thầm quyết định, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có thần khí trong tay là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến khi gặp mặt lần nữa, ông đây nhất định sẽ dẫm nát thằng nhãi kia dưới chân. Lúc này, có một bóng người đang đứng trên nóc nhà trong hẻm nhỏ. Sau khi thấy người đàn ông ăn vạ thành công đeo nhẫn vào, người nọ mỉm cười hài lòng, hắn chính là chủ nhân của giọng nói hư vô mờ ảo mới vừa rồi. Sau đó hắn nhảy một cái, bay về phía xa, không để ý đến người đàn ông ăn vạ nữa chỉ cần mục tiêu đeo nhẫn vào là được, chuyện kế tiếp cũng không cần hắn nhúng tay nữa. Tà năng thế giới cửu u cùng với lời thì thầm tà ác trong chiếc nhẫn sẽ dẫn dắt, như cải tạo mục tiêu thành bộ dạng thích hợp. Mà hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Hắn muốn càng nhiều người lấy được tà năng đến từ thế giới cửu u, trở thành chủ nhân của thế giới, mở ra chế độ nhân vật chính. Sau khi người nọ rời đi, ở phía sau hắn cách đó không xa lại xuất hiện một thân ảnh khác. Người này chính là Diệp Tư Sư Tỷ, lúc này trong tay cô đang cầm một máy quay phim, một màn vừa rồi đã được cô thu lại. Hơn nữa cô thông qua năng lực kết nối tâm linh, kể lại tất cả mọi chuyện mà cô tận mắt chứng kiến cho Tống thư hàng nghe. Kể xong, cô lại bổ sung, ngoài ra ta có thể xác định, người thả mồi nhử không phải tà ma Cửu U, mà là tu sĩ nhân loại, nói cách khác, rất có thể tên giật dây ở thế giới Cửu U kia có hợp tác với tu sĩ nhân loại không ngờ chỉ đi ra ngoài mua thức ăn cũng có thể đạt được thu hoạch bất ngờ thế này. Sau khi biết mọi chuyện xảy ra nhờ vào năng lực kết nối tâm linh giữa hắn và Diệp Tư, Tống Thư Hàng thầm thở dài. Nếu như có tu sĩ nhân loại hợp tác với thế giới cửu U, vậy thì nhức đầu rồi đây. Diệp Tư, đối phương ở cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, có điều vẫn yếu hơn ta một chút. Ta âm thầm để lại dấu ấn trên người hắn, đối phương vẫn chưa rời xa khu Giang Nam, còn đang lãng vãng khắp nơi tìm con mồi ta nghĩ tin tức khu Giang Nam có tà khí ngưng tụ mà người bắt yêu trẻ tuổi và nhóm quả quả lấy được trước đó, hẳn là có liên quan tới người này. À, hiện giờ trạng thái của người đàn ông ăn và kia thế nào rồi? Tống Thư Hàng dò hỏi. Đã bắt đầu tiếp nhận quá trình ăn mòn của năng lượng thế giới cửu U, sức mạnh thân thể đang không ngừng tăng lên. Tạm thời hắn vẫn còn giữ được lý trí, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng biến thành trạng thái giống như người đàn ông trung niên mà chúng ta trước gặp trước kia, còn có tên ngốc lật xe mà Hoàng Sơn chân quân bắt được nữa. Diệp Tư đáp, "Có thể tháo chiếc nhẫn kia xuống mà không làm tổn thương hắn không?" Tống thư Hàng dò hỏi, chỉ là mới vừa nói xong hắn lại vội vàng nói tiếp. "À mà thôi, ở đó chờ ta đi qua thôi." Hạch Tâm trong tâm khiếu ta có thể khắc chế năng lượng thế giới cửu u, để ta ra tay thì tốt hơn. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là do hắn đột nhiên nhớ tới tin tức trong nhóm Cửu Châu số 1 huyền nữ môn vân tức tử tiền bối bị lây nhiễm trong lúc đang nghiên cứu tả năng thế giới cửu u trong thân thể con chuột bị ma hóa. Nếu lỡ may Diệp Tư cũng bị lây nhiễm thì phiền toái lắm. Được, vậy ta ở đây chờ ngươi, bây giờ người đàn ông ăn vạ đang đỡ đồng bạn dậy, mang tới bên trong xe van để nghỉ ngơi. Diệp Tư trả lời, ta tới ngay đây, Tống Thư Hàng nói. Trên đường đi tới phố La Tín, Tống Thư Hàng đột nhiên đề nghị muốn quay lại, trở về tìm mấy tên lưu manh kia. Quả quả Hiếu Kỳ hỏi: "Ơ, ờ, sao lại phải đi về? Chẳng lẽ thư hàng sư huynh vẫn chưa hết giận, còn muốn đánh bọn họ một trận nữa sao?" "Không phải, chỉ xảy ra chút chuyện bất ngờ thôi." Tống thư hàng đáp. "Nhưng chúng ta còn phải mua thức ăn nữa mà." Bé Thi hỏi. "Lát nữa lại đi mua, không vội." Tống thư hàng cười nói. Tiếc là con rối thế thân loại hình trinh sát của hắn đã bị hỏng khi ở trong bí cảnh giao trì, nếu không, hắn có thể dùng con rối thế thân đó mang ba đứa quả quả đi mua thức ăn rồi. Lúc này, mắt bé Trúc bỗng sáng lên. Thư hàng sư huynh, hay là người cứ đưa tiền cho bọn ta, ta và quả quả còn có sư tỷ tự đi mua thức ăn, bọn ta phân công hợp tác có được không? Tống thư hàng dùng sức xoa đầu tiểu nha đầu này. Muốn nhân cơ hội chạy trốn chứ gì, cửa sổ cũng không có đâu nhé. Hơn nữa, các ngươi cứ đi theo ta đi. Mặc dù không phải là sự kiện chảm yêu trừ ma như các người vẫn thường tưởng tượng, nhưng chuyện tiếp theo lại có liên quan đến tà khí thế giới cửu U, chắc hẳn sẽ không khiến các người thất vọng đâu. Chỉ như vậy, ba đứa nhóc đã dễ dàng bị tống thư hàng dụ trở về. Nhân 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 Lúc này, trong hẻm nhỏ, người đàn ông ăn vạ vất vả đỡ tất cả đàn em của mình trở lại cuối hẻm nhỏ, bỏ vào xe van ven đường mặc dù thân thể hắn đã được cường hóa nhưng một hơi mang tất cả đàn em về thế này vẫn mệt đến nổi phải thở hồng hộc sau khi đưa hết bọn đàn em lên xe chính hắn leo lên chỗ ngồi tài xế chuẩn bị rời khỏi nơi đây nhưng đúng lúc này lại có một bóng người từ xa lao tới cực nhanh bổ nhào vào chiếc xe van của hắn cuối cùng rơi ngay trước xe hừm chẳng lẽ là muốn ăn vạ người đàn ông ăn vạ cả kinh mợ nó mắt mù rồi hay sao mà lại dám ăn đụng vào xe ông đây để ăn vạ coi chừng tao cho đông đảo đàn em trên xe xuống đánh mày thành thằng thần kinh, ném mày ngã sấp mặt xuống đường luôn bây giờ. Quên mất, đàn em mình cũng bị đánh sấp mặt xuống đường. Nhưng mà không sao, bây giờ ông đây là một thằng đàn ông có thần khí trong tay, ngay cả ống thép cũng có thể bẻ cong mà. Ai dám ăn vạ ông, một mình ông đây cũng đủ sức đánh thằng đó nằm liệt giường cả đời. Nghĩ tới đây, người đàn ông ăn vạ siết chặt nắm đấm, trợn to hai mắt nhìn thằng khốn mới nhào vào xe van. Sau đó, ông ta thấy được thằng nhãi đã vặn ống thép thành bánh quai trèo, nhất thời trong lòng trượt lạnh. Cho dù bây giờ hắn đã là một thằng có thể bẻ cong ống thép, nhưng khi gặp phải thằng có thể vặn ống thép thành bánh quai trèo thì cũng phải quỳ trước nó thôi. Thằng này lại tới làm gì nữa? Chẳng lẽ trước đó đánh mình còn chưa đã tay, giờ muốn tới đánh mình thêm trận nữa sao? Chết tiệt, ông đây là một thằng đàn ông có được thần khí đấy nhé, thằng nhãi này coi ông đây là bao cát à. Mối thù này, sau này ông đây nhất định phải đòi lại gấp đôi. Trong lúc người đàn ông ăn và còn đang suy nghĩ linh tinh trong đầu, Tống Thư Hàng đã giơ tay kéo cửa xe ra, dùng tay con lại lôi hắn từ trong xe van ra. Lại gặp mặt rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Người đàn ông ăn vả. Và... Yên tâm đi, lần này tôi không có ác ý đâu. Ngược lại là đằng khác, tôi tới là vì muốn cứu ông một lần. Tống Thư Hàng nói. Người đàn ông ăn vả. Và... Có quỷ mới tin mày ha ha tin hay không tùy ông tống thư hàng ném ông ta xuống đất một tay cầm chặt cánh tay ông ta còn một tay khác thì bắt lấy chiếc nhẫn trên tay người đàn ông thằng này đang nhằm vào thần khí của mình người đàn ông ăn và cả kinh trong lòng đồng thời ông ta lại nghĩ tới sức mạnh dư sức phản ống thép thành bánh quai trèo của tống thư hàng chẳng lẽ thằng nhãi này cũng là người có được thần khí cho nên mới tới cướp đoạt thần khí của mình để bản thân nó càng mạnh hơn nghĩ tới đây người đàn ông ăn vạ dãy dụa. không mày không được cướp nhẫn của tao nhưng chỉ bằng vào thực lực chỉ mạnh hơn người bình thường một chút như bây giờ ông ta há có thể thoát khỏi tay tống thư hàng mặc cho ông ta dãy dụa như thế nào cũng đều phí công vô ích tống thư hàng đưa tay bắt lấy chiếc nhẫn như thủy tinh đen kia thử dùng sức tháo xuống nhưng chiếc nhẫn này như đã cắm rễ vào ngón tay của người đàn ông ăn vạ không cách nào tháo nó xuống được về phần người đàn ông ăn vạ ông ta cứ kêu la thảm thiết giống như bị ai cắt tiết gãy rồi gãy rồi ngón tay tao sắp gãy rồi quả nhiên nhẫn này không phải thứ muốn tháo là có thể tháo ra được tống thư hàng thở dài dù sao cũng là đồ vật đến từ thế giới cửu u hoàn toàn khác biệt với nhẫn thông thường thật sự không được thì chỉ còn cách chém đứt ngón tay của hắn thử xem sao thôi chẳng biết lúc nào diệp tư đã xuất hiện bên cạnh tống thư hàng cô đề nghị Đồng thời cô khẽ búng ngón tay, kích hoạt một tầng kết giới mới vừa bày ra. Có tầng kết giới này bảo vệ, cho dù có người đi qua nơi đây cũng sẽ không nghe được âm thanh bên trong kết giới, cũng không thấy được người và sự vật trong kết giới. Tiếp đó Diệp Tư lại giơ ngón tay điểm nhẹ, thi triển một mê hồn chú vào đám đàn em của người đàn ông ăn vạ ở trong xe, tất cả đàn em trong xe đều rơi vào trạng thái hôn mê. Chứng kiến một màn này, người đàn ông ăn vạ càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ không cần đâu, vốn dĩ muốn tháo chiếc nhẫn này xuống để mang về cho các tiền bối trong nhóm cửu châu số một nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp đối phó với thứ này, nhưng nếu tháo không được thì cứ phá hủy nó thôi. Sau đó còn phải phiền diệp tư ngươi xóa đi trí nhớ của người này. Tống Thư Hàng nói, rứt lời, hắn chuyển ý niệm cho phép vào hạch tâm trong tâm khiếu, cho phép nó đi ra ăn uống. Không thành vấn đề, chuyện xóa trí nhớ cứ giao cho ta. Diệp Tư trả lời. Ngay sau đó, chỗ ngực tống thư hàng chiếu ra một hình chiếu hoa sen, dễ hoa sen đâm vào trong cơ thể người đàn ông ăn vạ, hút lấy tà năng thế giới cửu u trong thân thể ông ta. Có càng nhiều dễ sen đâm vào chiếc nhẫn thủy tinh đen, trực tiếp hút lấy tà năng trong nhẫn. Chỉ sau hai hơi thở, rắc, chiếc nhẫn thủy tinh đen vỡ vụn. Giải quyết xong, Tống Thư Hàng nói, người này không bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm nghiêm trọng như người đàn ông trung niên và tên to con lật xe. Người đàn ông ăn vạ này chỉ mới vừa bị tà năng thế giới cửu u phụ thể, nên ngay khi tà năng bị tống thư hàng trừ bỏ, hắn lập tức khôi phục nguyên trạng. Nhiều nhất cũng chỉ mất sức mấy ngày, sau đó sẽ khôi phục như cũ thôi. Nhân 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 trong thế giới cửu u chúa tể cầu kim loại vốn đang nằm trên một chiếc ghế đá đang ở trạng thái minh tưởng đột nhiên nó mở mắt ra lại nữa lần này cảm ứng càng rõ ràng năng lượng mà ta thông qua nhân loại lén đưa đến hiện thế lại bị nuốt hết rồi chúa tể cầu kim loại lăn qua lăn lại trên ghế đá ở hiện thế ngay cả kiếp tiên cửu phẩm cũng rất khó thôn vệ hết lực lượng của nó nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây lực lượng mà hắn vất vả lén gửi đến hiện thế lại bị thôn vệ đến hai lần là do ai làm đây lại là tên bạch nhúng mũi vào sao không đúng Bạch đã bị nó phong ấn vào trong thế giới tà liên rồi, không tới trăm năm thì đừng hòng ra khỏi đó. Đang nghĩ đến đây, cầu kim loại đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, dấu ấn chúa tể mà nó đóng trong thế giới tà liên đã bị xóa sạch. Bạch, cầu kim loại nhảy lên từ trên ghế đá. mươi 865, khoa học công nghệ thay đổi thế giới, khoa học công nghệ thay đổi cuộc đời. Trong thế giới tà liên, bạch tiền bối tu rất vui vẻ, Quá trình phá giải ấn ký chúa tể của thế giới tà liên thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ hắn đoán rằng nếu tự mình xóa bỏ ấn ký chúa tể của quả cầu kim loại thì ít nhất cũng phải mất mấy năm. Không ngờ lần này vận khí của hắn cực tốt, gặp phải mấy bước không cách nào phá giải nổi, hắn chọn cách đoán mò, không ngờ lại đoán trúng phóc. Lần gần đây nhất gặp may như vậy là chuyện từ khi nào rồi nhỉ? Dù sao thì cũng cảm thấy lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa. Dùng một câu nói của nhân loại thì chính là trời giúp tôi. Bạn không thể không phục, đoán mò mà chúng phóc hết luôn, thế giới tà liên này đã được định sẵn phải mang họ bạch rồi. Sau đó, bạch tiền bối tu vui vẻ xóa đi ấn ký của thế giới này. Tiếp đó, hắn in lên ấn ký mới cho nó. Ấn ký mới là bản cải tiến nâng cấp ấn ký của quả cầu kim loại. Nếu như nói ấn ký của quả cầu kim loại chỉ là mật mã 6 chữ số bình thường thì ấn ký thống trị mới của bạch tiền bối tu là 100 số, mật mã hỗn hợp của cả chữ cái, số lẫn ký tự, độ an toàn được nâng cao hoàn toàn. Trong chốc lát thế giới tà liên được đổi chủ, bạch tiền bối tu mơ hồ cảm ứng được một tiếng giống giận dữ. Đó là tiếng giống đầy phẫn nộ của quả cầu kim loại nào đó. A ah, ha ha ha, tên này giận rồi, nghe chừng có vẻ giận dữ lắm đây. Bạch tiền bối tu cười ha ha. Sau đó hắn cảm giác được quả cầu kim loại đã xông đến tận cửa của thế giới tà liên, đang vượt qua từng tầng phong ấn quyết tâm hướng về thế giới tà liên. Nhưng hiện giờ thế giới tà liên này đã đổi chủ, trở thành vật sở hữu cá nhân của bạch tiền bối tu. Không có sự cho phép của bạch tiền bối tu, chủ nhân trước là quả cầu kim loại cũng không có cách nào tiến vào thế giới tà liên. Bạch, cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi lăn ra đây cho ta. Quả cầu kim loại thể lỏng giận dữ thét lên. Bạch tiền bối tu mỉm cười rồi lấy ra hai cái pháp bảo nút bịt tai từ trong không gian của hắn ra, nhét vào hai lỗ tai mình. Đây là loại pháp khí hắn mới luyện chế ra gần đây, chỉ cần nhét vào một cái, tất cả âm thanh bên ngoài đều không thể truyền vào tai hắn. Đến cả những thủ đoạn như truyền âm nhập mật, thần giao cách cảm, tinh thần huyễn thông gì đó cũng miễn dịch hoàn toàn. Có báu vật này, quả cầu kim loại thể lỏng hét đến vỡ cả cổ họng cũng đừng hòng quấy rầy hắn. Kế đến, bạch tiền bối tu lấy một bình long ma dược tề ra, uống một hơi hết sạch. Hương vị ngọt nhẹ, cực kỳ ngon. Bạch tiền bối tu nói thầm rồi bắt đầu phun tơ. Có thể phun tơ được này, loại cảm giác này cũng hay ho phết đấy. Bạch tiền bối tu bắt đầu xoay đầu vặn eo, phun tơ kết kén. Trong quá trình kết kén, hắn cảm giác được quả cầu kim loại thể lỏng giận giữ tiến hành công kích thế giới tà liên. Nhưng đòn tấn công của nó thế nào cũng là công cốc, tất cả công kích đều xuyên qua thế giới tà liên, căn bản không thể làm hại đến nửa cọng lông tơ của thế giới này. Bạch tiền bối tu cười ha ha một cái, trong nháy mắt, một cái máy chiếu lập thể xuất hiện ở cửa ra của thế giới tà liên. Màn hình máy chiếu là cảnh bạch tiền bối tu tự mình dệt cái kén lớn. Người cứ ở bên ngoài thưởng thức tư thế kết kén oai hùng của ta rồi không cam lòng mà phẫn nộ đi. Bạch tiền bối nói. Trên thân quả cầu kim loại thể lỏng nổi lên từng cái gai sắc nhọn trông giống như đang sù lông. Lại giống như biến thành con nhím biển. Bạch tiền bối tu cười ha ha, tiếp tục dệt kén không hổ là tồn tại thống trị đẳng cấp cao có khác, tốc độ dệt kén cũng cực kỳ nhanh. Chỉ trong mấy phút mà bạch tiền bối tu đã dệt xong một cái kén lớn. Thân kén êm ái lơ lửng trong không gian của thế giới tà liên. Sau đó, bạch tiền bối tu hạnh phúc chìm vào giấc mộng. Ưm, ừ, nằm ngủ trong này đúng là dễ chịu thật, có cảm giác ấm áp khiến người khác hoài niệm. Nằm ngủ trong này, nói không chừng ta còn có thể ngủ một mạch đến tận một nghìn năm sau ấy chứ. Bạch tiền bối tu lầm bẩm nói. Thế là hắn cuộn tròn người trong kén, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái. À đúng rồi, lần này nếu ngủ một phát đến một nghìn năm sau, lần tới tỉnh lại, không biết cái tên nhóc tên là Tống Thư Hàng kia có còn sống không nhỉ? Tu sĩ nhân loại tam phẩm chỉ có tuổi thọ khoảng 300 tuổi, tứ phẩm cũng mới có 600 tuổi thôi. Nói không chừng khi ta ra ngoài thì hắn đã tèo rồi. Bạch tiền bối tu cảm giác đầu mình càng lúc càng mụ đi. Ừm, cho nên đưa cho hắn phần thưởng của Long Ma Dược Tề trước thì hơn. Trong lòng Bạch Tiền Bối tu lặng lẽ ra mệnh lệnh cho bộ hạ trực thuộc của mình. Ở một nơi nào đó của thế giới cửu U, một con tà ma chuột hamster trông không đẹp mắt chút nào, thân hình ngừng lại một lúc. Nó nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, sau đó gật đầu. Sau đó, thân hình nó lướt lên, hướng về phía lỗ hổng thông đến thế giới bên ngoài. Đồng thời, tà ma chuột hamster thầm nắm chặt lấy lợi kiếm tăm xỉa răng rắt bên hông lại sắp gặp nhau rồi, chàng trai trẻ tống thư hàng. Lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội sử dụng phù bảo nữa đâu, nhất định phải cho ngươi nếm thử uy lực thiên ngoại phi ma bản cải tiến của ta. Thiên ngoại phi ma sau khi cải tiến lần này có thể ngăn được răng của hơn trăm con tà ma. Tà ma chuột hamster chạy băng băng, nó nhảy một đường thật ngầu về phía lỗ hổng không gian, sau đó biến mất dạng. Bạch, cái đồ khốn kiếp vô sỉ nhà ngươi, cái đồ ăn cắp, ngươi là đồ tít tít tít, ta phải tiết 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 ngươi và cái tiết 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 của ngươi. quả cầu kim loại thể lỏng giận dữ hét lên một tràng dài. nhưng bạch tiền bối tu đã yên vị ngủ ngon lành trong kén lớn rồi. zzzzzzz trong máy chiếu ở cửa ra vào, cái kén lớn không hề động đậy tí nào. quả cầu kim loại thể lỏng hít thở sâu, cuối cùng khua một cái, một giọt kim loại nhỏ rơi ra, hóa thành một quả cầu kim loại nhỏ lơ lửng bên cạnh thế giới tà liên. lần này nó phải dùng cách phân thân, kiên trì giám sát tên chết dẫm họ bạch này, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phá hỏng kế hoạch của mình. Ở bên kia, Hoàng Sơn Trân Quân vẫn đang quanh quẩn ở khu Giang Nam. Bởi vì hắn vẫn chưa bắt được vân vụ đạo nhân. Tên này dạo này vô cùng giảo hoạt, lúc ở nhà thư hàng tiểu hữu hắn đã dùng một con rối thế thân trốn được một kiếp. Về sau lại sử dụng phù bảo phân thân quý giá, phân thân giống y như đúc, thay bản thể nhận một kiếp nhưng trung quy lại thì tên gia hỏa này không thoát khỏi tay bản tọa đâu. Hoàng Sơn chân quân che giấu khí thức của mình, tiến vào một quán nét bình thường. Hắn nhanh chóng tìm được một thằng nhóc ngồi ở vị trí máy A43. Không sai, thằng nhóc này chính là vân vụ đạo nhân giả dạng thành. Tuy thủ đoạn giả dạng của hắn vô cùng cao minh, nhưng so với đồng quái tiên sư của nhóm cửu châu số 1 thì thuật giả dạng của hắn quá lạc hậu rồi. Hoàng Sơn chân quân che giấu khí thức của mình, lặng lẽ đi tới sau lưng vân vụ đạo nhân. Từ màn hình máy tính thì xem ra vân vụ đạo trưởng lại đổi một tài khoản chat mới nữa rồi, đến cả những thứ như điện thoại di động, sim điện thoại lẫn chứng minh thư, đều đổi hết cả rồi. Lúc này, vân vụ đạo trưởng đang hí hửng chơi game cùng người khác. Chật chật, cái tên Hoàng Sơn ngu ngốc kia thật sự tưởng rằng dùng phần mềm chat hay mấy thứ tương tự như thế là có thể định vị ra được vị trí của ta ư. Nhưng mà, vân vụ đạo trưởng ta đã bắt bài cả rồi ha ha ha. Vân vụ đạo trưởng thỉnh thoảng vui vẻ lầm bẩm mấy câu. Đồng thời, trong tai nghe của hắn còn truyền đến một bài hát êm tai, đóa hoa thơm ngát trên lãng hoa, hãy nghe tôi hát một bài, hát ý a hát, hãy đến Đại Hoàng Sơn, Đại Hoàng Sơn là một nơi rất đẹp, một nơi a à rất đẹp. Đúng là một bài hát hay, nghe cả trăm lần không thấy chán. Vân vụ đạo nhân dư vị vô tận. Bài hát này, mình có thể nghe đi nghe lại cả trăm năm hoàng sơn chân quân gạch nối sau đó hắn giơ tay túm lấy bả vai của vân vụ đạo trưởng trong lòng vân vụ đạo trưởng kinh ngạc hắn là một linh hoàng ngũ phẩm không ngờ lại bị người khác đến gần một cách thần không biết quỷ không hay thế này chân tướng chỉ có một tên hoàng sơn ngu ngốc kia đến rồi vân vụ đạo trưởng bỗng quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy gương mặt u ám của hoàng sơn chân quân Đầu não của đạo trưởng này số nhanh như bay rồi bày ra bộ mặt mơ màng, nói. Xin chào anh tìm ai thế? Hoàng Sơn chân Quân. Gạch nối. chân Quân không nói hai lời, trận pháp liên tiếp sâu lại trong tay rơi xuống. 200 phòng ấn mỗi giây, phòng ấn vân vụ đạo trưởng từng tầng một. Sau đó, Hoàng Sơn chân Quân kéo vân vụ đạo trưởng rời khỏi quán nét. Buông tay, buông tay, tên Hoàng Sơn ngu ngốc này, còn không buông tay ra là ta la lên đấy vân vụ đạo trưởng suốt ruột hết cả lên, sau khi bị phong ấn, linh lực trên người hắn gần như bị phong ấn trên 90%. Mà sức mạnh của thân xác cũng không có cách nào chống cự lại Hoàng Sơn chân Quân. Hoàng Sơn chân Quân cười lạnh một cái, thuật cấm ngôn thành thục rơi xuống, phong lên cái miệng của vân vụ đạo trưởng. Sau đó, hắn tiếp tục kéo vân vụ đạo trưởng, nghênh ngang bước đi trước ánh mắt ngây ngốc sướng sở của tất cả mọi người trong quán nét. Sau khi tìm được một nơi hẻo lánh, hoàng sơn chân quân đem theo vân vụ đạo trưởng ngự kiếm bay lên người đàn ông trung niên với tên to con ngu ngốc kia bị đặt trên phi kiếm khác bay sau lưng hoàng sơn chân quân đáng ghét hoàng sơn ngu ngốc sao ngươi lại tìm được ta kia chứ vân vụ đạo trưởng dùng linh lực còn sót lại truyền âm nhập mật nói ngươi tưởng là mình đã thoát khỏi tay ta rồi sao thật ra thì ngươi vẫn luôn ở trong tay ta mà thôi hoàng sơn chân quân lạnh lẽo nói lừa cái con quỷ ấy không phải thân phận trước kia của ta đã thành công lừa ngươi một vố rồi à? trừ phần mềm chat và điện thoại ra ngươi còn dùng cách nào để theo dõi ta nữa à? hả vân vụ đạo trưởng nói trên người hắn khẳng định là không hề bị hoàng sơn chân quân để lại những thứ đại loại như phù văn hay gì đó nhưng thứ hiện đại hóa có thể định vị được vị trí như điện thoại phần mềm chat đều bị hắn đổi hết rồi tại sao hoàng sơn chân quân vẫn tìm ra hắn cơ chứ ha ha người cảm thấy là ta sẽ nói cho người biết à? Hoàng Sơn Trân Quân cười lạnh, hắn sẽ nói cho vân vụ đạo nhân biết tuyết lang động chủ, người phụ trách làm các loại giấy tờ nổi tiếng trong giới tu chân chính là bạn tốt của hắn sao? Hắn sẽ nói cho vân vụ đạo trưởng biết, 17 tờ chứng minh thư hắn dày công dốc hết thủ đoạn làm ra đó thật ra đều xuất phát từ tay tuyết lang động chủ sao? chỉ cần vân vụ đạo trưởng sử dụng bất kỳ cái nào trong số 17 cái chứng minh thư này thì sẽ bị Hoàng Sơn chân quân định vị ra được ngay lập tức. Khoa học công nghệ thay đổi thế giới, khoa học công nghệ thay đổi cuộc đời. chương 866, bốn đại tà thuật. Vân vụ đạo nhân cuối cùng vẫn bị Hoàng Sơn chân chân bắt đi. Đón chờ hắn lần này sẽ là phong ấn dài rằng dặc Bạch tiền bối tu thì ngủ say một giấc, giấc ngủ này không biết phải mất bao lâu đây lúc này tại khu Giang Nam. Diệp Tư sử dụng thủ pháp thanh trừ ký ức độc môn bích thủy các, xóa bỏ ký ức ngày hôm nay của tên ăn vạ lừa đảo kia rồi truyền cho hắn một đoạn ký ức mới. Xóa bỏ ký ức đơn thuần sẽ khiến con người ta sản sinh ra khoảng trống trong ký ức. Khi ký ức của con người xuất hiện khoảng trống, có lúc sẽ phát não đi tìm đoạn ký ức bị trống của mình. Khi đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuật tiêu trừ ký ức ở một trình độ nhất định. Thế là Diệp Tư dùng phương pháp huyễn thuật và nằm mơ, khiến trong đầu tên ăn vạ lừa đảo xuất hiện thêm một ký ức giống y như thật. Ở đoạn ký ức này, tên ăn vạ lừa đảo đột nhiên nổi hứng, đi chuyển gạch trên công trường, chuyển đến độ sức cùng lực kiệt, đến khi kết toán lương của ngày hôm đó thì bỗng bị vật liệu xây dựng trên công trường va chúng nên bị trọng thương. Sau khi ký ức được đưa vào, tên ăn vạ lừa đảo trong lúc bất tỉnh không ngừng cau mày. Mệt quá, mệt chết đi được, còn bao nhiêu gạch phải chuyển nữa đây? Nhiều thế này thì phải chuyển đến bao giờ chứ? cái gì đổ xuống đấy, chết mất, chết mất. Nghe thì có vẻ là một cơn ác mộng vừa đau khổ vừa bất hạnh. Sau khi kêu la thảm thiết, tên ăn vạ lừa đảo lại nằm bẹp xuống đất, không hề động đậy. Tống Thư Hàng nâng người hắn lên, ném vào trong xe. Quả quả và hai cô nhóc ngồi trồm hỗn bên cạnh, chớp mắt nói. Thư Hàng sư huynh, chuyện này cứ kết thúc như vậy thôi à? Đúng vậy, Tống Thư Hàng nói. Không đúng, theo kịch bản thì hẳn là sư huynh phải chiến một trận thật hoành tá tráng với tà ma cửu U, cuối cùng chiến thắng, phong ấn năng lượng của tà ma cửu U lại thì mới đúng chứ. Bé Trúc nói, Tống Thư Hàng nhún vai. Thật đáng tiếc, thuật phong ấn của ta vẫn đang trong giai đoạn học lý thuyết xuân, từ trước đến nay chưa từng thật sự phong ấn bất kỳ thứ gì cả. Chán thế, bé Trúc nói, quả quả, Thư Hàng sư huynh, ngươi làm bọn ta thất vọng quá. Thi, rõ ràng lúc nãy còn nói sẽ không làm bọn ta thất vọng tống thư hàng gạch nối lúc này diệp tư sư tỷ bèn lên tiếng thư hàng cái tên tu sĩ nhân loại ấy dừng lại rồi chúng ta có cần phải đi theo xem sao không lúc trước cô ấy để lại một ấn ký lên người tên tu sĩ nhân loại mê hoặc gã ăn vạ nọ nên có thể theo dõi vị trí của hắn hiện giờ ấn ký này đã dừng lại rồi thời gian duy trì của ấn ký này có hạn đối phương cũng là linh hoàng ngũ phẩm, loại ấn ký này mà lưu lại lâu thì dễ bị đối phương phát hiện. Đi xem đi, quả quả, ba người các ngươi đi sau ta, đừng có lộ mặt. Đối phương là linh hoàng ngũ phẩm, nếu như xảy ra bất chắc gì thì ta cũng không chắc có thể tự bảo vệ được mình đâu. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Trong lòng bọn ta đều hiểu rõ cả mà. Ba đứa nhóc hưng phấn thấy rõ. Diệp Tư giơ tay tế pháp bảo Kim Thư ra, sau đó mở Kim Thư. Sau khi lật tới trang 78, cô hài lòng gật đầu. Tìm thấy rồi, lần này dùng kiểu phi hành mẫu này đi. Tiếp đó, cô dùng kim thư bọc lấy thư hàng và ba đứa nhóc phi lên trời, bay về phía tọa độ của tên tu sĩ kia. Mà sau khi kim thư bay lên trời cao lập tức trở nên trong suốt. Trong nháy mắt, tống thư hàng và ba đứa nhóc được bọc trong kim thư đều cùng bước vào trạng thái trong suốt. Quả quả tò mò hỏi, Diệp Tư sư tỷ Mỗi trang trong kim thư của ngươi đều có một mẫu khác nhau à? Không nhiều thế đâu, tính đến bây giờ mới chỉ có 17 trang kiểu mẫu. Hiện tại ta vẫn đang không ngừng tế luyện nó, sau mỗi lần cấm chế pháp khí trên người nó tăng thêm một tầng là có thêm một mẫu. Trạng thái trong suốt hóa này là mẫu mà các chủ tế luyện ra giúp ta đó. Kể cả là chân quân lục phẩm có cấp cao hơn ta nhiều đi chăng nữa cũng khó mà phát hiện ra ta được. Diệp Tư tiếp tục nói, Kim thư là pháp bảo bản mệnh của ta, cho nên hiệu quả tốt hơn so với những pháp khí phổ thông khác. À đúng rồi, thư hàng, sau khi ngươi lên đến tứ phẩm, chắc cũng phải suy nghĩ đến việc tế luyện pháp bảo bản mệnh nhỉ? Ngươi chuẩn bị luyện pháp bảo bản mệnh loại nào thế? Tứ phẩm là phải tu luyện pháp bảo bản mệnh sao? Tống thư hàng nói, ta vẫn chưa nghĩ đến điều này, nếu như có thể, ta muốn tu luyện pháp bảo bản mệnh kiểu như phi kiếm. Đáng tiếc, e là phi kiếm không phù hợp với ta. Ha ha, Diệp Tư cười nói. Thế thì nhân lúc còn chưa thăng cấp lên tứ phẩm, người hãy suy nghĩ cho kỹ một chút, suy cho cùng thì Pháp bảo bản mệnh cũng chỉ có một cái thôi. Tống Thư Hàng gật đầu. Kim Thư nhanh chóng đưa mấy người Tống Thư Hàng phía trên của một tứ hợp viện cũ kỹ, đây chính là điểm dừng chân của tên tu sĩ kia. Ở khu Giang Nam rất hiếm khi nhìn thấy kiểu tứ hợp viện cũ kỹ này. Kim Thư duy trì trạng thái trong suốt hóa, đưa mấy người tống thư hàng lẻn vào trong tứ hợp viện cả tứ hợp viện đã không có người thường nào chỉ có tên tu sĩ ẩn náu trong đó nhìn về tu sĩ phía dưới kia tống thư hàng dùng truyền âm nhập mật nói có nhìn ra được hắn là thành viên của môn phái nào không diệp tư ta không nhìn ra đến giờ ta còn không biết hoa hạ còn sót lại những môn phái nào nữa là quả quả trên người hắn không có biểu tượng của môn phái cũng không mặc pháp bảo đặc biệt nào cả thi, hay hắn là một tản tu nhỉ? Chúc, cũng có thể là hắn che giấu đi thân phận của mình. Dù sao thì lúc làm chuyện xấu cũng không thể để người khác nhận ra mà. Đang nói chuyện dở, trong tứ hợp viện, vị tu sĩ này bắt đầu cởi bỏ áo choàng. Không phải là hắn muốn đi tắm đấy chứ? Tống Thư Hàng nói, nếu đối phương muốn tắm thì bọn hắn tránh đi một lát trước cái đã. Hắn không có sở thích ngắm đàn ông tắm đâu, sẽ bị đau mắt đỏ mất. Vị tu sĩ cởi hết quần áo trên người, chỉ để lại quần lót. Trên người hắn có những tấm phù văn nối với nhau tạo thành một mảng, cơ hồ phủ khắp cả người hắn. "Phù, vẫn còn chút nữa." Tu sĩ khẽ nói. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, giơ tay mở từng cái hộp, để lộ ra dụng cụ trang điểm. Ngồi trước bàn trang điểm, hắn nhìn vào chính mình trong gương, im lặng một lúc. Sau đó bắt đầu tự trang điểm cho mình đầu tiên là bôi kem nền lên rồi đến BB cream các loại. Tiếp theo là vẽ mắt, đeo kính áp tròng, dán lông mi giả, tô son. Đậu xanh, tên này định làm gì đấy? Trong tứ hợp viện, tu sĩ tiếp tục trải mái tóc dài của mình, thuần thục bới thành một kiểu tóc xinh đẹp. Vốn dĩ là một người đàn ông rất bình thường, bây giờ đã biến thành một mỹ nhân xinh đẹp. Tu sĩ đánh giá chính mình trong gương, lộ ra nụ cười hài lòng. Tống thư hàng, gạch nối không hổ danh là thuật hóa trang trong tứ đại tà thuật, đúng là đáng sợ quá đi mất. Lúc trước, khi mọi người đang chơi game, nếu muốn tìm vợ trong game thì có thể mở webcam để xác định diện mạo của đối phương, tránh việc vớ phải nhân yêu. Nhưng hiện tại, việc bật webcam xác định đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hắn ta định làm gì đấy? Diệp Tư chớp mắt. Tống Thư Hàng nói. Ta cũng chẳng biết nữa, chẳng lẽ tên này còn có sở thích làm nữ streamer nữa à? Lúc này, vị tu sĩ kia đứng dậy, đổi sang một bộ váy cưới màu đỏ. Rốt cuộc tên muốn làm gì đây? Bọn ta đến đây không phải để xem người chơi trò cosplay đâu nhé. chương 867, đây là thứ gì vậy, đừng có qua đây. Quả quả, mặc váy cưới, hắn ta muốn kết hôn à, thế Tân Lang là ai? Ta lại có cảm giác đây là sở thích của hắn. Tống Thư Hàng giơ tay lấy điện thoại của mình, suy nghĩ xem có cần phải báo lại với các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 không? hừm, nhưng phải báo thế nào bây giờ đây? báo cáo với các vị tiền bối rằng ta phát hiện có một vị tu sĩ thích giả gái ở khu giang nam, hắn ta là kẻ đứng sau vụ việc tà khí xuất hiện ở khu giang nam lần này, khiến một số người bình thường bị nhiễm tà năng của thế giới cửu u. té sấp mặt, sao gần đây cứ luôn gặp phải chủ đề thích giả gái thế nhỉ? rõ ràng hắn đã rất cố gắng né tránh chủ đề này rồi cơ mà. Lúc này, vị tu sĩ giả gái phía dưới lấy ra vài viên linh thạch, khắc họa lên trên nền đất. Hắn khắc họa một lúc 10 kết giới phòng ngự. Những kết giới này có phòng ngự trước pháp thuật, công kích vật lý và hơn hết là để phòng ngừa tấn công tinh thần. Sau khi bố trí kết giới xong, tu sĩ giả gái đứng dậy, dùng linh thạch linh thạch kích hoạt và duy trì những trận pháp này. Một hơi 10 tầng phòng ngự thế này, dù có là kim đan linh hoàng tấn công vào thì vẫn có thể trụ được hồi lâu. Sau đó, tu sĩ giả gái đó lại lấy một hắc thạch ma bàn nhỏ ra đặt trước mặt mình. Đây là công tích bàn của thế giới cửu U, mỗi lần thành công dụ dỗ một người bình thường nhặt thần khí lên, tiếp nhận tà năng ma hóa của thế giới cửu U xong, hắc thạch ma bàn sẽ trở nên đen kịt. Lúc này có thể thông qua hắc thạch ma bàn để đổi thứ mình cần. Sau khi đặt hắc thạch ma bàn vào vị trí, tu sĩ giả gái chỉ tay lên trời, miệng lẩm bẩm niệm thứ gì đó. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng cung kính khoảng 2 phút sau, năng lọng cường hãn trong hư không chấn động, nó vượt qua cả giới hạn của không gian, truyền đến từ thế giới khác. Khuôn mặt tu sĩ giả gái lộ ra vẻ kích động, hắn ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của mình. Chẳng mấy chốc, năng lượng cường hãn chấn động trong hư không dần ổn định lại. Nó bắt đầu dùng cách đặc biệt nào đó quan sát dung mạo của tu sĩ giả gái. Chừng một giây sau, năng lượng trong hư không bắt đầu hạ dần xuống. Trong quá trình đó, Màu đen trên hắc thạch ma bản nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng hóa thành một màu nhợt nhạt. Tu sĩ giả gái trông thấy thế, trên gương mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng hai tay hắn bóp pháp ấn, hét lên một tiếng. Mời tôn thượng nhập thể. Trên hư không, năng lượng chấn động kia hóa thành thần niệm, nhập vào cơ thể hắn. Đầu tu sĩ giả gái gục xuống, toàn thân cứ như lập tức mất đi hết sức mạnh. Chính tại lúc này, Diệp Tư cảm ứng được một mối nguy cơ cực lớn cô khống chế kim thư bản mệnh lùi lại, sau khi yên tục lùi ra xa khoảng cách hơn 500 bước mới dần dừng lại. Quả quả hỏi, sao vậy Diệp Tư sư tỷ? Đây là thần đả thuật, nói trắng ra thì là mời thần lên người. Là một thuật rất phiền phức. Diệp Tư lên tiếng, Tống Thư Hàng, mời thần lên người ư, người được mời là ai thế? Mời thần lên người thì phải mời ai nhỉ? Thần tiên trên trời à? Trong lịch sử tu chân, có thể ứng được với tiên thần nhân gian chắc chỉ có Thiên Đình Viễn Cổ kia thôi, nhưng Thiên Đình đã chấm hết từ lâu rồi. Hơn nữa, thần tiên trong Thiên Đình cũng chỉ là một số tu sĩ cường đại mà thôi. Từ khí tức có thể thấy được người mà thuật thần đả của hắn mời có lẽ là tồn tại cường đại của thế giới cửu u, ít nhất cũng là tà ma cấp bậc tôn giả trở lên, thậm chí còn mạnh hơn thế nữa. Diệp Tư khẽ nói, "Đương nhiên, với sức mạnh có hạn của hắn thì chắc cũng không cách nào khiến kiếp tiên cửu u nhập vào hắn đâu." Trong lúc nói chuyện, thân hình của vị tu sĩ giả gái phía dưới hơi chấn động. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn đã biến thành một màu đen kịt, không có tròng trắng. Lúc này hắn đã rơi vào trạng thái thần đả. Hai, tu sĩ giả gái thở dài, lại đến hiện thế nữa rồi. Nói xong, hắn xoay người đi đến chiếc gương trang điểm bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm trong gương, hắn hài lòng gật đầu sau đó tầm mắt của hắn rời xuống, nhìn xuống bộ váy cưới màu đỏ tươi trên người, tiếp tục gật đầu hài lòng. Nhưng khi nhìn tới chỗ ngực lép xẹp thì hắn khẽ cau mày. Sau đó giơ tay chụp lấy ngực mình. Ôi chao, phẳng thế này. Nhưng gương mặt này trông cũng không tệ, hắn rất hài lòng. Tiếp đó, tu sĩ giả gái khô tay một cái, phá giải 10 trận pháp phòng ngự tầng tầng lớp lớp kia. Sau đó hắn nhấc chân bước về phía trước, nhưng mới đi được một bước thì khuôn mặt tu sĩ giả gái lập tức biến sắc toàn thân cứng đờ khoảng hai giây sau hắn run rẩy vói tay sờ xuống phía dưới của mình vừa sờ một cái thì lập tức biến sắc vốn dĩ tưởng rằng lần này nhập lên một cô gái ngực lép nhưng thứ mình sờ chúng này là gì đây sau khi đờ người cả buổi trời tu sĩ giả gái mới thở dài một hơi hắn ngoảnh đầu lại nhìn vào chính mình trong gương được thôi người thắng rồi thế mà ngươi cũng nghĩ ra cách này để khiến ta nhập thể tu sĩ giả gái nói với giọng điệu khá quỷ dị nói xong tầm mắt hắn rơi xuống chiếc ma bàn kia ngừng lại một lúc cuối cùng cả người tu sĩ giả gái quỳ rạp xuống đất hai tay đặt bên miệng thổi phù một hơi có một luồng năng lượng thế giới cửu u tinh thuần phun ra từ trong miệng hắn rơi vào tay trái của tu sĩ giả gái sau đó lại có một tấm phù văn ngưng tụ lại trên tay phải của hắn Phù văn này giống hệt hình xăm trên người tu sĩ giả gái, chắc chắn là chỉ sau một vài bước nữa thì phù văn này sẽ trở thành hình xăm trên người hắn. Năng lượng từ thế giới cửu u đậm đặc trên tay trái liên kết với phù văn trên tay phải. Sau khi việc này hoàn thành, ý chí ngưng tụ trên người tu sĩ giả gái rút lại rồi trở về thế giới cửu u, không ở lại thêm một giây nào nữa. Tu sĩ giả gái từ từ bò lên từ mặt đất. Hắn nhìn năng lượng từ thế giới cửu u trên tay trái và phù văn trên tay phải mình ha ha, thành công rồi. Kim đan của bản tọa có ba cái long văn, cả đời không có hy vọng đột phá cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Nhưng bây giờ rốt cuộc bản tỏa cũng có hy vọng đột phá cảnh giới chân quân lục phẩm rồi. Ha ha ha. Sứt lời, hắn mở miệng nuốt trọn luồng năng lượng thế giới cửu u đậm đặc kia vào bụng. Luồng năng lượng thế giới cửu u này vốn dùng để dụ dỗ người thường mắc câu, và cũng biến thành năng lượng của thần khí thế nhưng luồng năng lượng thế giới cửu u đậm đặc cuối cùng này là phần thưởng thuộc về hắn. Sau khi nuốt luồng năng lượng cửu u tà ác này, phù văn trên tay phải hắn hóa thành hình xăm trên cổ hắn. Hình xăm tản ra nhanh chóng rồi lan rộng trên khuôn mặt hắn. Đến lúc này thì toàn thân hắn đều đã bị hình xăm bao phủ. Thành công! Tu sĩ giả gái hớn hở vui mừng. Tiếp theo hắn chỉ cần chờ thân thể biến đổi nữa thôi. Phù Văn Bao phủ khắp người có thể biến đổi thân thể hắn trở nên giống hệt với Tà Ma Cửu U, thế nhưng hắn có năng lực tiếp tục duy trì thân phận nhân loại của mình. Mà luồng năng lượng thế giới Cửu U tà ác bị nuốt kia sẽ trở thành trợ lực cho việc tấn chức lên chân quân lục phẩm của hắn. Hắn đã chứng lại ở cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm lâu lắm rồi, đã hoàn thành đến 99% việc kết cấu kim đan để thăng cấp cảnh giới rồi, chỉ còn kém mỗi bước cuối vẽ rồng điểm mắt nữa thôi thế nhưng vì kim đan trong cơ thể chỉ có ba long văn mà hắn không thể hoàn thành được bước cuối này. Bây giờ, dựa vào luồng năng lượng thế giới cửu u tà ác kia, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy bước cuối cùng của việc kết cấu kim đan sắp hoàn thành rồi. Bước cuối cùng, độ lôi kiếp ngũ phẩm, bước vào cảnh giới chân quân. Tu sĩ giả gái lẩm bẩm Thế nhưng nơi độ kiếp của hắn không thể ở thế giới này được. Bây giờ cả người hắn phủ đầy hình xăm phù văn, cơ thể giống hệt như tà ma cửu u vậy nếu thiên kiếp giáng xuống thì sẽ tạo thành thương tổn nặng nề gấp mấy lần cho nên nếu muốn độ kiếp thành công thì hắn phải đến thế giới cửu u tạm biệt thế giới này nhưng ta nhất định sẽ trở về suốt lời tu sĩ giả gái dẫm mạnh lên mặt đất làm lộ ra một con đường ngầm đó là con đường đến thế giới cửu u tu sĩ giả gái năng lực tạ ác của thế giới cửu u điên cuồng bùng nổ bước kết cấu kim đan cuối cùng hoàn thành năng lượng tà ác từ thế giới cửu u bùng nổ mãnh liệt trên người tu sĩ giả gái, ngay sau đó, hắn thả người nhảy vào thế giới cửu u. Con đường này dài đằng đẵng, thế nhưng lại thích hợp cho hắn điều chỉnh tâm cảnh của mình. Nhưng đúng vào lúc này, hàng ngàn hàng vạn sợi xúc tu trong suốt vươn tới từ thiên không đâm thẳng vào người hắn. Cái gì thế này? Tu sĩ giả gái sừng sốt. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra năng lực tà ác của thế giới cửu u bị hút ra khỏi cơ thể mình một cách điên cuồng như nước phá vỡ đê. Đáng chết, cái quái gì đây? Cút ra, đừng tới đây. Tu sĩ giả gái vừa sợ vừa giận. Hắn lấy pháp bảo kim tiến ra chĩa thẳng vào những xúc tu trong suốt kia. Thế nhưng đám xúc tu ấy lại là thứ vô hình vô chất, kim tiến của hắn bắn ra ầm ầm nhưng chỉ trúng không khí mà thôi, không bắn trúng bất cứ sợi xúc tu nào. Đáng chết, là kẻ nào đánh lén hắn tu sĩ giả gái cố gắng hết sức giữ mình tỉnh táo. Bây giờ hắn có hai lựa chọn, hoặc là dừng lại, chưa đến thế giới cửu u vội, quay về thế giới thực tại xem là kẻ nào dở trò đánh lén mình, hoặc là cứ đi thẳng vào thế giới cửu u, vì hắn không tin mấy sợi xúc tu này có thể kéo dài từ thế giới thực tại đến tận thế giới cửu u. Chỉ một loáng sau, tu sĩ giả nữ đã quyết định chưa vội báo thù. Bây giờ việc quan trọng nhất của hắn là đến thế giới cửu u để thăng cấp lên chân quân lục phẩm, Thế nhưng vừa mới nghĩ thế thì hắn phát hiện ra, mình tiêu rồi. Ngàn vạn sợi xúc tu trong suốt kia tách khỏi người hắn. Còn năng lực tà ác của thế giới cửu u trong người hắn đã bị rút cạn, thậm chí cả hình xăm ẩn chứa năng lực tà ác của thế giới cửu u trên người hắn cũng bị lấy đi. Hắn lại biến thành một tu sĩ ngũ phẩm bình thường. Nếu hắn vào thế giới cửu u mà không có những hình xăm kia che chở, thì hoặc là sẽ bị tà ma cửu u nuốt sống, hoặc sẽ bị chúng bắt đi làm lô đỉnh song tu chương 868, người xem ta tìm thấy cái gì này. Một cái kén to. Không được, bây giờ ta không thể tiến vào thế giới cửu u. Tu sĩ giả gái sốt hết cả ruột. Hắn khống chế kéo vàng dừng lại, sau đó thừa dịp mình vẫn còn ở trong thông đạo đi thế giới cửu u, hắn liều mạng ngự pháp bảo trở lại hiện thế. Nhưng hắn lại quên mất, ở hiện thế vẫn còn thứ đáng sợ hơn đang chờ hắn. Thiên kiếp của tu sĩ ngũ phẩm đã tích đủ lực lượng, chỉ còn chờ bộc phát giờ hắn liều mạng trở lại hiện thế, thứ đang đợi hắn chính là thiên kiếp ngũ phẩm vô tình. Ở một nơi khác, trong hư không, Tống Thư Hàng đã thu hồi hình chiếu kim liên trước ngực. Quả quả, Thi và Trúc nhìn chằm chằm vào ngực hắn với vẻ hâm mộ. Không ngờ hình chiếu hoa sen mà Thư Hàng sư huynh chiếu ra lại mạnh mẽ như vậy, còn chui cả vào trong thông đạo thế giới cửu u đuổi theo tên tu sĩ giả gái kia. Ngay lúc quả quả đang muốn hỏi Tống thư hàng hình chiếu hoa sen đó là pháp thuật gì thì Tống thư hàng đột nhiên ngã nhào xuống đất. "Thư hàng sư huynh." Bé Thi và bé Trúc giật mình kêu lên. Diệp Tư sững người một lát, nhưng sau đó cô lại bật cười. Cô lật Tống thư hàng lại, để hắn nằm ngửa trên đất. "Yên tâm đi, thư hàng không sao đâu, chẳng qua là ăn no quá." "Lát nữa là ổn thôi ấy mà." Cô là linh quỷ của Tống thư hàng. Vì vậy cô có thể cảm ứng được trạng thái bây giờ của Tống thư hàng rất tốt, không có vấn đề gì cả. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trong thông đạo nối thế giới cửu u với hiện thế. Tên tu sĩ giả gái lại chui ra khỏi thông đạo. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của bản tọa, bản tọa muốn giết cả nhà kẻ đó. Hắn giận dữ hét lên. Nhưng khi hắn vừa mới chui ra ngoài, dưới lòng bàn chân đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa hóa thành hoa sen bọc hắn lại. Thiêu đốt thân thể hắn từ ngoài vào trong. Đồng thời trong tâm khiếu cũng bộc phát tâm hỏa màu vàng, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Đây là tâm kiếp cộng hỏa kiếp trong thiên kiếp. Song kiếp bộc phát cùng lúc, song đời rồi. Nhất là giờ tu sĩ giả gái đã mất đi hình xăm hộ thể trên người, di chứng để lại khi tà năng cửu u ăn mòn thân thể cũng hiện ra. Khi tà năng thế giới cửu u xâm nhập thân thể nhân loại, cho dù bị hút ra ngay lập tức thì cũng sẽ khiến người ta yếu ớt. Tu sĩ giả gái phải đối mặt với hai tầng thiên kiếp trong trạng thái suy yếu. Đúng là bi kịch. Ầm. Um, pháp bảo bản mạng kéo vàng trên người hắn vỡ nát dưới uy lực của thiên kiếp. A! À, à, à. Tu sĩ giả gái kêu gào thảm thiết, nhảy trở lại trong thông đạo đi thế giới cửu u. Diệp Tư đứng trên kim thư bình tĩnh nhìn tu sĩ giả gái về lại thông đạo. Đợi uy lực còn sót lại của thiên kiếp tản đi, Diệp Tư nhấc tay thả ra một pháp thuật hóa thành kết giới bình thường bao phủ toàn bộ tứ hợp viện. Nơi này có vết nứt nối thế giới cửu u với hiện thế, không thể để người bình thường đi vào trong chỗ này được. Chẳng qua Diệp Tư chỉ có cảnh giới ngũ phẩm, cố sức lắm mới có thể hoàn toàn phong ấn vết nứt này, vì vậy tốt nhất là nên mời thành viên khác trong nhóm cửu châu số 1 tới hỗ trợ, cùng nhau ra tay phong ấn vết nứt lại. Cho nên giờ Diệp Tư chỉ bày ra một tầng kết giới đơn giản, sau đó mang Tống Thư Hàng và ba đứa nhóc rời đi trước nhân 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 lúc này tống thư hàng trong trạng thái hôn mê lại mơ mơ màng màng đi đến một thế giới hỗn độn lại nhập mộng rồi sao tống thư hàng thầm nghĩ nhưng cảnh tượng này lại không giống như nhập mộng lắm trong lúc đang suy tư tống thư hàng nghe thấy tiếng nước chảy sau đó một dòng suối nguồn sự sống xuất hiện trước mắt hắn à thì ra không phải nhập mộng mà lại ý thức lại tiến vào thế giới hạch tâm trong tâm khiếu. Tống thư Hàng cười nói, hắn đi tới bên cạnh suối nguồn sự sống rồi ngồi xuống. Nhưng mà, tại sao lần này lại tiến vào thế giới suối nguồn sự sống trong hạch tâm? Trước đó mình để cho hạch tâm trong tâm khiếu hấp thu tà năng cửu u trên người tu sĩ giả gái, sau đó bản thân rơi vào trạng thái hôn mê. Chẳng lẽ không gian hạch tâm trong tâm khiếu lại xảy ra biến hóa gì nữa sao? Lúc này nước suối trong suối nguồn sự sống bỗng sôi trào. Nước suối phun trào, hóa thành lợi kiếm chém về phía hư không hỗn độn. Hỗn độn ở xung quanh bị cắt xẻ, lấy suối nguồn sự sống làm trung tâm, cắt ra một không gian nhỏ cỡ 20 thước vuông. Theo góc nhìn của Tống Thư Hàng, cảnh tượng này giống như một hòn đảo nổi xuất hiện trên vùng biển hỗn độn vậy. Một khắc sau, lợi kiếm do nưới suối hóa thành lại rơi xuống như mưa, tưới đều mảnh đất rộng 20 thước vuông. Chỉ trong chốc lát, trên mảnh đất đã mọc ra cỏ xanh. Một mảnh đất rộng 20 thước vuông trước mắt đã biến thành đồng cỏ xanh mướt, cả đảo nhỏ được phủ một tầng màu xanh tràn đầy sự sống. Xuất hiện rồi, một mảnh đất vì thân. Tống Thư Hàng nghĩ trong đầu. Đúng vậy, đây chính là mảnh đất vì thân ngón tay vàng của các nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết theo mô típ tùy thân mà mấy năm trước hắn đã xem qua. Không biết mảnh đất này có loại công năng thần kỳ gì không nhỉ? ví dụ như trồng cà rốt cũng có thể biến thành nhân sâm vạn năm chẳng hạn trồng một cô em sang năm lại có thể thu hoạch cả đống vợ à không đúng nếu năm nay trồng một cô em năm sau chỉ có thể thu hoạch một đám đồng chí mà thôi cho nên đừng trồng cô em thì hơn hay là trồng một ít tiên thực linh vật thử nhỉ xem ra phải tìm thời gian trồng thử để xem thế nào nói không chừng có thể dựa vào mảnh đất vì thân này để phát tài đây vậy mình nên trồng gì đây trên người mình có linh thực gì không nhỉ? Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một vật. Đúng rồi, thông nương. Hay là mang thông nương vào đây trồng thử nhỉ? Chỉ là không biết có thể mang thông nương vào không gian này được không? Trở về phải thử ngay mới được. Lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ miên man, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thông đạo. Thông đạo xuất hiện ở ngay phía trước Tống Thư Hàng. Kỳ quái! Tại sao trong thế giới hạch tâm lại xuất hiện thông đạo gì thế này? Ngay lúc Tống Thư Hàng còn đang thắc mắc khó hiểu, từ trong thông đạo bỗng truyền đến một lực hút cực mạnh, trực tiếp hút ý thức của hắn vào. Không tốt, ý thức thể của Tống Thư Hàng tối sầm lại, hôn mê lần nữa, hắn cũng không biết phải miêu tả trạng thái bây giờ thế nào nữa. Thân xác hắn hôn mê, ý thức tiến vào không gian hạch tâm trong tâm khiếu. Bây giờ ngay cả ý thức cũng hôn mê, tình huống gì thế này? hôn mê trồng gà nhân 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 không biết qua bao lâu ý thức của tống thư hàng lại mơ màng tỉnh lại vừa mở mắt hắn phát hiện mình đang đứng trong một không gian u ám tối tăm không phải thế giới hạch tâm trong tâm khiếu là thế giới ở đầu bên kia thông đạo sao trước tiên tống thư hàng kiểm tra trạng thái thân thể mình túi thu nhỏ một tất cùng với các loại pháp bảo đều không có ở đây bây giờ mình vẫn là ý thức thể Hello có ai không? Tống Thư Hàng kêu lớn. Trong thế giới trống trải tối tăm chỉ có tiếng vọng trả lời Tống Thư Hàng. Từ tiếng vọng có thể đoán ra được thế giới này rất trống trải, rất rộng lớn. Tống Thư Hàng xoa huyệt thái dương, vậy giờ ý thức của hắn trở về bằng cách nào đây? Chẳng lẽ muốn chờ đến lúc thân thể tỉnh lại, ý thức mới có thể trở về sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng bắt đầu đi dạo quanh không gian u ám trước tiên thử đi tìm thông đạo kia cái đá, nếu có thể về lại không gian hạch tâm trong tâm khiếu mình thì tốt quá rồi. Không gian tối tăm này siêu lớn, Tống Thư Hàng đã chạy mấy chục phút rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Lại chạy gần một giờ nữa. Tống Thư Hàng tạm ngừng lại, thở dài nhìn không gian xung quanh vẫn là một màu tối tăm như cũ. Bởi vì không có vật đối chiếu nên hắn cũng không biết mình đã chạy được bao xa, hay nãy giờ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ lúc này có bạch tiền bối ở đây thì tốt rồi, ngài ấy chỉ cần ném nhánh cây, sau đó đi theo phương hương mà nhánh cây đã chỉ là có thể tìm được lối ra. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, ở vị trí phía trước cách hắn 200 thước, có một vật đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Tống Thư Hàng nheo mắt nhìn về vị trí nọ, hình như vật kia là một cái kén màu trắng. Ngoài ra, từ trong kén lại truyền ra một loại khí thức mà hắn vô cùng quen thuộc, Khí tức này, là khí tức của Bạch Tiền Bối." Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói, "Nhưng mà tại sao Bạch Tiền Bối lại xuất hiện ở trong không gian tối tăm này? Nào ấy có nói là phải đi tìm lò luyện khí mà. Hay đây thật ra chỉ là ảo ảnh trong đầu ta, bởi vì ta mới vừa nghĩ đến Bạch Tôn giả cho nên lập tức xuất hiện ảo ảnh của Bạch Tiền Bối." Nghĩ vậy, Tống Thư Hàng chậm rãi đến gần Kén Trắng. Bất kể là Bạch Tiền Bối thật hay là ảo ảnh, nhưng đây nhất định là mấu chốt để phá giải cục diện sau khi đến gần kén lớn màu trắng quả nhiên đây là kén lớn kết ra sau khi uống long ma dược tề nhưng bạch tôn giả hết long ma dược tề rồi mà sao kết kén được nhỉ à nhớ ra rồi bạch tôn giả đã cất lại cái kén cũ chỉ cắt một lỗ nhỏ trên kén để làm cửa ra vào mà thôi tống thư hàng giơ tay chạm khẽ vào kén lớn bây giờ hắn hẳn là ở dạng ý thức thể nhưng tay hắn lại thuận lợi chạm vào kén lớn màu trắng. Kho kho z z z z Trong kén lớn màu trắng truyền ra tiếng ngáy khe khẽ. Tống Thư Hàng đi một vòng quanh kén lớn màu trắng. Trên kén lớn màu trắng này, hắn lại không tìm được chỗ cắt làm cửa ra vào mà bạch tôn giả đã cắt lúc trước. Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Thư Hàng đưa tay gõ lên kén trắng. Ưm um khò khò. Bên trong, hình như bạch tiền bối tới trở mình, sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành. Bạch tiền bối, dậy ăn cơm đi. Tống thư hàng thử lớn tiếng gọi. Ưm um khò khò rét 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 Bạch tiền bối, gai to rồi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Tống thư hàng lại thử kêu lên. Ưm um, ưm. Um. Bạch tiền bối, đợi, tính, cái này không thể nói. Tống thư hàng suy nghĩ một hồi, sau đó hắn ngồi thế trung bình tấn, đưa tay ôm kén trắng lên. Sau đó hắn bắt đầu lắc nhiệt tình. Thức dậy đi, Thức dậy đi, bạch tiền bối nhanh thức dậy đi. Lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui. Ưm ưm zzzzzzzzzzzz Tống thư hàng càng lắc dữ dội, bạch tiền bối lại ngủ càng ngon. Tống thư hàng Phản ứng này không giống với phản ứng của bạch tôn giả lắm. Tống thư hàng sờ cầm, rơi vào trầm tư. Nếu không phải là ảo ảnh, cũng không phải bạch tiền bối, vậy chỉ còn một khả năng người trong kén này trình là Bạch Tiền Bối tu một vị có dung mạo, khí chất và khí thức ý hệt Bạch Tôn giả. Chẳng lẽ nơi này là thế giới Cửu U sao? Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Chương 869, người ta không muốn nói chuyện với ngươi, còn ném cho ngươi một cái kén to. Không đúng, nơi này không phải thế giới Cửu U, nơi này không có tà năng thế giới Cửu U, cũng không thấy móng tà ma Cửu U nào. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Hắn suy tư chốc lát, lại nghĩ tới một khả năng. Thế giới kim liên của nho gia là thế giới tự mở ở hiện thế, nó có một thông đạo nối với thế giới tà liên ở thế giới cửu U. Lúc trước, chủ nhân của bàn tay kim loại đã thông qua thế giới tà liên ở cửu U, cưỡng ép xông vào thế giới kim liên. Mà thế giới hạch tâm trong tâm khiếu mình lại có kết cấu giống như thế giới kim liên của nho gia. Cho nên từ thế giới hạch tâm trong tâm khiếu mình, thông qua thông đạo tiến vào. Chẳng lẽ nơi này là thế giới tà liên? nếu như nơi này chính là thế giới tà liên vậy thì tại sao bạch tiền bối tu lại ngủ say trong thế giới tà liên này bạch tiền bối tu có quan hệ thế nào với bàn tay kim loại xâm lược thế giới kim liên tống thư hàng lẩm bẩm nói quan hệ giữa ta và tên cầu kim loại kia là quan hệ đối nghịch chỉ tiếc ta không thể tiêu diệt nó nó cũng không thể tiêu diệt được ta lúc này bỗng có một cái giọng nói vang lên trong đầu tống thư hàng là tiếng của bạch tiền bối tu nhưng rõ ràng bạch tiền bối tu còn đang ngủ mà, trong kén lớn màu trắng còn truyền ra tiếng ngáy đều đều nữa này. Tống Thư Hàng suy nghĩ, chẳng lẽ hiện tại bạch tiền bối tu đang trong trạng thái nói mớ, hơn nữa còn là loại trạng thái nói mớ thần kỳ hỏi gì đáp nấy. Bạch tiền bối này, tại sao ngài lại ở trong thế giới tà liên này thế? Tống Thư Hàng thử dò hỏi. Bởi vì ta bị tên cầu kim loại kia phong ấn vào trong thế giới tà liên này giọng nói của bạch tiền bối tu tiếp tục vang lên trong đầu tống thư hàng bị phong ấn tống thư hàng trợn to hai mắt bạch tiền bối ngài không muốn ra khỏi thế giới tà liên này sao lại còn kết kén ngủ ngon lành ở trong này nữa chứ bởi vì sau khi bị phong ấn vào trong thế giới tà liên này ta đã thay dấu ấn chúa tể trong thế giới tà liên bằng dấu ấn của ta rồi bây giờ ta chính là chủ nhân của thế giới tà liên cho nên ta ngủ trong nhà ta cũng là chuyện bình thường thôi mà giọng nói của bạch tiền bối tu trả lời tống thư hàng sau một hồi im lặng tống thư hàng lại dò hỏi bạch tiền bối người biết thông đạo rời đi thế giới tà liên này không bị tên cầu kim loại đó phong ấn rồi không ra được đâu cho dù ta muốn phá giải phong ấn cũng cần mấy trăm năm giọng nói của bạch tiền bối tu tiếp tục trả lời ngay trong đầu thư hàng thảm rồi cho dù có bạch tiền bối tu hỗ trợ muốn rời khỏi cũng phải chờ đến mấy trăm năm mấy trăm năm, đến lúc đó thân xác hắn cũng hóa thành cho mất rồi còn đâu. Chờ đã, không đúng, nếu thế giới tà liên đã bị đóng, vậy sao hắn lại vào đây được? Phải chăng thông đạo mà hắn tiến vào không phải là lối ra của thế giới tà liên, mà là một cửa sau đặc thù sao? Bạch tiền bối, ngài có thấy thông đạo mà ta mới vừa dùng để tiến vào không gian này không? Tống Thư Hàng hỏi tiếp. Không để ý, ngủ say quá nên không thấy. Nhưng chắc ở gần đây thôi, Tự ngươi đi tìm thử xem." Bạch Tiền Bối Tu trả lời. Sau khi nghe Bạch Tiền Bối Tu nói như vậy, Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thông đạo về thế giới Hạch Tâm trong tâm khiếu vẫn còn tồn tại, ý thức của hắn vẫn có thể trở về. Nếu đã biết có thể rời đi, Tống Thư Hàng cảm thấy an tâm hẳn. Vì vậy hắn quyết định trước khi rời khỏi thế giới Tà Liên, nhất định phải nhân dịp Bạch Tiền Bối Tu đang ở trong chế độ hỏi gì đáp nấy, hỏi nhiều thông tin có ích mới được. Bạch tiền bối, người biết chuyện có người của thế giới cửu U đang dùng nhân loại làm thí nghiệm không? Thí nghiệm đó là dùng tà năng cửu U tinh thuần đi cải tạo, cường hóa nhân loại bình thường, khiến bọn họ dần biến thành hình dáng của tà ma cửu U, theo như một vị tiền bối mà ta quen suy đoán. Mục đích của thí nghiệm này là muốn dung hợp phổ thông nhân loại, động vật và tà ma cửu U lại với nhau. Tống Thư Hàng hỏi, thông qua những lần tiếp xúc với bạch tiền bối tu, hắn có thể đoán ra được bạch tiền bối tu có địa vị rất siêu nhiên ở thế giới cửu u biết rất nhiều bí mật đặc biệt của thế giới cửu u không biết trước khi ngủ ta chưa từng nghe nói qua có người nào làm loại thí nghiệm này nhưng nếu nói người nào có khả năng làm loại thí nghiệm kỳ quái như vậy thì cũng chỉ có tên cầu kim loại kia thôi chắc nó vẫn đang tìm cách từ thế giới cửu u tiến vào hiện thế đấy bạch tiền bối tu trả lời bạch tiền bối tu dừng một lát rồi lại nói tiếp nhưng thí nghiệm dung hợp nhân loại bình thường động vật và tà ma cửu u lại với nhau nghe hay đấy chẳng lẽ tên cầu kim loại kia bị ép buộc muốn hành động ngược lại dung hợp với vị kia của bản thân sao ha 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 sáng kiến này cũng mới mẻ đấy thú vị thật tống thư hàng xoa huyệt thái dương nói cách khác người đứng sau thí nghiệm này rất có thể là chủ nhân của bàn tay kim loại đã tấn công nhau ra lúc trước sao bạch tiền bối ngài biết thân phận của vị cầu kim loại đó là gì không tống thư hàng hỏi tiếp là tít tít tít. Bạch tiền bối tu đáp tất tần tật, tống thư hàng thấy bạch tiền bối tu ở trạng thái hỏi gì đáp nấy này thật đáng yêu. Tiếc là thông tin liên quan tới thân phận của cầu kim loại lại bị che mất, ngay cả bạch tiền bối tu có địa vị siêu nhiên ở thế giới cửu u cũng không thể tiết lộ thân phận của vị đó sao. Hay, ở trong tiềm thức của bạch tiền bối tu, ngài ấy không muốn nói ra thân phận thật sự của cầu kim loại. Trong lúc đang suy tư, bạch tiền bối tu lại đổi giọng điệu. Là tạch tạch tạch, vẫn bị che. Vì vậy Bạch Tiền Bối Tu lại đổi cách giải thích. Tên đó là chúa tể của thế giới cửu U. Rốt cuộc cũng nói ra được thân phận của đối phương. Chúa tể của thế giới cửu U. Thân phận của vị này lớn đến dọa người, không phải kiếp tiên cửu phẩm của thế giới cửu U, không phải trường sinh giả của thế giới cửu U, mà lại là chúa tể của thế giới cửu U. Nhưng mà nội dụng tiết 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 cùng với tạch 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 mà Bạch Tiền Bối Tu nói lúc nãy rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tống Thư Hàng rất tò mò muốn biết. Chuyến đi đến thế giới tà liên lần này không lỗ tí nào, hắn đã lấy được thông tin vô cùng có ích từ trong miệng bạch tiền bối tu. Nếu vị cầu kim loại nọ là chúa tể của thế giới cửu U, vậy thì vị bạch tiền bối tu luôn chống đối cầu kim loại, duy trì trạng thái đối nghịch mà vẫn không chết này có lai lịch thế nào đây? Bạch tiền bối, người giữ thân phận gì ở thế giới cửu U vậy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Không thể trả lời vấn đề này của ngươi được thanh âm của bạch tiền bối tu trả lời vào trong đầu tống thư hàng. Đang ở trong chế độ hỏi gì đáp nấy mà vẫn không chịu trả lời vấn đề này, nhưng như vậy lại càng kích thích sự tò mò của tống thư hàng. Có điều nếu bạch tiền bối tu từ chối trả lời, vậy thì cứ để vấn đề này qua một bên trước đi. Bạch tiền bối, người cũng là tà ma cửu u sao? Tống thư hàng hỏi tiếp. Ta được sinh ra từ bản nguyên thế giới cửu u, nếu quả thật phải xếp loại thì coi như là về phe thế giới cửu u. Bạch Tiền Bối tu trả lời. Vậy ngài nghĩ ngài và một vị Bạch Tiền Bối khác ở hiện thế có quan hệ thế nào? Tống thư hàng hỏi ra vấn đề mình tò mò nhất. Hai Bạch Tiền Bối, dung mạo giống nhau, khí tức giống nhau, mị lực điên đảo chúng sinh cũng giống nhau như đúc. Thế nên thư hàng rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Vấn đề này ta không trả lời được, bởi vì ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ thông chuyện này. Bạch Tiền Bối tu thành thật trả lời. Tống Thư Hàng tiếc nuối thở dài. Tiếp theo, còn vấn đề gì cần hỏi bạch tiền bối tu không nhỉ? Hiếm lắm mới gặp được chế độ hỏi gì đáp nấy này, không tranh thủ thời gian hỏi hết những vấn đề muốn hỏi, sau này có khi cả đời cũng không gặp được cơ hội thế này nữa đâu. Liên quan tới bạch tiền bối cùng thế giới cửu U, hắn còn muốn hỏi chuyện gì nữa không nhỉ? Không biết vì sao Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một người. Hắn thật sự rất tò mò. Vì vậy Tống Thư Hàng hỏi bạch tiền bối, Rốt cuộc vị thiếu niên áo xanh cưới bạch mã nọ là ai thế? đó là một trong hai người dám cầu hôn bạch tiền bối chính diện mà tống thư hàng biết. một người khác chính là bạch hạc chân quân, nhưng trạng thái của bạch hạc chân quân khá là quỷ dị. thật ra hắn cầu hôn càng giống như biệt tuyết tiên cơ cầu kết làm đạo lữ vậy. cho nên theo như tống thư hàng biết, thiếu niên áo xanh cưới bạch mã là người duy nhất thật sự cầu hôn bạch tiền bối. thiếu niên áo xanh cưới bạch mã, ai cơ? Bạch tiền bối tu hỏi ngược lại. Chính là vị thiếu niên vẫn luôn làm bạn luyện võ với bạch tiền bối ngài trong sa mạc ấy. Thiếu niên ấy dắt một con bạch mã, mặc áo xanh, bộ dạng lại có hai phần tương tự như bạch tiền bối ngài bây giờ. Khoảng chừng 15, 16 tuổi, môi hồng răng trắng, da rẻ như ngọc. Tống thư hàng nhanh miệng miêu tả lại hình tượng của vị thiếu niên nọ trong trí nhớ của mình. Dắt bạch mã, thích mặc áo xanh, môi hồng răng trắng đó chẳng phải là cách ăn mặc của ta khi còn trẻ sao? Bạch tiền bối tu trả lời. Tống thư hàng. Phi. Chẳng lẽ thiếu niên áo xanh cưới bạch mã trong giấc mộng mới là bạch tôn giả lúc còn trẻ, như vậy? Vị tiểu bạch bị bạch tôn giả cầu hôn là ai vậy kia? Tống thư hàng thật tò mò. Vì vậy hắn nhanh chóng đặt câu hỏi. Bạch tiền bối, vậy vị tiểu bạch mà ngài cầu hôn lúc còn trẻ là ai thế? Cầu hôn, lúc nào cơ? Bạch tiền bối tu lại hỏi ngược lại. Chẳng phải lúc ở trong sa mạc, ngài vẫn luôn luyện võ cùng với một người gọi là Tiểu Bạch sao? Sau đó có một lần luyện võ xong, người đã cầu hôn với Tiểu Bạch. Nhưng cầu hôn thất bại, ngài còn bảo người ta để tóc dài nữa mà. Tống Thư Hàng tận lực tránh đi câu Tiểu Bạch, đợi tóc người dài đến eo thì gả cho ta nhé. Bởi vì hắn phát hiện những lời này là bãi mìn trong lòng cả hai vị Bạch tiền bối, cho nên không thể nói ra những lời này trước mặt Bạch tiền bối được. Đây là ký hiệu mà bạch tiền bối tu gửi đến trong đầu tống thư hàng, tỏ vẻ bây giờ hắn cạn lời rồi. Sau đó, đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, còn ném cho ngươi một cái kén to. Kén lớn từ trên trời giáng xuống, đè lên người tống thư hàng. Cho dù là ý thức thể, nhưng ở trong thế giới tà liên kỳ quái này, ý thức thể vẫn có thể tiếp xúc tới vật thật. Tống thư hàng bị kén lớn đè đến mức không thở nổi, ngực bị ép như muốn vỡ tung chương 870, ai nói tình bạn vô giá ấy nhỉ? Cảm giác này rất chân thực, giống như thân xác đang bị đè bẹp thật vậy. Tống Thư Hàng cảm giác bây giờ mình như nằm trên quốc lộ, bị xe chở hàng nặng mười mấy tấn cán qua cán lại. Đau quá đau quá đau đau đau, bạch tiền bối, bỏ qua việc này đi, bỏ qua đi. Sắp chết rồi, sắp chết thật rồi, mau lấy ra kén lớn ra đi, đừng đè nữa. a a a chết ta rồi, chết ta rồi. Tống Thư Hàng kêu lên trong cửa kén của bạch tiền bối tu truyền ra tiếng ngáy đều đều, hắn đang ngủ say. Nhưng lực đè lại càng ngày càng tăng. rắc rắc Tống Thư Hàng cảm giác ngực mình bị đè vỡ thật rồi. Ngay sau đó, ý thức hắn tối sầm lại. Năm 2019, Tống Thư Hàng từ trần. Nguyên nhân cái chết, bởi vì tò mò đi hỏi thăm chuyện xấu hổ của bạch tiền bối tu, bị bạch tiền bối tu thẹn quá hóa giận dùng kén lớn đè nát thân thể. Khu Giang Nam, trong nhà dược sư mua. Tống Thư Hàng nằm trên giường, Diệp Tư cùng ba đứa nhóc ngồi ở bên cạnh chờ hắn tỉnh lại. Theo như Diệp Tư suy đoán, thân thể của Tống Thư Hàng đang dần khôi phục, hẳn là sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhưng chờ mãi mà Tống Thư Hàng vẫn chưa tỉnh lại. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đang nằm trên giường đột nhiên kêu gào thảm thiết. Đau 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 đau. Diệp Tư cả kinh, cô vội vàng thi triển mấy chỉ rũ thuật lên trên người Tống Thư Hàng. Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi tống thư hàng lại kêu bi thảm thêm một trận nữa sau đó đầu hắn bỗng lệch qua một bên không động đậy gì nữa diệp tư trầm mặc một hồi giờ khóc giờ cười nói chẳng lẽ gặp ác mộng bé thì giơ tay đẩy tống thư hàng thư hàng sư huynh thư hàng sư huynh mau tỉnh lại đi nhưng tống thư hàng vẫn không phản ứng gì hết bé trúc cũng đưa tay dùng sức lắc tống thư hàng thư hàng sư huynh ngươi làm sao vậy ngươi đừng chết mà Tống Thư Hàng vẫn nằm im bất động. Quả quả. Thư Hàng Sư Huynh, chết rồi sao? Bé Thi. Thư Hàng Sư Huynh, chết thật rồi sao? Bé Trúc. Không muốn đâu, Thư Hàng Sư Huynh. Người đừng chết mà, chúng ta đã hứa cùng đi hàng yêu phục ma với nhau rồi mà. Tống Thư Hàng vẫn nằm đó, đầu nghiêng hẳn qua một bên, không hề nhúc nhích. Ba đứa các người yên tâm đi, Thư Hàng chỉ là. Ngủ quá sâu mà thôi, không có chuyện gì đâu khí tức của hắn rất ổn định, chắc là trong ác mộng gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm nên mới thế thôi. Diệp Tư an ủi ba đứa bé. Đang nói chuyện, Diệp Tư cảm giác được ý thức của Tống Thư Hàng đã trở lại trong thân thể. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn không tỉnh lại. Hay, nếu Thư Hàng không tỉnh lại nữa thì thiên khắp bảo điển của ta sẽ lên phát động mất. Diệp Tư thầm nói trong lòng. Vì giữ gìn uy nghiêm sư tỷ trước mặt ba đứa bé, cô nhẫn nhịn thật khổ sở. Mấy ngày nay cô chưa được khóc một trận thật đã, cho dù muốn khóc cũng chỉ lặng lẽ trốn trong cơ thể tống thư hàng len lén khóc tỉ tê. Diệp tư, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, để thư hàng sư huynh nằm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Ta nghĩ chắc lát nữa hắn tỉnh lại thôi. À, giờ ta mang các người đi phố ẩm thức mua thức ăn về nấu cơm nhé. Diệp tư dắt tay ba đứa bé đi ra khỏi phòng. Lúc này, quả quả vỗ ngực bảo đảm. Diệp tư sư tỷ, người ở lại chiếu cố thư hàng sư huynh đi chuyện mua thức ăn cứ giao cho ba đứa bọn ta là được đúng đó cứ giao cho ba chúng ta đi bé trúc cũng đứng dậy vỗ ngực nói diệp tư nháy mắt một cái ừ vậy để quả quả với thi đi mua thức ăn còn trúc thì ở lại đây trông nhà với ta bé trúc nghe vậy nhất thời nóng nảy diệp tư sư tỷ ta cũng muốn đi mua thức ăn ta muốn đi cùng với sư tỷ và quả quả không cần đâu mua thức ăn chỉ là chuyện nhỏ có quả quả với thi đi là đủ rồi chúc ở lại đây ta có thể chỉ điểm cho ngươi một số vấn đề nhỏ trong tu luyện diệp tư sư tỷ bật cười nói cuối cùng chúc bị diệp tư sư tỷ cưỡng ép ở lại quả quả và thi mang theo ví tiền của tống thư hàng cùng nhau đi phố la tín mua thức ăn tiểu hòa thượng và thi cùng đi đến phố ẩm thực hai đứa nhóc vừa đi vừa trò chuyện bé thi nói chúc bị giữ lại rồi Đáng tiếc thật đấy, cơ hội ngàn năm có một vậy mà. Tiểu Hòa thượng thở dài. Khó lắm mới có một lần thư hàng sư huynh đột nhiên hôn mê, Diệp Tư sư tỷ phải chăm sóc thư hàng sư huynh. Nếu như ba chúng ta được ra ngoài cùng nhau là có thể tranh thủ thời gian chạy trốn, sau đó đi tìm yêu tà rồi. Quan trọng hơn là lần này trong tay bọn nó có ví tiền của Tống thư hàng, trong đó có không ít tiền mặt, đủ để ba đứa bọn nó ăn uống dọc đường. Sau khi suy nghĩ một chút, bé Thi nói: hay là chúng ta cứ mua thức ăn chậm một chút, từ từ rồi trở về. Nói không chừng chúc có thể tìm được cơ hội đi ra đấy. Đến lúc đó, chúng ta có thể lén đi hàng phục yêu tà rồi. Tiểu hòa thượng gật đầu đáp. Nếu chúc có thể tìm được cơ hội đi ra thì tốt, còn nếu không được thì chúng ta chỉ đành phải đi về trước rồi lại tìm cơ hội lén trốn ra thôi. Ba đứa bọn nó trốn ra cùng nhau, đã hứa với nhau là phải cùng hàng yêu phục ma rồi, cho nên không thể loại trúc ra được thế mới nói, Diệp Tư giữ Trúc lại làm con tin là một quyết định quá chính xác. Sau khi quả quả và thi rời đi không lâu, ý thức của Tống Thư Hàng đã khôi phục như cũ, nhưng thân thể hắn vẫn trong trạng thái hôn mê. Lúc nãy trong thế giới tà liên, ý thức của Tống Thư Hàng đã bị cái kén của bạch tiền bối tu đẻ vỡ. Chỉ có điều ý thức cũng không chết thật, mà là thuận lợi thoát khỏi thế giới tà liên, trở lại trong cơ thể nhưng do thân thể hắn vẫn thuộc về trạng thái biến đổi nên còn chưa tỉnh lại sau khi suy nghĩ chốc lát ý thức của tống thư hàng lại chìm vào không gian hạch tâm trong tâm khiếu nhìn đảo nhỏ trong thế giới hạch tâm tống thư hàng chợt nảy ra một ý nếu thân xác của ta cũng có thể đi vào không gian này thì tốt biết bao như vậy có thể mang thông nương vào đây trồng thử ý tưởng này vừa mới hiện lên trong phòng thân thể tống thư hàng vốn đang nằm trên giường bỗng dưỡng biến mất tăm trong tầng khí quyển, ngân phiếu ngự kiếm phi hành, sau đó nó chui vào thành trì bằng đá có ánh sáng vây quanh. Ngày hôm qua sau khi rời đi, lúc trở về nó đã suy nghĩ hồi lâu, cảm giác trạng thái của Vân Tước Tử lúc đó khá kỳ lạ. Vì vậy hôm nay nó lại đến một chuyến nữa, muốn nhìn xem bây giờ Vân Tước Tử thế nào rồi. Ngay lúc tiến vào trong thành trì, ngân phiếu chợt cảm thấy lạnh run người. Mặc dù nó chỉ là một tấm ngân phiếu, nhưng nếu khí trời quá lạnh sẽ khiến thân thể nó cứng ngắc thậm chí cũng trở nên dễ vỡ chuyện gì thế này sao hôm nay nơi này lại lạnh quá vậy ngân phiếu lẩm bẩm nói đang nói hắn đột nhiên thấy được một con tuyết lang lớn đang ngồi trong thành trì khí lạnh chính là từ trên người tuyết lang thả ra hơn nữa trước mặt tuyết lang còn có một quan tài băng vân tước tử bị đóng băng ở trong đó có vẻ như tuyết lang cảm ứng được ngân phiếu đến nó xoay đầu lại dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ngân phiếu thấy một màn này ngân phiếu chợt dừng bược. Một lát sau, ngân phiếu nổi giận nói. Yêu nghiệt phương nào lại dám đả thương kim chủ của ta? Chẳng lẽ con tuyết lang yêu này không biết gần đây ngân phiếu đại gia nó phải dựa vào nhiệm vụ của vân tước tử để kiếm sống sao? Vân tước tử là nguồn kinh tế lớn nhất của nó bây giờ đấy. Nói xong, ngân phiếu ngựa kiếm xông về phía tuyết lang. Nhưng nó mới vào tới nửa đường, trên mặt đất đã có mấy chục trận pháp hàn băng kích hoạt, giam ngân phiếu lại khí lạnh khủng bố khiến nó không nhúc nhích đi đâu được vân tước tử tiền bối đây chính là tấm ngân phiếu mà ngươi nói sao tuyết lang động chủ bình tĩnh hỏi ừ là nó đấy mặc dù có lúc khá là chết nhát nhưng bản tính lại không xấu hơn nữa chỉ cần ta trả tiền là nó sẽ thay ta đi làm việc được việc lắm đấy giọng nói của huyền nữ môn vân tước tử vang lên ngân phiếu ngân phiếu đừng lo tuyết lang động chủ là bạn ta tiếng của huyền nữ môn vân tước tử lại nói tiếp ngân phiếu cái gì mà được việc hả uổng công ta còn lo lắng cho tình trạng thân thể của người cố ý chạy tới thăm ngươi hứ Tuyệt giao một viên linh thạch ngũ phẩm tha thứ cho ta nhé huyền nữ môn vân tước tử bình tĩnh nói thành giao ngân phiếu đồng ý không chút do dự tuyết lang động chủ ai nói tình bạn vô giá ấy nhỉ sau khi tha thứ cho huyền nữ môn vân tước tử Ngân Phiếu lại lên tiếng hỏi. Vân Tước Tử, sao ngươi lại đóng băng mình thế kia? Bởi vì thân thể ta bị tà năng cửu u ô nhiễm rồi, ngươi đến gần nhìn xem, bây giờ làn da của ta đều biến thành màu tím, nhìn đẹp lắm." Huyền nữ Môn Vân Tước Tử nói. "Ngân Phiếu, quả nhiên, ngày hôm qua lúc nó rời đi, trạng thái của Huyền nữ Môn Vân Tước Tử không ổn thật." "Ngươi không sao chứ?" Ngân Phiếu hỏi. "Yên tâm đi, không chết được." Huyền nữ Môn Vân Tước Tử cười nói: "Sở dĩ ta đóng băng mình thế này là vì muốn để bản thân nghiên cứu kỹ quá trình tà năng cửu u dung hợp với thân thể nhân loại, như vậy mới có thể thu được nhiều thông tin hơn." "Vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì chưa?" Ngân Phiếu lại hỏi. "Ta chỉ mới bắt đầu nghiên cứu thôi thôi mà." Thanh âm của Huyền nữ Môn Vân Tước Tử tiếp tục nói. "Nhưng ta lại có một suy đoán mang tính khả thi, khi độ dung hợp giữa ta và tà năng cửu u càng ngày càng cao lên, ta loáng thoáng cảm ứng được có một thanh kêu gọi. Hình như có người muốn hợp thể với ta. À, không phải loại hợp thể để sinh con đâu nhé, mà là muốn tiến hành dung hợp với thân thể của ta. Nói không chừng đây chính là mục đích thật sự của người giật dây ở thế giới cửu u đấy, nó muốn tìm một nhân loại ở hiện thế có thể hợp thể với nó. Ngân phiếu. Chết tiệt, vậy chẳng phải bây giờ người đang gặp nguy hiểm sao? Không đâu, chỉ cần ta từ chối hợp thể, vậy nó cũng không làm gì được ta và lại thân thể của ta rất đặc thù, cho dù nó muốn hợp thể với ta cũng rất khó. Huyền nữ môn vân tước tử nhẹ giọng nói. Ngươi làm thế này chẳng khác gì đang tự tìm đường chết. Ngân phiếu nói. Tuyết lang động chủ gật đầu một cái, huyền nữ môn vân tước tử tiền bối luôn tự tìm đường chết. Không, thậm chí không còn phải là tự tìm đường chết nữa rồi. Theo như trí nhớ của tuyết lang động chủ thì hình như huyền nữ môn vân tước tử tự luôn tìm đường chết không ngừng nghỉ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà cô cực kỳ yêu thích cuồng đao tam lãng đạo hữu trăng. Một người thường xuyên tự tìm đường chết, còn một người thì thích người tự tìm đường chết kia, đương nhiên giữa hai người sẽ có tiếng nói chung rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 58